rồi đúng không ạ? Đúng không? Mọi người có bạn chơi thuốc chưa? Dạ rồi thầy. Chưa? Có đó thầy ơi. Hả? Dạ rồi. Chịu phải là em không nói rồi, chịu phải là phải thuốc gia truyền cho cục giao rồi. Dạ. Ai nữa? Ai nữa nào? Dạ hai em thầy. Hai. Rồi ai nữa? Hả? Ai nữa? Ừ, là ít chảy. Mình thấy hơi kỳ rồi nha. Lớp mình thì mình thấy nhiều lắm à. Dạ. Mình thấy hàng ngày mọi người vẫn chế biến như thường mà. Có không ạ? Hàng ngày mọi người có chế biến không? Có thầy. Có không? Có chế biến không? Dạ, có chế biến mà có bào chế nông dược không ạ? À? Có bào chế dạ, không? Có thầy. Có không? Có thầy. Rồi lấy ví dụ thử coi nào. Dạ em làm thuốc xong viêm xoang đó thầy. À, thuốc xong viêm xoang. Rồi. Gì nữa? Em làm thêm thuốc năm chân. Rồi. Dạ. Rồi còn có những bài gia truyền đó thầy. Rồi có những bài gia truyền nữa. Cái bài gia truyền đó chị có chỉ lại cho người khác không ạ? Dạ không. Biết ngay. Cũng vì không chỉ lại cho người khác mà cùng là thì thành bài thuốc bí truyền chỗ này nè. Dạ không phải. Tại vì chưa học kỹ nên không dám. Chưa học kỹ hả? À. Chứ ở đây nói thiệt với người Việt Nam mình có một cái rất là vui. Đó là gì? Cái là bài thuốc, nhà tôi là bài thuốc, gọi là thuốc gia truyền. Đúng chưa? Chỉ truyền đời này qua đời khác. Nhưng mà gì? Xin hứa rằng trong gia đình đó, người ta truyền khi nào là gì? Truyền lại cho những người mà khi nào mà thấy gạn giống như gọi là hơi phong thủy một tí là gọi là có căn. Ờ, người ta mới truyền lại. Hoặc là có tay để làm thuốc á. Người ta đếm gọi là gì? Theo cái tuổi rồi, theo cái con giáp, con đồ đó. À, nếu như có gọi là có tay làm thuốc á, thì người ta mới truyền lại. Còn không, người ta không truyền. Nha. Và cuối cùng là gì? Những cái bài thuốc đó, những bài thuốc đó chỉ là hay. Và cuối cùng là gì? Không truyền lại được. Cuối cùng là gì? Thành bí truyền mất. Lúc đó khi người ta đi là người ta không truyền lại được cho ai nữa. Thôi phải gọi là bí truyền. Giờ đến đời con cháu muốn cũng không có được. Thì ra. Đó. Nên là sau khi mà học xong cái môn bào chế này á. Thì với lại cái môn bài thuốc cổ phương á. Ừ. Thì có những bài nào hay thì chỉ cho nhau. Để làm gì? Về còn gia giảm cái này kia. Trong quá trình đó mình sẽ biết. Thì ra. Tôi cho hỏi là trong bào chế thuốc ở đây có ai dám dùng thuốc mình bào chế ra không ạ? À? Dạ có chứ ạ. À. Có không? Có chứ thầy. Giờ mình tự mình làm cho mình uống thì ok không thầy? Là cho mình uống chị chỉ là có dám uống hay không thôi chứ. Số người có dám uống, cái gọi số người mà bào chế mà mình có dám uống cái thuốc bào chế của mình tự bào chế ra hay không thôi. Ừ. Có không? Có chứ thầy. Có thầy, em tự uống không thầy? Ừ, được. Dạ thì mừng cho mọi người. Em toàn uống, các em dùng có khi phải dùng trước chứ khi. Vậy thì chúc mừng mọi người ha. Tại vì là gì, có nhiều người á là gì, cái câu này em hỏi rất nhiều rồi. Đó là gì ạ? À? À, cái thuốc mà do mình bào chế ra xong là gì, à, gọi là gì, có dám uống hay không? Chứ dạ cái này em không dám chắc. Ừ, như vậy là không có được ha. Mình bào chế ra là mình phải uống được. Phải tự tin là cái tay nghề của mình chứ còn bây giờ mà cứ mà dạ, à, sợ không dám uống coi như là gì sau điều trị của mình nhân. Đúng chưa? Ngay ngay cả ngay em đây em bào chế ra xong hỏi mình dám uống hay không, uống ngay tại chỗ cho thấy luôn, không nói nhiều. Đấy. Yeah. Dạ thầy ơi, thầy tắt cái bạn nào mở. Ừ, ok, em bắt vô cái gì đâu mà. Đấy. Nói chung là mọi người bào chế ra thì mọi người gọi là gì à, mọi người bào chế ra thì mọi người phải dùng được ha. Rồi. Cho em hỏi là ở trong đây có ai mà bào chế để làm đẹp chưa? Có những bài thuốc nào bào chế để làm đẹp chưa? Ừ. Có bài thuốc mà chưa bào thì ơi. À, có bài thuốc mà chưa bào đúng, hiện tại bây giờ là chưa ai bào được đâu. Tại bây giờ đang đóng cửa sào bào. Dạ. Dạ có ngâm tỏi mật ong với lại rượu thầy. Thôi em nói làm đẹp thôi nha chứ em không nói chữa bệnh nha. Em kêu làm cái đó đẹp. Làm đẹp mà thầy. Ừ, làm đẹp luôn. Làm đẹp da đúng không? Chữa nám đúng dạ, không? Cái đó làm đẹp da mà thầy. Chữa nám đúng chưa? Dạ đúng rồi. Chữa nám tàn nhang. Dạ, làm trắng da thầy. Vậy còn thiếu một cái nữa. Dạ thiếu cái gì thầy? Thiếu tinh bột nghệ rồi. Nghệ với mật ong thầy. Nhưng mà chị thấy mất tinh bột nghệ nữa rồi. Nghệ thằng đó nó cũng là gì ạ? Một cái thuốc mà nó làm gì? Nhanh lên da non, tẩy tế bào chết, làm đẹp da ha.
Thưa thầy là mật ong, trứng với cả bột nghệ được không thầy? Mật ong, trứng với bột nghệ hả? Rồi, cho luôn cũng được, không sao cả. Còn làm à, trắng thì có là bột cà phê, bột cám gạo, sữa. Cà phê thì nó có tác dụng là tẩy tẩy tế bào chết. Rồi, gạo thì làm cho mịn và xe lộ quong. Nhưng mà gạo là phải biết, nếu như bình thường gạo là phải biết cách dùng ha. Cái nước vo gạo của mọi người á, sau khi mà vo xong á, như nào là nước đầu tiên bỏ ra một cái, bỏ ra cái thau nhỏ, được chưa? Cái thứ hai, cái nước thứ hai và nước thứ ba mọi người gộp lại là một, nói chung là mọi người sẽ có hai lần, được chưa nào? Sau đó thì gì, mọi người để cho nó lắng, sau khi để lắng thì gì, đổ cái nước phía trên đi, giờ thì lấy lắng thì được chưa? Vì của nước thứ hai, nước thứ nhất, nước thứ hai, nước thứ ba, người ta mọi người trộn vào, sau đó mọi người để trong tủ lạnh khoảng cỡ 10 đến 15 phút. Rồi sau đó thì mọi người sẽ đi rửa mặt, mà cái này có thể rửa mặt vào ban đêm cũng được. Ha. Đấy, nó cũng làm cho mịn da đẹp ha. Được chưa nào? Ừ. Còn nói vì sao mình hỏi mọi người là hàng ngày mọi người có chế biến thuốc hay không á, thì chắc chắn là người ở đây là các chị phụ nữ là chế biến hàng ngày luôn nè. Nhá, gọi là bào chế hàng ngày đúng không ạ? Dạ. À, có không ạ? Có bào chế hàng ngày không? Dạ có thầy. Đúng rồi. Nấu ăn là bào chế đó thầy. Chính xác, nấu ăn là bào chế đó. Thì những cái cây ví dụ là hành nè, tỏi nè, á, rồi rau rá đồ này kia ha, đó là gì? Những cái gọi là gì ạ? Những cây thuốc quanh mình ha, quanh ta luôn, coi như là lúc nào cũng sẵn có trong nhà. Đúng không ạ? Hành thì dùng trong trường hợp đó là gì? Có thể là chữa cảm, đúng không? Nhả ra đắp vô gan chân, đúng không, trong trường hợp mà mình thấy cảm lạnh hoặc là ho nha. Đấy, mình có thể gì nhả ra đắp nhưng mà hôi hôi một tí thôi, còn không nữa không dùng hành thì dùng gừng. Đấy, không ít muối, mà muối ở đây nhớ là muối hồn nha, hay gọi là muối biển á, chứ đừng dùng lấy cái muối hồng á. Muối hồng của mình là do nó có iốt ở đó rồi, nhìn không có chơi được đâu ha, không có tốt nha. Nhả ra đắp vô gan chân, người gọi là gì, dùng cho được từ nhỏ đến lớn, từ trẻ em cho đến người già dùng được hết nha. Yeah. Ngâm khoảng 2 đến 3 ngày là thấy hiện tượng gì, sổ mũi nè, ho là giảm hẳn ha. À, thì bài này thì áp dụng nhiều là mình thấy ok rồi. À, cái bài này thì mình thấy nhiều người dùng đó kia là ok nha. Yeah. Vì mai mốt mọi người còn đi, gọi là mỗi lần đi á thì mọi người sẽ phát hiện ra thêm một cây thuốc, là ở mỗi nơi nó sẽ có một cái cây đặc trưng riêng ha, ở vùng miền thì nha. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người các cái cách thức mà mọi người bào chế thuốc. Ở đây là mình có 3 danh y ha. Đầu tiên là ai ạ? À? Người đầu tiên là thường lãng không? Thái thường lãng không? Là tỉnh. Người thứ ba là ai ạ? À? Người thứ ba theo các bạn là ai ạ? Tôi tư mạc. Hả? Tôi tư mạc. Biến thước. Sao rồi, người thứ ba là cái gì? Lưu Công. À, đây là đại diện cho Việt Nam và Trung Quốc. Và ở đây ông tổ của các bạn là ai? Ông tổ của bên đi học của riêng là ai nào? Hãy nghe thử coi. Tuệ Tĩnh, danh y Tuệ Tĩnh. Một người, người thì nói là Tuệ Tĩnh. Rồi, ai còn ý kiến khác không? Ai còn ý kiến khác không ạ? Recording in progress. Ai à? Đã nghe được cái nào? Ông tổ của, ông tổ của ngành đi học của riêng nào? Rồi, đây có người kêu là Hải Thượng Lãng Ông, một người thì kêu Hải Thượng, một người thì kêu Tuệ Tĩnh. Rồi, tiếp tục nào. Một cuộc cấu sâu nổi rồi. Hải Thượng Lãng Ông. Rồi, tiếp nào. Miễn trực. Thằng Nông, không, mình đang nói ở Việt Nam thôi, không có nói đến Trung Quốc nha. Thằng Nông là ở Trung Quốc đâu. Ông là gọi là lên hàng siêu tổ rồi, chứ đừng có nói lên nữa ha. Mình nói ở Việt Nam thôi, không nói. Thầy nói Lê Hữu Trác đó thầy. Rồi, Lê Hữu Trác. Ok. Hải Thượng Lãng Ông, Lê Hữu Trác là ông tổ của ngành đi học của riêng. Thế nào, mọi người biết ngày mất của ông không? Đó, ngày mất ngày nào? Biết ngày giỗ của Lê Hữu Trác không? Ít gì cũng phải biết ngày giỗ của gì ông tổ của ngành đi chứ. Vậy rồi, từ từ giải thích cho. Nào, mọi người biết ngày giỗ của Lê Hữu Trác không ạ?
Thầy thường lăng ông, lấy rác. Ngày dỗ nè, biết không? Biết ngày dỗ không? Đi đâu ra 27 tháng 7 ý. Ồ, 27 tháng 7 là ngày gì? Ngày thương binh liệt sĩ à? Ngày thương binh liệt sĩ. Ôi, thương binh liệt sĩ mà coi như là còn quốc thêm là thầy thử là ông vô đây nữa. Ừ, nói nghe được cái nào? Cũng phải biết ngày dỗ của bên mình nhớ. Mùng 8 tháng 3 năm 1791. 21 tháng 2. À, tôi nói ngày dỗ ông thử cái nào? Cái ngày nào à? Cái gì mà biết ngày dỗ đó, cái gì còn nhớ mà đi về ở đến ngày đó con đi xuống các bệnh viện học quốc kỳ tháng ngay không nhớ. Dạ, mùng 8 tháng 3 thầy ơi. Mùng 8 tháng 3 đâu ra mùng 8 tháng 3. Ngày 12 tháng 11 năm 1720 ạ. À. Ủa trời. Trăm trăm tháng 1 đúng rồi. Nhiều tài liệu nói hay quá thầy. Thôi được rồi, thôi mình đây mình tiện thể đó mình cũng nói. 16 tháng 2 thầy. Bây giờ nói thẳng như thế này nè, không biết ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông là ngày bao nhiêu. Nhưng mà đối với cái học của riêng của mình là cứ lấy ngày rằm tháng giêng là ngày dỗ của Lê Trác của Hải Thượng Lãn Ông ha. Nếu không nha, nếu như mà mọi người cứ là cái ngày rằm á thì mọi người cứ xuống ngày rằm tháng giêng nha. Đấy, thì mọi người cứ xuống các bệnh viện học của riêng mà có hay không của riêng á là người ta sẽ tổ chức. Còn như ở thành phố mình hình như là có cái hội đông y của thành phố và hội đông y của tỉnh đúng không? Có hai hội đông y đúng không ạ? Yeah. Có hai hội đông y đúng không ạ? Hội đông y của thành phố và hội đông y của hội đông y của thành phố và hội đông y của gì cấp theo tôi từng cấp á của thành phố chúng mình nhớ là có hai hội. Và nếu như mà mọi người mà ai mà có người làm trong đó đông mà giới thiệu vô thì mọi người cứ vô ha. Thì vô trong hồ đó thì có nhiều cái bài mà đến học hỏi, và thứ hai nữa là những cái ví dụ như là bài thuốc gia truyền hoặc là những cái này kia mà muốn đưa ra rộng rãi á thì hồ này nó sẽ giúp cho mọi người ha. Vậy là lấy ngày rằm tháng giêng hả thầy? Đúng rồi, ngày rằm thường người ta lấy ngày rằm tháng giêng là ngày dỗ của Hải Thượng Lãn Ông ha. Rồi Hải Thượng Lãn Ông là nói là người đầu tiên đó gọi là ông tổ của ngành y. Còn đối với tệ tỉnh á là ông này thì bào chế thuốc, cho nên được gọi là ông tổ của ngành dược. Mà dược ở đây là dược cổ truyền, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Đừng có nhầm giữa hai ông ha. Nghe nói đến nhưng mà gọi là bên y học cổ truyền á thì mọi người nói đến là Lê Hữu Trác. Nhưng mà khi nói đến dược cổ truyền thì mọi người nói đến đó là gì? Tệ tỉnh ha. Còn bên nước ngoài thì còn bên Trung Quốc á là nó là cái nôi rồi, thì đó là ông Thành Long là người đầu tiên, ông là gì gọi là tự xử luôn đúng không, đi hái xong về làm sao uống cả thuốc độc, ông là người đầu tiên thử thuốc độc ha. Đấy, yeah, đó là ba những cái đại gia đi mà ở Việt Nam và Trung Quốc. Yeah. Rồi bây giờ mình đi nhẹ đi các phương pháp và bào chế bên đi học cổ truyền của mình, và sau khi học xong thì mọi người có thể về bào chế thuốc của mình được ha. Mà lương công thì sao vậy? Hả? Lôi công, thầy để hình lôi công gì không nói. Lôi công cũng là một trong các danh y mà về bên bào chế mà của Trung Quốc ha. Dạ. Yeah. Lôi công Thần Nông, lôi công Lý Thời Chân, được chưa? Đó là ba người trong cái danh đại danh y của bên cái bào chế ha. Dạ. Yeah. Đấy. Thì bà cũng hy vọng rằng là sau khi mà học xong cái môn mà bào chế thuốc này và cộng với lại cái môn mà bài thuốc cổ phương thì mọi người có thể là tự bào chế cái thuốc ra cho mình, và sau đó thì có thể quảng cáo cái thuốc của mình nha. Ví dụ như là những cái quảng cáo mà mọi người nghe trên mạng thì mọi người đừng có học theo trên mạng hơn, kêu là nhà tôi là mấy đời làm y học cổ truyền rồi gia truyền rồi này kia, không cần đâu, chỉ nói vài câu sơ sơ thôi nha. Ví dụ như là gì, người ta kêu là gì, hoàng cầm hoàng bá hoàng liên đúng không ạ, uống vô một chén thì vợ mê tới chiều nha. Đủ quảng cáo bài thuốc mình chưa? Một cái nữa là gì, người nào mà chồng bỏ chồng chê uống miếng rượu thuốc thì chồng mê tới già. Đấy, đủ hai cái đó là người ta đủ mua chưa? Đủ chưa? Quảng cáo thì hai câu đó là đủ rồi đúng không? Chắc thầy nhiều người to bài thuốc hay lắm, chắc quảng cáo tuyệt vời hơn. Thì không nói cho nó là nói chung nói vui thôi. Yeah. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào này. À.
Nhưng mà mình nghĩ chắc ở trong nhà ở đây thì nam gọi là bên nam giới mình cũng nhiều rồi đúng không? Cũng nhiều đúng không? Ít đúng không ạ? Mình nghĩ chắc ở nhà chắc cũng có các mấy cái hũ rượu chứ ạ. Có hũ rượu thuốc không ạ? Có không? Có hũ rượu thuốc nào cho em hỏi là có hũ rượu thuốc nào ạ? Nhiều hả? Có. Nhiều đúng không ạ? Như là riêng em là riêng em có 500 khoảng hơn 300 lít rượu ngâm này. Ồ hơn 300 lít rượu ngâm thôi này, học cái này thì gọi là uống thế nào cho nó hết. Nhắm thì hơi mệt đây, các bài thuốc đầy đủ rồi nè. À, ở nhà có hũ rượu rắn không ạ? Mọi người có hũ rượu rắn không ạ? Rượu rắn là một. Có không? Ai có rượu rắn không? Có thầy ơi. Rồi, cặp nông, cặp nông với hũ chúa. Theo chừng ngủ luôn, xin lão bình tử luôn, theo ngủ. Theo học thuyết ngũ hành. Năm con. Đúng chưa? Từ năm cửa. Rồi tiếp tục. Tắc kè. Tắc kè có không? Tắc kè có không? Có thầy. Rồi. Tắc kè bìm bìm thường thường, thường là hay đi với rắn. Tại vì là bìm bìm nó ăn rắn cho nên là người ta thường là hay là ngâm bìm bìm với rắn. Bây giờ năm con của bạn gì nói đó, bỏ thêm con bìm bìm vô. Thế nào? Đây, cá ngựa tắc kè. Rồi tắc kè mọi người ngâm như thế nào ạ? Tắc kè hình như phải chế hả thầy? Chắc chắn là phải chế rồi. Tâm sau khi học xong bài này là về chế tắc kè vô tư. Yeah. Mọi người ngâm tắc kè như thế nào? Ok. Mọi người ngâm như thế nào nào? Nói em nghe thử cái nào. Ba ngâm cho mình có ngâm nào? Ngâm như thế nào? Ba ngâm cho mình có ngâm nào? Ủa không ai ngâm mà có người ngâm mà. Có người kêu là hỏi có người tắc kè không có. Rồi mọi người về mọi người đếm bao nhiêu con nha. Nha, về đếm bao nhiêu con tắc kè. Về đếm bao nhiêu con nha. Rồi tiếp tục, hải mã. Có ai ngâm hải mã không? Cá ngựa đây. Cá ngựa đây, hải mã là cá ngựa. Có ai ngâm không? Có không? Có mua người ta ngâm sẵn rồi thầy. Người ta ngâm sẵn về đếm bao nhiêu con? Gì em thấy gì cá ngựa sao biển tùm lum đó mà. Ngâm bao nhiêu con cá ngựa? Đếm bao nhiêu con? Chắc là 7 hoặc 9 con. 7 hoặc 9 con. Ở đây không có tính 7 hoặc 9 con, 7 hoặc 9 cặp. Theo đôi. Ngựa cá ngựa hai mã là nó ngâm theo cặp chứ không có ngâm theo con. Nha. Ngâm theo cặp chứ không ngâm theo con. Được chưa? 1 3 5 7 9. Sinh lão bệnh tử sinh, được chưa nào? Thì nói đến cái sinh lão bệnh tử sinh này á, là cũng là gọi là một cái phong thủy á, là cũng tùy theo. Nhá. Ở Việt Nam mình đó là người ta thường thường là người ta kỵ những người nào, ví dụ như là ở đây có nhiều người đeo tràng hàng đúng không ạ? Và khi đeo tràng hàng thì bọn có người nào đếm trên tay mình là có trong cái chuỗi tràng hàng của mình có 16 hạt không ạ? Có người nào không? Có người nào đếm đủ 16 hạt không? 10 hạt thầy. 10 hạt thầy. Nó có 16 một hạt. Có 16 hạt không? Không ạ. Thầy, người ta kiến số đó. Biết ngay mà 16 hạt về cắt còn 15 hoặc là còn 14. Chắc chắn luôn. Thì nói đến cái này thì mình cũng nói luôn vui thôi nha. Cái này là nói mình nói cũng nói cho vui, gọi là nó phong thủy thì đường nào trước sau gì ở trong cái bào chế này nó cũng liên quan đến cái phong thủy ha. Thì ở Việt Nam mình á là người ta kỵ những cái số nào mà chia hết cho 4, đúng chưa? Vì số 4 là gì? Người ta kêu đó là gì? Là gì? Là tử đúng không ạ? Đúng chưa? Cấm. Là tử đúng không ạ? Cho nên là người ta rất là kỵ những cái số nào mà chia hết cho 4. À, ví dụ như mình nói cái chủ tràng hàng của mọi người đó là 16, mà 16 chia cho 4 là tử đúng không ạ? Khi mà đợi là đếm là sinh lão bệnh tử ha. Nhưng mà gì, mọi người còn đối với bên mà Trung Quốc á thì nó lại quan niệm một điều khác, nó đối cái số nó là gì, cái số chia hết cho 4 nó vẫn đem như thường, và con đó là gì, một kiếp luân hồi sinh lão bệnh tử, chết để được gì hả, đầu thai làm kiếp khác, được chưa? Rồi cái tiện thể đó mình cũng lấy luôn có một cái đó là gì? Ví dụ như các cái hạt số 13 hả? Ở kêu số 13 đối với châu Á của mình á là kêu là số hên. Còn đối với số 13 ở bên mà nước ngoài á kêu là cái số xui. Người ta kêu là thứ 6 ngày 13 các bạn biết không? Người ta thường người ta rất là kỵ thứ 6 ngày 13 đó. Như thế nào? Nhưng mà đối với người dân châu Á của mình số 13 là số hên. Như thế nào? Rồi mình quay lại cái chỗ mà sinh lão bệnh tử này, mình nói luôn đó là gì, à, đối với bên Trung Quốc của mình á thì chưa nào, đối với bên cái gọi là sinh lão bệnh tử, đối với bên y học cổ truyền của mình á
cái hạt được gọi là gì? Cái hạt được gọi là tử nha. Hạt được gọi là tử, ví dụ như là sa tiền tử nè, thổ ti tử nè. Thấy chưa? Thì những cái chữ nào mà có chữ tử á, ở phía sau á, thì cho nào ví dụ quyết minh tử nè, thì có chữ tử ở phía sau, mọi người nên nhớ là hạt. Thì mọi người thường thường nói gì? Hạt là những cái chết rồi đúng không? Đúng chưa? Hạt là những cái đã chết rồi đúng chưa nào? Đúng chưa nào? Đúng ạ. Mọi người đồng ý không ạ? Hạt là những cái đã chết rồi, đã khô, đã héo, đã chết rồi đúng không? Yeah. Rồi, rời khỏi cây rồi, lìa khỏi cây rồi. Lìa khỏi cây là hết cái chấp nuôi là chết rồi đúng không ạ? Chuẩn bị hy sinh. Đúng chưa? Nhưng mà gì khi mà người lấy những cái hạt đó, mọi người gieo xuống dưới đất, nó có nở lên cây không ạ? Nó có lên cây không ạ? Có mọc lên không ạ? Dạ có. Đó là theo một cái kiếp luân hồi ha. Sinh lão bệnh tử. Sau tiếp tục là sinh lão bệnh tử ha. Đi theo một kiếp luân hồi. Đó. Cho nên là cái quan niệm giữa cái mà cái phong thủy, cái thiếu phong, cái lần gọi là phong thủy ở đây là tùy theo từng gọi là chùm phái ha, mà muốn theo bên nào cũng được, chứ đừng có nghĩ cái thấy mà số chia hết cho 4 là số xui. Nhưng ở Việt Nam mình cái thấy là gì ạ, cái chủ trạng hạt nào mà chia hết cho 4 là chắc chắn cái số đó, cái hạt số 16 đó chắc chắn sẽ ra đi nha. Được chưa? Tại vì gì, theo cái người Việt Nam mình nó kêu là gì ạ, 13579 có nghĩa là sinh lão bệnh tử sinh. Đấy, nhưng mà bên giờ khi người ta làm cái tràng hạt đó thì mọi người phải hiểu tại sao nhiều lúc đến 16 mà kêu là 16 mà chia hết cho 4 là tử là chết, nhưng mà thật ra không phải chết, nó là đi theo một vòng ha, một vòng hồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mục tiêu chính của mình nè ha. Ở đây thì mình sẽ cho mọi người một số cái tương kỵ ở trong cái bào chế một số cái vị thuốc ở đây ha. Đầu tiên thì cái lưu huỳnh thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Nha. Thì lưu huỳnh đây rất là sợ phát tiêu, cho nên là khi mọi người mà chế biến mà có lưu huỳnh nó phát tiêu thì gì, nhớ không có phối hợp với nhau ha. Thứ hai đó là thảo ô xuyên ô thì sợ tê giác. Rồi ở đây nói đến cái phần tê giác này, có người nào chỉ cho mình cái cách mà để phân biệt sừng tê giác thật, sừng tê giác giả không ạ? Có ai biết cách không ạ? Ai biết cách không ạ? Hả? Không thì ơi, sừng thật sẽ có bẫy này, sừng thật sẽ có bẫy. Thì cái sừng tê giác này là khi mà gọi là nhiều người kêu bán sừng tê giác mấy triệu mấy, hai triệu mấy, hai triệu gì đó, mình thì cầm lên mình cũng chả biết là nó lỡ mà nó lấy sừng khác nó bỏ vô mình đâu biết được. Nó đặt ruột mình, mình thấy nó đặt vậy thôi chứ biết đâu. Nó lấy sừng trâu không à thầy? Ừ đúng rồi, thì sừng trâu thôi. Cho nên là mình không biết, là không biết có ai chỉ, nghe ở đây không biết là có ai dùng cái này có thể chỉ cách để mọi người mà gọi là phân biệt cái sừng tê giác thật sừng tê giác giả không ạ? Không ạ? Ủa bây giờ đâu còn cái này nữa đâu mà biết thầy? Bây giờ khỏi dùng đi thầy, cái đó đâu có cái nữa. Có gì đâu, bảo vệ vẫn còn chứ là không phải là không còn. À. Rồi tiếp theo đó là quan quế thì sợ thạch chi, ba đầu á thì sợ là gì ạ? À? Kiên yêu. Rồi nhân sâm thì sợ ngũ linh chi, gọi là nấm linh chi á. Rồi uất kim thì sợ đinh hương, nha tiêu thì sợ tam tăng. À, tam lăng, thủy ngân thì sợ phê xương. Thế nào? Cũng hên xui à. Rồi lan độc thì lại sợ mật đào tăng. Thì cái này mình cung cấp cho mọi người, để mọi người thì khi mà phối hợp với nhau thì nhớ là khi phối hợp thì nhớ chẩn ra ha, để không để tương tự xảy ra. Thầy, cái nhân sâm với lại ngũ linh chi với thầy, cái đó có chất gì mà nó lại chống nhau vậy thầy? À, cái chất hóa học ở trong bên trong thôi chị ơi. Cái chất hóa học ở bên trong á, nó sẽ chống nhau ha. Nhưng mà nó còn tươi nó chống hay là đã ngâm rượu rồi nó còn chống không thầy? Nói chung hai cái này anh không phối hợp, kể cả tươi và kể cả khô và kể cả mang đi ngâm rượu ha, là không phối hợp được. Hai thằng này không thể nào phối hợp được với nhau. Thì do nào, đây là một số cái tương kỵ rồi, mọi người bỏ vô nó cũng bị à, nó giảm cái tác dụng của nhau đi ha. Và ở đây thì có một cái nhân sâm. Thì do nào, cái nhân sâm ở đây á thì mọi người nó là một cái gọi là một cái vị gọi là độc vị ha. Trong quá trình ngâm thì mọi người có thể ngâm một mình nhân sâm vẫn được, nó là độc vị. Cái bài thuốc mà độc vị á thì có một mình nó thôi, đó là nhân sâm. Vì nhân sâm ở đây là vừa bồi bổ cơ thể, vừa đi vào 12 kinh, được chưa? Đó. À, đi vào 12 kinh được chưa nào? Thì ở đây nó thì nhân sâm ở đây nó một ngoài ra nó còn có một cái nữa là gì, nó giống như cái hồi dương cứu nghịch vậy đó. Thì cái này thì nói chung mình đã dùng rồi ha. À,
bây giờ có một người có cái này hồi đó là mình dùng trong trường hợp đó là cái người này mà gọi là hấp hối mà đợi con cháu về thì mình dùng nhân sâm bình giả để cho người ta uống và người ta ngậm thì mình cứu được người ta chỉ trong vòng một tuần thôi. Mình chỉ cố gắng làm cao lắm thì trong vòng một tuần thôi. Đấy, để làm gì? Trong vòng một tuần thì họ sống được. Nhưng mà vì lúc đó mà mọi người có bồi bổ đồ này kia đi chăng nữa cũng không ăn thua. Giờ đúng trong vòng một tuần con cháu về đầy đủ rồi họ ra đi. Mình cứu được chừng đó thôi. Giờ ngoài ra thì nó bị nhân xong bên này nó gì? Nó trợ lực, nó trợ lực được, bồi bổ cơ thể được, nó kéo được cái sức lên. Cho nên là kém mới kéo được cái người đó là sống được trong vòng 7 ngày ha. Giờ nào cho nên mai mốt có chuyện gì thì cứ lấy ha. Để con tỉnh lại để con chia chác cái di chúc cho ôi con ôi, cháu chứ đi cái đó không biết cái lúc đó là họ tỉnh hay không thì không biết ha. Rồi bây giờ mình qua cái phần định nghĩa ở bên bào chế nước dược ở đây thì theo thầy ơi, cho em hỏi khi nãy thầy nói chỗ sừng tê giác nó nhân dịp thầy nói luôn cái sừng tê giác này á thì mình cũng đã có một thời mình cũng đã cầm thử cái sừng tê giác rồi đó, nó cũng khá là nặng. Nhưng mà ở đây mình chỉ biết đó là gì, người ta chỉ có một số người chỉ cho mình đó là gì, mọi người lấy một cái cọng cỏ á, được chưa? Vì sông sừng tê giác này nó có một cái từ trường hay một cái gì đó thì mình không biết nha. Thì người ta để từ ngoài đi vào đến gần cái sừng tê giác thì gì, cái đầu ngọn cỏ nó sẽ quay như cái trống trống á, thì lúc đó mới gọi là gì ạ? Sừng tê giác thật. Còn nếu như nó không quay là không phải là sừng tê giác đâu, mà đó lúc đó là nó giả rồi. Tức là cái cọng cỏ mình cầm đứng lên mình để sát vô gần là nó quay hay là ừ đúng sao? Rồi để gần tới đó, để gần sát tới là nó tự nó quay, giống như nó có một cái từ trường hay cái gì đó. Tức là mình nó quay cái đầu ngọn cỏ đúng không thầy? Đúng rồi, nó quay cái đầu ngọn cỏ quay tiếp mù luôn như trong trống vậy đó, nó quay như trong trống vậy đó. Thầy ơi, cho hỏi thêm một câu nữa là cái mà những cái vị thuốc này mà nó kỹ á, là do là nó nghĩa là khi mà hai cái sản phẩm đó nó kỵ là do cái tác dụng ở cái tác dụng của nó làm giảm cái tác dụng của nó hay là nó ảnh hưởng tới sức khỏe người ạ? Hai cái này thì nó làm giảm cái tác dụng của nhau chị ha. Rồi cảm ơn thầy. Thì nên nhớ là gì, trong cái bài thuốc của mình á, trong bài thuốc đông y của mình á, rất là nhiều bài thuốc, thì là rất là nhiều vị thuốc, ít nhất khoảng 15 đến 20 vị. Thì như nào? Và theo cái mà không biết là mọi người đã học các cái thuyết chưa? Ở bên cái mà phương tể phương đồ chưa? Chưa thầy ơi. Bài thuốc cổ phương mọi người học chưa? Chưa học tới thầy. Chưa thầy. Rồi thì sau khi mà học bài thuốc cổ phương á thì mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về cái phần này. Tại vì là vì trong một cái thang thuốc của mình á, giờ người ta phải đi là gì, trong một cái thang thuốc đông y của mình thì nó chia làm bốn phần, đó là gì ạ? Quân, thần, tá, sứ. Nha. Và mọi người những cái vị quân á, người ta thường hay đọc cho vui á, đó là gì ạ? Có bốn vị, khi nào mọi người nhìn vô cái thang thuốc quá, từ mọi người nhìn vô cái thang thuốc của mọi người nó cũng có, đó là gì mọi người biết không ạ? Mà người ta đọc giờ hiện tại thì người ta đọc cho vui luôn á, đọc nhanh luôn và gọn luôn á, mọi người cứ nhìn vô không bao giờ thiếu được bốn cái vị này, đó là gì mọi người biết không ạ? Khung quy thục thược. Rồi mọi người cứ để ý đi, em nói bốn cái nó đủ rồi đó. Khung quy thục thược có nghĩa là gì? Suy khung đương quy, thục địa hoặc thược. Mọi người cứ nhìn vô thang thuốc không bao giờ thiếu bốn cái thằng này cả. Bốn thằng này gọi là bốn vị quân. Xong dưới quân là thần, thì đi theo giống như một cung đình thôi. Quân là gì? Là vua. Được chưa nào? Vua thì trị vì đất nước và gì tăng cái tác dụng của vị thuốc. Được chưa nào? Thần thì gì? Giúp gì? Trợ giúp cho vua, đúng chưa? Dẫn thuốc đi vào. Tá là gì? Ở dưới thần và cũng gì phụ giúp cho vua. Và cuối cùng là sứ, hay gọi là sứ giả. Hồi lâu lại muốn cầu hòa cầu đồ là gì, hay kêu sứ giả đi qua các nước khác, đúng không ạ? Thì sứ ở đây thì nó dẫn thuốc đi vào các cái kênh lạc, được chưa? Và đi đến nó tác dụng đó. Thì trong một cái bài thuốc mà bên đông y của mọi người á, thường là nó sẽ có bốn phần như vậy, gọi là quân, thần, tá, sứ. Tại vì trong bốn cái quân, thần, tá, sứ đó thì mọi người nhìn vào cái thang thuốc nha, không phải lúc nào vị quân cũng là vị có cái số gam mà cao nhất, chưa chắc nha. Nhiều lúc cái số gam nhỏ mà nó có vỏ ha, đó là cũng là vị quân, được chưa? Mai mốt mọi người học đến cái bài thuốc của phương á thì
thầy cô sẽ phân tích cho mọi người về bên của phòng mà quân thần tái xứng này kỹ hơn. Dạ. Thầy cho em hỏi mấy cái từ, cái tên gì thuốc nó quá chuyên môn nên đọc không hiểu cái đó là thuốc gì ở ngoài dân gian thực tế ở ngoài. Thì bây giờ ngay cả em đây, em cũng xin hứa rằng bên đi học cổ truyền này, nếu như mà đi ra ngoài mà là gì đi đến cái địa phương khác mà ta, người ta hỏi thôi, người ta nói cái tên thuốc thôi, em dám hứa rằng là gì, đứng ngơ luôn, không biết cái đó là cái gì. Nhưng mà gì à, khi mà đi đến gọi là khi người ta đưa cái cây ra, mình nhìn vô thì mình biết, mình nói theo sách. Nhưng mà gì, ở mỗi địa phương thì người ta nói mỗi cây thuốc này là cái tên gọi nó khác nhau, không có tên nào giống tên nào hết. Và những cái tên ở đây á, đưa ra đây là những cái tên là trong cái vị thuốc của mình á. Còn chưa nói được đó là cái tên ngoài dân gian nữa ha, chưa nói nha. Đấy. Ở mình có cái từ điển nào mà nó dịch mấy cái tên thuốc này ra không? Từ điển thì nhiều lắm anh ơi. Do nó gọi từ điển thì nhiều lắm. Từ điển mình đông y khá nhiều ha. Thì anh có thể anh cây thuốc Việt Nam mình đọc về mình sẽ hiểu từ từ thêm. Rồi, đó nhiều Rồi. Rồi tiếp tục ha, bây giờ mình đi vào cái định nghĩa mà theo y học hiện đại thì người ta định nghĩa cái thuộc cái bào chế đông dược ở đây á, thì cái môn bào chế ở đây là một cái môn khoa học và nó chuyên nghiên cứu về các cái kỹ thuật mà bào chế các cái dạng thuốc nhằm cái mục đích ở đây là phòng chữa bệnh cho người. Đấy ha, đó là theo cái y học hiện đại định nghĩa cái môn bào chế là như vậy. Nhưng mà bào chế ở đây người ta chủ yếu nó là gì ạ? Bào chế của Tây y nhiều hơn. Nhưng mà còn bên y học cổ truyền của mình đó là gì? Thì bào chế đông dược ở đây á, thì mọi người sẽ sử dụng các cơ chế như là cơ học, thứ hai là chế hóa, lý hóa hoặc là sinh tổng hợp, nhằm mục đích ở đây đó là thay đổi cái hình dạng, cái lý tính, cái dược tính của nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật, từ thực vật hoặc là từ khoáng vật nha. Với mục đích để đáp ứng cái yêu cầu của quá trình sản xuất, bảo quản, kinh doanh, nâng cao kết quả phòng bệnh, điều trị bệnh và nâng cao cái thể trạng của con người lên. Thì bên đông y của mình có dùng động vật không? Có không? Chắc chắn là có đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Hải mã nè, rồi gì? Rắn nè, tắc kè nè, rắn nè, rết nè, bọ cạp nè, dung đất nè. Có không? Mang nấu phải động vật không? Rồi thực vật thì cây cỏ hoa lá rồi đúng không ạ? Còn khoáng vật, có dùng khoáng vật không? Có dùng không? Có thầy. Dạ, có. Có không? Ví dụ như là gì? Chu sa. Sao biển gì? Chu sa dùng nè. Nãy thầy nói phê xương là thạch tính đúng không thầy? Hả? Sao ạ? Nãy em thấy thầy đề có gì là thủy ngân kỵ với lại phê xương là thạch tính. Phê xương đó là một cái cách chế gì ha? Cách chế của thủy ngân á. Tí nữa đến cái phần chế thì em sẽ nói tiếp nha. Có phần chế, có phần phê xương ha. Thì khoáng vật ở đây mình cũng có, đó là gì? Đầu tiên đó là chu sa này, thần sa này, lưu huỳnh nè. Đó là những cái khoáng vật. Thế nào? Nói chung là bên đông y của mình lại dùng đầy đủ đúng không? Động vật, thực vật và khoáng vật có đầy đủ đúng không? Dùng được hết. Còn bên gì ạ? Bên Tây y ở đây á, là gì, nó còn thêm một số cái chất phụ gia vào nữa, một số cái chất khác vào nữa ha, để mới ra được một bài thuốc. Còn đối với cái ngành của gì, đối với bào chế đông dược của mình thì gì, nguyên liệu thì nó có sẵn, giờ chủ yếu là mọi người đi làm thôi đúng không ạ, đi bào chế ra thôi. Và có một theo mọi người thì một cái vị thuốc mà khi đến tay người tiêu dùng thường trải qua ba giai đoạn đó. Theo mọi người ba giai đoạn đó, ba giai đoạn gì ạ? Ba giai đoạn đó là ba giai đoạn gì nè? Theo mọi người nè. Thường tới cái một cái vị thuốc người đến tay trải qua đến cái tay người tiêu dùng đó, thường trải qua ba giai đoạn. Ở đây ai làm thuốc đó, nên theo mọi người đó là những giai đoạn nào? Đó, nghe thử coi nè. Nguyên liệu đây. Rồi nguyên liệu một. Thứ hai. Sơ chế, bào chế. Sơ chế, bào chế. Bào chế. Thuốc. Rồi. Thế trải qua ba giai đoạn ở đây, nó là ba giai đoạn nào thì như sau. Đầu tiên nó là phải cắt trồng trước. Không trồng một đòn lấy. Trồng lấy đâu ra mà có. Đi đó. Tìm. Không, mọi người không đi trồng thì mọi người lấy đâu ra thuốc cho mình nhớ. À, trên rừng á thầy. Được chưa nào? Bây giờ em cho mọi người lên trên rừng, còn em chết ngay luôn. Còn em chết liền luôn. Thầy trồng à. Cách trồng, thu hái và chế biến thầy ơi. Ừ, thì cái đó em còn nghe được.
cách trồng, cách thứ hai đó là thu hái và sơ chế, và cuối cùng đó là gì, bào chế hay gọi là chế biến. Sau khi đi qua ba cái giai đoạn này sẽ đến tay người tiêu dùng, được chưa nào? Làm công bố nữa hả? Phải làm công bố nữa. Trời ơi. Đầu tiên là gì? Hiện tại bây giờ là Việt Nam mình đang di thực về rất là nhiều. Vậy hiện tại bây giờ cái nguồn của Việt Nam mình, cái thực vật, cái thảm thực vật của mình nhiều lắm, không phải ít đâu. Nhưng mà gì? Do cái tội là gì? Khai thác quá mức. Mà ở đâu? Do các thương lái. Coi như là thổi lên bắt đầu là gì? Với là mà Trung Quốc. Đấy nha. Nói cái là bắt đầu là gì, khai thác một cách quá mức đến gọi là kiệt quệ, không để cho cây con lên được nha. Và hiện tại mình mất cũng nhiều cái dòng gọi là quý là hiếm rồi đó, giờ đang gì là đang lấy lại, đang di thực lại ha, để trồng nha. Rồi đầu tiên là mà mình sẽ nói đến cách trồng ở đây ha. Thì cách trồng ở đây nó sẽ như thế nào, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ha? Thì gì, mỗi cái thuốc, mỗi vị thuốc có một cách trồng và hoặc là nuôi dưỡng riêng, được chưa nào? Mỗi cây, mỗi vị đều có cách trồng và nuôi dưỡng riêng. Như rồi, và thời điểm trồng gì, nó cũng mang đến một cái gì ạ? Mang đến thêm một cái hiệu quả nữa. Như nào? Ví dụ những cái cây mà mọi người có thể trồng vào đầu mùa xuân, nhưng mà gì, cũng có cây là trồng vào cái dịp hè, hè thu. Nếu như mọi người mà trồng sai cái thời vụ thì gì? Nó vẫn, mọi người vẫn thu hoạch được, nhưng mà cái cục của hạt chất nó được nhiều hay ít thôi. Được chưa nào? Thì cái hoàn chất khi mọi người thông qua nó đi gì, nó sẽ kém hơn nhiều. Lấy ví dụ như vậy, những người nào không biết ở đây có người nào ở Gia Lai không ạ? Có người nào ở Gia Lai không? Em thầy. Rồi, chị đã đi lên cái biển hồ chưa ạ? Chị lên biển hồ chưa? Dạ, biển hồ không đáy thầy. Ở biển hồ chắc chắn không đáy rồi, em không nói. Nhưng mà chị đã lên thấy, chị vô cái vườn mà canh kina ở biển hồ chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, xin hứa chị là cái vườn canh kina nó rất là rộng đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà gì, nguyên một cái vườn đó, em nói thiệt, khi thu hoạch không đủ để chiết ra một viên artemisinin, không đủ chiết ra một viên gọi là quinin. Dạ. Đấy. Đó thì cái này là nó di thực từ gọi là Pháp đến di thực qua Việt Nam, nó trồng ở trong đời đó là ở trên Gia Lai, hồi đó nó nổi tiếng, nó là spread đó, mang qua nó trồng đó. Nhưng mà cuối cùng đó là gì, khi thu hoạch đợt đó tụi em đi thu hoạch và chiết ra thử thì một nguyên cái rừng đó không có đủ. Một cái vườn đó không có đủ, hoàn cho nó không có đủ để chiết đường viên quinin luôn á. Mà ra thổ nhưỡng thầy, vì cái thổ nhưỡng nó khác nhau mà, nha, liên quan đến với khí hậu. Cuối cùng là gì, để làm cảnh thôi. Rồi ai vô thì giới thiệu vậy thôi chứ biết sao vậy. Đấy. Tiếp theo, rồi tiếp theo đó là gì? Các cách mà chăm sóc cái cây á, sinh trưởng cũng sẽ giúp gì ạ? Cái thu hoạch để đạt được năng suất cao hơn. Ví dụ như là gì, cùng một loại cây nếu như mà người chúng ta mà gì biết phân bón đúng thời điểm và cái lượng thu hoạch thì nha, sẽ đạt được cái năng suất cao nha. Đó là về cái cách mà cái cách trồng ha. Mỗi cây nó sẽ có một cái thời điểm cho, gọi là gì, trồng khác nhau, chứ không có cây nào giống như cây nào hết, được chưa nào? Và muốn trồng gì mà có hiệu quả thì gì, phải nắm được cái cây này là trồng vào lúc nào, trồng vào thời điểm nào, rồi phân bón nữa thì mới có được cái kết quả cao. Còn nếu như mà trồng xa là coi như là gì ạ? Trồng xa thì địa vẫn thu hoạch được, nhưng mà gì, cái hoạt chất gì bên trong của nó rất là ít chứ không có nhiều. Rồi cái thứ hai là mình cung cấp cho mọi người về cái cách mà thu hái ha, các cái bộ phận của cái cây. Ở đây thì cho mọi người rễ nè, đúng là những cây mà mọi người thu đó là rễ, thân rễ và rễ cũ. Và ở đây chúng ta sẽ chia làm hai cây, đó là những cây mà sống hàng năm và những cây sống nhiều năm. Những cây mà sống hàng năm ở đây á, đối với rễ, thân rễ và rễ cũ á, thì mọi người sẽ thu hái lúc cây nó ngã vàng hoặc là gì, quả nó đã chín già. Còn đối với cây sống nhiều năm á, thì mọi người có thể thu vào gì, cuối mùa thu và sang đông. Tại vì sao mà thì cuối mùa thu và sang đông đối với rễ, thân rễ và rễ cũ á? Vì sao ạ? Đối với cây sống nhiều năm, mọi người nói em nghe thử, vì sao phải thu hoa là lại... nghĩ đông? Bởi vì cái mùa đó thì thường là lá là nó đã rụng rồi, cho nên các cái chất dinh dưỡng nó tập trung ở dưới rễ cũ. Đúng, cái này là chính xác. Vì thường thường lá nó rụng đúng không ạ? Và cây có một chế độ gọi là ngủ đông đúng không ạ? Thì nó sẽ tập trung, đầu tiên nó sẽ tập trung hết tất cả các chất dinh dưỡng ở rễ đã, rồi sau đó mới đi đến thân. Thì lúc này ta thu hoạch thì nó mới có đạt được cái gì ạ? Hiệu quả cao.
hoạt chất hàm lượng nó cao, được chưa? Cái thứ hai, đối với thân gỗ thì chúng ta thu hoạch vào mùa đông, khi lá nó đã rụng rồi, thì khi thu hoạch vào mùa đông lá nó rụng thì gì, nó không còn nuôi gì à, nuôi lá và nuôi cành nữa, mà lúc đó thì gì? Nó sẽ gì, ở chế độ ngủ đông và nó tập trung ở đâu ạ? À? Ở rễ và ở thân đó. Bây giờ chúng ta thu hoạch là ok, đúng không ạ? Còn đối với bộ phận toàn cây ở đây thì mọi người thường thường là cũng có nghe được, đúng không ạ? Toàn cây trên mặt đất, đúng chưa? Thì đối với cái cây cỏ như là thì chúng ta thu hoạch là gì, lúc cây bắt đầu ra hoa, nhớ nha, bắt đầu ra thôi. Vì bắt đầu ra đây thì gì ạ? Cái chất dinh dưỡng nó có nằm toàn ở cây mà. Nó ở trên thân nhiều. Ở thân, ở cành, đúng chưa? Tại vì lúc đó nó chưa tập trung để nó nuôi hoa, tạo hoa và kết trái, đúng không ạ? Thì bên đây mình mới bắt đầu ra thôi, là đang tập trung vào cái gì? Chuẩn bị bung cái gọi là cái chất dinh dưỡng này ra cho cành và cho lá và cho hoa, đúng không ạ? Thì lúc này thì mình gì? Mình sẽ thu hoạch, thì mình gì ạ? Thời điểm này thu hoạch rất là tốt. Đấy ạ? Thứ hai, tiếp theo đó là gì? Đối với vỏ cây, một số ví dụ như là quế đồ này kia, đúng không ạ? Thì gì ta sẽ thu hoạch lúc nào? Thì ta sẽ thu hoạch lúc là mùa đông. Thì vì mùa đông là gì? Cây có phát triển không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Tập trung chất dinh dưỡng ở thân, đúng chưa? Để mà nuôi thì chúng ta sẽ thu hoạch vào mùa đông. Còn đối với lá cây thì ở đây mọi người cũng thu hoạch đó là gì? Lúc cây sắp ra hoa hoặc là thấy chớm ra hoa thì mọi người phải thu ngay, chứ đừng để cho ra hoa bung bét là mọi người thu nữa. Vì lúc đó thì nó không còn nuôi cái lá nữa đâu, mà lúc đó là gì, nó nuôi gì à, nó nuôi hoa rồi à. Cho nên là tập trung là lúc cây mới sắp ra hoa hoặc là chớm ra hoa thì chúng ta nên thu hoạch. Còn với đối búp cây thì gì? Búp cây tốt nhất là chúng ta vào mùa xuân, người ta kêu là mùa xuân là đâm chồi nảy lọc, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thu hoạch vào mùa xuân khi búp đã nảy chồi. Và khi thu hoạch ở đây thì mọi người gì à, thu hoạch thêm hai cái lá bánh tẻ nữa, hai cái lá non ở phía dưới nữa. Thì à, ví dụ như khi mọi người mà không biết ở đây có ai ở Lâm Đồng nha, có ai ở Lâm Đồng không? Có mà. Có thầy. Dạ có. Ở Lâm Đồng, trên Lâm Đồng người ta thường đi hái chè, cái để ý người ta hái chè. À, người ta đi hái chè ở đây người ta thường thường là gì, người ta không phải hái cái ngọn đâu, mà thường thường người ta đếm cái ngọn xuống dưới nhất 1 đến 2 lá nữa người ta mới thu hoạch, người ta bắt đầu ngắt cái ngọn nó đi, đúng rồi, 1 tôm 2 lá đó, thế nào thì người ta mới ngắt cái đó đi, chứ người ta không bao giờ là để ngắt cái ngọn nó không có đâu. Phía dưới nó 2 cái lá nó còn xanh và 2 cái lá đó vẫn đang còn chất dinh dưỡng, cho nên người ta sẽ ngắt cái lá đó đi à. Người mới gọi là gì, khi thu hoạch cái búp này đó là gì, đếm xuống dưới 1 đến 2 cái lá bánh tẻ cái búp đi à. Rồi tiếp theo, hoa ở đây á thì gì à, mọi người thu hoạch lúc mà gì, hoa nó sắp nở hoặc là nó chớm nở thôi nghe, sắp nở hoặc chớm nở thôi. Nếu như mà nó đã nở rồi thì khi mọi người thu hoạch nó cũng không còn chất dinh dưỡng là bao nhiêu và cũng còn hồi chất là bao nhiêu. Và thứ hai nữa, khi mà mọi người mà bỏ vô một cái mà thường thường là khi mà thu hoạch hoa thì thường mọi người sẽ bỏ mà mọi người ép nó xuống, đúng không ạ? Và lúc này thì khi mà hoa nó đã nở rồi, khi mọi người ép xuống như vậy thì gì, nó sẽ bị dập. Nó sẽ dập nát, được chưa? Cho nên là mọi người thu hoạch là lúc hoa sắp nở hoặc hoa chớm nở, giống như ngày thì khi chúng ta đi mua bông nhà hàng, đúng không? Mua bông mua hoa đó ngoài chợ, đúng không? Chúng ta thường thường là chọn những cái nào mà nó sắp nở thôi, đúng chưa nào? Sắp nở hoặc là gì còn 1 đến 2 ngày nữa nó nở thì thường thường là chúng ta sẽ mua cái đó, đúng không ạ? Nha, đúng không ạ? Mình có thu hoạch cái thời gian nào trong ngày không thầy? Rồi dạ có, để từ đây em sẽ nói cái này cho à. Rồi đối với quả ha, đối với quả ở đây thì gì, mọi người thu hoạch lúc có quả gì sắp chín, bắt đầu chín hoặc là sắp chín thôi nha, đừng để nó chín nha, để chín quá cũng tác dụng nha. Được chưa? Thế nào? Có mấy loại hoa mà cái hạt nó ở trên hoa luôn thì lúc mình thu hoạch là lúc nó rồi, đây sẽ có, rồi sẽ có. Thì giờ cái của anh thì nó sẽ nằm ở phần phía sau này. Đây được chưa? Giờ chúng ta nói đến cái hạt. Hạt ở đây mọi người chia làm hai cái. Và thu hoạch cái gì? Khi quả đã chín già rồi nha, thì chúng ta mới có hạt, được chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ chia làm hai loại, đó là quả khô tự mở và quả khô không tự mở. Đối với quả khô mà không tự mở ở đây á, thì mọi người thu hoạch khi quả đã chín rồi, chín già rồi thì mọi người thu hoạch thoải mái. Còn đối với quả khô mà tự mở ở đây á, thì mọi người phải thu hoạch trước khi nó khô hẳn. Tại vì nếu như mọi người để khi nó khô hẳn thì gì, nó lại rụng xuống dưới đất, lại mọc lên cây khác à, lúc đó coi như là chúng ta là không thu hoạch được cái gì. Nên ngay chỗ anh gì mà anh nói á, mà có cái hạt ở trên đó, đó
nghĩa là thì anh phải coi là cái hạt đó tự mở hay là không tự mở, anh hiểu không ạ? Anh gì đâu rồi, anh gì thắc mắc á? Dạ dạ. Thì anh phải coi là cái cây của anh đó là cái cây là tự mở hay không tự mở nha. Nếu như mà quả mà không tự mở thì anh để cho nó chín già đi rồi anh thu hoạch, dạ. Còn nếu như quả khô tự mở là anh chỉ cần thấy khi nó đã khô cái vỏ cái rồi là anh phải thu ngay, như thế nào? Ví dụ như là cái hạt này nó ở trên hoa thì ơi. Hả? Cái hoa màu gà thầy. À, cái hoa màu gà nó đúng không ạ? Anh thu hoạch lúc nào đúng không ạ? Thu hoạch lúc gì? Hoa đã nở rồi thì anh thu hoạch. Gần chín. Hoa nở là đừng để hoa nó tàn nha. Hoa nó nở rồi thì anh thu hoạch nó liền nha. Đừng để hoa nó tàn, vì cái hoa nó tàn là cái hạt nó xuống dưới đất rồi. Và anh nhớ cái hạt nó là hạt khô tự mở nha. Hạt nó tự mở nha. Khi nó già là nó tự động nó bung trong những cái bướm ở bên trong á, tự động nó bung ra ha, là hạt tự động nó rớt xuống nha. Đó, khi anh thấy hoa nó nở rồi. Tại nãy em nghe thầy nói là lúc mà chớm nở thì cái hạt nó lại chưa chín. Đúng, chớm nở thì chưa được, mà cái đúng này cái đúng những cái hạt đó thì anh gì thu hoạch lúc hoa nó nở rồi. À, bắt đầu là gì? Anh chỉ cần lấy nhẹ thôi, không thì anh lấy một lấy cái tờ giấy á, anh chạy ra cái gọi là cái rổ, sau đó là gì? Anh lấy cây là anh lấy cái tay đập nhẹ vô hoa là cái hạt hoặc là rụng xuống dưới đó cho anh rồi. À, đấy. Còn đối với thu những cái dược liệu độc hoặc là có dược liệu mà chứa chất độc ở đây thì mọi người phải trang bị đầy đủ bảo đồ bảo hộ cho mọi người ha, đúng y chang những cái đồ bảo hộ mà mọi người đi ứng dịch á, đó. Phải kính bao tay, găng tay ha. Tại vì ví dụ như khi mọi người thu cà độc dược á, trên cà độc cái gai cà độc dược khi nó đâm vô thì cũng xó cũng gọi là nhức ghê lắm ha. Cho nên là một ở đây để chịu những cái nguyên những cái vật liệu độc, ví dụ như là hạt mã tiên nè, hoặc là cây ô đầu phụ tử nè, thì mọi người phải đi bao tay vô ha, để mọi người thu hoạch. Và thứ hai nữa, ở đây là mình cũng nói luôn dược liệu độc một cái nữa đó là gì, những cái cây thông thiên và cây trúc đào á. Mọi người biết cây thông thiên với cây trúc đào chưa? Biết không ạ? Chắc biết á. Cây thông thiên với cây trúc đào, hai cây đó nó cũng độc ha. Thì khi mọi người mà gọi là gì, khi mà muốn chặt cành hay là muốn tỉa lá của nó, muốn gọi là chặt cái cành để cho nó phán cái nhà bớt á, thì mọi người nhớ đi bao tay vô, rồi sau đó là mọi người mới chặt nghe. Tại vì cái này có một cái đó là gì, thằng thông thiên với cây trúc đào á, được chưa? Thì nó độc nhất là ở gì, cái mũ của nó. Và cái mũ ở đây thì nó chỉ có tác dụng tốt đối với những người nào mà bị gì suy tim, nghe không? Chỉ tốt đối với những người bị suy tim, còn đối với người bình thường như mình thì nó không có tốt, mà nó làm gì ngược lại, dễ dẫn đến tử vong. Thì có nghĩa là mà độc ở đây, độc ở đâu? Độc ở đây nó là gì? Đối với cây trúc đào là độc ở cái nhựa mũ của nó. Và lỡ mà người khi mà người cầm tay mà người chặt, lỡ mà người mũ bị dính vào tay, thì mọi người không biết mà mọi người liếm một cái thì xin hứa rằng chưa đầy 15 phút, chưa đầy 5 phút sau đâu. Ha, mọi người để mất giây luôn chứ đừng nói là để một phút, thì gì, nhịp tim của mọi người sẽ tăng gần gấp đôi, ít nhất 150 là ít, được chưa? Lập tức sẽ tăng ngay, 150 là ít. Và khi mà tim nó đập lên cao thì xin hứa rằng cái mạch của mọi người sẽ gì ạ? Đập không nổi đâu, trị tim mạch liền nha. Còn nhưng mà nghe vậy nó tốt đúng những người suy tim, tại vì ở đây nó chữa cái hai cây này, cây thông thiên và cây trúc đào, thì lại tốt gì những người suy tim. Đó là gì? Nó những người nhịp tim yếu mà nó sẽ làm gì? Cái nhịp tim mọi người đập mạnh lên. Sau quá trình mà đập mạnh lên gì, và nó sẽ gì? Sau quá trình đập mạnh nó sẽ đi theo một cơ chế renin thì nó sẽ trở về cái là gì? Nó đập chậm lại. Rồi sau đó là điều hòa lại cái nhịp tim cho mọi người. Đó. Thì đối với cây trúc đào và cây thông thiên, nó là một hãng chữa bệnh tim, nó là thuộc cái nhóm là glycosid tim mà có nguồn gốc từ thực vật. Dạ. Nhưng mà chỉ tốt cho những người đó thôi. Dạ. Cái chu kỳ mà làm cho tim đập nhanh rồi lại quay về lại bình thường thì nó mất bao lâu thầy? Ủa, cái này thì bên bệnh học, khi học bên bệnh học thì anh mới biết được ha. Dạ. À. Thầy ơi, trường hợp lỡ mà đã uống phải cái trúc đào như vậy thì xử lý sao hả thầy? Còn xử lý sao nữa? Adrenaline bơm vô chị. Adrenaline bơm vô. Dạ. Thì có adrenaline thôi. Ngay tại chỗ thì có adrenaline thôi chứ biết sao giờ. Đó. Dạ. Đó. Còn đông dược của mình thì có cái nào để giải được cái đó không thầy? Nếu giải được glycosid thì phải hơi khó chị ơi. Thầy giải được mấy cái khác là gì? Ví dụ như nếu như thế này á, là chị phải ăn thằng tannin, nó biết không? Vứt cái thằng chắc chát vô. Tannin là lá sống đời hả thầy? Tannin á,
những cái ăn những cái chất cát vào. Tannin là những cái chất cát nha. Ôi, nó có rất là nhiều tannin. Tannin ví dụ ổi nè, chè nè, lá chè nè. Những thằng đó nó có chất cát ở trong đó, hoặc là măng cục nè, ở vỏ măng cục nè, trà ổi đó, thì cái đó nó có chất tannin rất là nhiều. Và tannin ở đây có một cái là gì? Nó có tác dụng là làm mềm da và nó sẽ làm bong bóng cái alkaloid lại. Ha. Được chưa? Và tiện thể hôm nay thì cũng khuyên mọi người là bây giờ là sau khi mà ăn xong cái măng cục á, hồi lâu chúng ta ăn xong măng cục là chúng ta thường bỏ hết cái vỏ đi, hút cái vỏ đi, chúng ta chỉ ăn cái nhân bên trong thôi, đúng không ạ? Ăn cái hạt thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ là gì? Ăn xong nhớ giữ lại để cái gì dùng trong trường hợp cần thiết. Đó là gì? Bây giờ trong một trường hợp đó là gì? Khi mọi người đau bụng mà bị tiêu chảy, đi à, đau bụng bị tiêu chảy. Thì bây giờ buổi tối rồi, lỡ tối 11, 12 giờ đêm, dù như là 12 giờ hoặc 1 giờ sáng đó, mà đau bụng, mà bị tiêu chảy, lúc đó thì gì, nhà không có thuốc, với lại giờ hiệu thuốc cũng không mở cửa, thì gì chúng ta sẽ dùng cái đó, tạm thời chúng ta sẽ dùng những cái mà có sẵn ở trong nhà. Ví dụ như bỏ măng cục, mọi người nấu nước ra rồi uống. Cái thứ hai, nếu như trong nhà mà có người già mà uống trà hay uống trà thường xuyên á, thì cái trà mà trà khô đó, đúng không? Lấy nhúng trà khô, cho thì gì, sau đó chúng ta nhai ra, nhai xong ta nuốt cái vỏ nuốt cái nước đi, nuốt cái nước xuống thì nó cũng cầm được cái trường hợp đó là gì, cầm trường hợp mà khi mọi người mà bị đau bụng ha, tiêu chảy đấy. Còn nếu như mà hay uống cái lá trà xanh nữa, mà nếu như trong nhà mà có sẵn luôn á thì gì chúng ta cũng nhai vài lá ha. Thì thường ta kêu là nam 7 nữ 9, nam thì 7 đòn, nữ 9 đòn, nhai ra, tại vì nó có chất chát ở trong á. Vì ăn lúc đó, vì nhai lúc đó là vừa đủ cái lượng tannin ha, nó sẽ không làm cho táo bón. Nếu như mà ăn nhiều quá, cái tannin nó có một cái tác dụng ngược, đó là gì, khi mà người mà ăn nhiều quá thì nó sẽ gây táo bón ha, cho nên là ăn vừa phải thôi. Thì ra đó là những cái mà cấp trong trường hợp, những cái là gọi là gì, trong cái trường hợp mà khẩn cấp, mà khi mà trong nhà mà không có thuốc ha. Đấy. Thầy em hỏi là trường hợp không trà khô, mình lấy cái lá trà khô ban cha mình nhai được thầy nhỉ? Em nó lấy cái bài trà, lấy cái trà mà người già hay uống á anh. Anh biết cái trà ban cha là cái trà khô đấy thầy. Cái trà khô chứ sao? Không, cái trà khô nhưng nó ở dạng lá, nó giống kiểu nó già hơn trà xanh thầy. Nó phải tầm 4 năm đấy ạ. Dạ, trà xanh. Thì mới được, ăn được. Trà này được rồi. Con trà này được rồi. Ăn vô là được rồi. Nó ngon này. Có hai nữa, bắt đầu là gì? Giờ chỉ đến cho mọi người một cái nữa nè. Khi mọi người ở đây cho mọi người, cho em hỏi là khi mọi người ăn lựu á, ăn lựu ha, thì mọi người thường thường hay nhả hạt, đúng không ạ? Đúng rồi, cái hạt nó cũng chát chát. Cho em hỏi là mọi người nhả hạt đúng không ạ? Dạ, nuốt hạt khỏi đi luôn, em nhai luôn á. Bây giờ đi trong đây cho hỏi là ai nhả hạt và ai không, bao nhiêu người nhả hạt và bao nhiêu người không nhả hạt à? Em nuốt rộng luôn thầy ơi. Em nuốt luôn. Rồi có người nhả, rồi có người nuốt. Rồi. Thì qua đây mình cũng nói luôn ha. Hiện tại bây giờ là sau khi mình nói xong về là mọi người đừng có bỏ gì hết của cây lựu đi nha. Cái vỏ lựu mọi người dùng lại nè. Vỏ lựu mọi người về bóc ra, sau đó mọi người đi phơi đi. Nó chữa đường răng miệng hay lắm. Cái thứ hai nữa gì? Chính vì cái mà khi mọi người ăn á, mọi người nhả hạt á. Khi mọi người nhả hạt ở đây, khi mà thường ta ăn lựu là người ta ăn luôn hạt. Vì gì? Cái hạt của cái lựu nó có tác dụng gì mà người biết không ạ? Hạt của cái lựu đó nó có tác dụng gì mà người biết không? Nó không khác gì thằng Thảo Quyết Minh hết á. Ừ, biết rồi. Đó là gì? Nó ngừng tràn. Nên cái gì? Nó dễ gây cho gì? Khi mọi người ăn cái đó vô thì mọi người dễ đi. Được chưa? Cho nên bây giờ là mọi người gì, đừng có nhả hạt nữa, cái gì nuốt luôn hạt luôn ha. Được chưa? Vỏ lựu còn vitamin C nữa, nên bây giờ là gì, thôi rút kinh nghiệm, bây giờ mua về không bỏ nữa, bây giờ chúng ta dùng hết. Còn đối với cái vỏ lựu nuốt nguyên hạt hay là nhai cái hạt đó thầy? Nhai ra cũng được, nếu như mà thấy nhai mà nó khó quá thôi nuốt không sao cả ha. Rồi bây giờ đến cái vỏ lựu nè, tối nay là lớp của công ty đi. Thầy ơi, thầy tắt tiếng được không thầy? Trần thì biết đó thầy, thì tắt tiếng quá vậy. Rồi, giờ mình nói đến cái vỏ lựu nha. Sau khi mọi người ăn xong cái vỏ lựu á, mọi người phơi khô đi. Dùng trong trường hợp đó là gì? Những người nào bị nha chu á, bị nha chu biết không ạ? Biết nha chu không?
Dạ dạ không. Dạ, biết không. Bệnh hôi miệng, bệnh da chung, bệnh răng miệng á, hay gọi là bệnh về răng miệng, nó tụt lợi nè, rồi nó hơi thở nó hôi nè. Hả? Thì mọi người lấy cái vỏ lựu đó mọi người phơi khô đi, được chưa? Hay gọi là bơm nước cũng được. Bơm nước răng á, mọi người phơi khô đi, sau đó mọi người sắc nước. Và gì à? Sáng mọi người súc miệng đi. Ok luôn. Hả? Nó sẽ kéo lợi của mọi người lên và làm săn cái lợi của mọi người lại nha. Hả? Được chưa? Tiền thì còn lấy chất tiền mua lựu. Nói chung lựu vẫn được, có lựu là được rồi. Bỏ rượu China thì mọi người muốn sợ thì mọi người sẽ ngâm qua nhiều, ngâm muối á. Thôi thì mọi người rửa trên cái vòi nước chảy cho nó đi hết cái thực vật đi, cho nó trôi hết cái thuốc mà bảo vệ thực vật trên đó. Đó là những cái bài mà những cái mà chỉ cho mọi người để mọi người biết cái sau khi mà mọi người ăn măng cục và vỏ lựu ha. Thì ăn cái lựu sau khi ăn xong nhớ giữ lại, nó sẽ có tác dụng sau và nó có thể là gì, có tác dụng khi mình cần. Thầy ơi, cái này thì phơi khô đi thầy. Đúng rồi, phải phơi khô đi chứ. Không, bỏ chôn không chơi được nha. Bỏ chôn em chưa nghiên cứu nè. Thì hai cái đó thì em chỉ cho mọi người hai cái cách đó. Thì em thấy măng cục với lại gì đó, lựu thì mọi người hay mua lắm mà. Cứ đến mua là em thấy mọi người mua như phim đó mà. Mua ăn rồi đồ này kia mà. Thì mọi người cứ mua đi. Mua xong rồi về gì gom lại về phơi. Phơi xong rồi lúc cần dùng. Trong trường hợp ví dụ như hiện tại bây giờ, như hiện tại bây giờ nè, trong thời kỳ mà đang giãn cách này thì người ta không cho đi ra ngoài, thì con có mấy cái đó mình dùng được á, xài đỡ đi à. Thầy, cái vỏ lựu mình không có điều kiện mình phơi, mình có thể cho vào lò mình sấy, nó có tác dụng không thầy nhỉ? Nếu như anh sấy đó thì anh sấy nhiệt độ lên từ từ ha. Anh đừng sấy nhiệt độ quá cao, nếu anh sấy nhiệt độ quá cao thì nó không có tác dụng nha. Lúc đó anh diệt hết tất cả mấy cái enzyme ở trong đó mất nha. Anh sấy nhiệt độ nhẹ nhẹ thôi, khoảng từ 30-40, anh sấy cho nó khô nha. Cảm ơn thầy ạ. Sao không được anh thầy, sao trên chảo không được anh thầy? Ủa sao trên chảo biết khi nào cho nó khô, vì cái bọn lượng nó giữ nước ghê lắm. Biết sao nào cho khô chị, mình sao trên chảo chị nên nhóm, vì sao thì chảo không đều tay là nó cháy. Lúc nó cháy, nó cháy đen rồi, còn gì, lúc đó nó cháy rồi còn tác dụng gì nữa đâu. Thầy như thảo dược mà mình bỏ trong tủ lạnh để cho nó khô được không thầy? Ủa thật, bỏ trong tủ lạnh á? Dạ. Tủ lạnh thường mình là thường là nó háo nước mà thầy, mình bỏ vô là cái thảo dược tự nó sẽ tự khô thầy. Anh ơi, nếu như anh bỏ trong tủ lạnh thì gì, dược liệu anh nhanh đúng nữa là đằng khác. Không có thầy, mấy cái vỏ là bỏ vô nó khô hết thầy. Ừ, mấy bỏ vô nó khô luôn á hả? Nó khô rón luôn. Cái đó có phải là phơi âm can không thầy, cái dạng bỏ vô tủ lạnh cho khô á? Phơi âm can ở đây là phơi dưới gọi là cây cao bóng cả chị ơi, nó vẫn có ánh nắng luôn nha chị. Phơi âm can là vẫn có nắng nha, chứ không phải là chị đem ra giữa nắng chị phơi, mà chị đã phơi dưới cái bóng cây á, nhiệt độ của nó nằm khoảng từ 30-40 độ C. Khác với bỏ tủ lạnh thầy hả? Hả? Nó khác với cách bỏ tủ lạnh, cách bỏ tủ lạnh đâu chị đâu chị. Hả? Nên... thầy, măng cục với lại măng cục vậy là mình sẽ phơi dưới nắng trực tiếp hay là mình sẽ phơi sao ạ? Phơi dưới nắng trực tiếp được mà chị. Dạ, dạ. Chỉ những cái nào có tinh dầu á, chẳng thì tiền ở đây cũng nói luôn này, những cái nào mà có tinh dầu mới gọi là phơi âm can, có nghĩa là phơi trong trong, á, nhiệt độ này dưới 60 độ C á. Mà người vô tư nghĩa là mọi người kiếm chỗ nào mà có nắng hắt vô được rồi nha, có nắng hắt vô thôi nha, chứ đừng mà thấy chỗ nào mà hắt trực tiếp vô là thả ngay chỗ hắt trực tiếp đó được. Nhưng mà những cái nào có mùi nha, những cái nào có mùi thơm á, hay gọi là mùi tinh dầu á, thì mới phơi âm can, còn không có thì mọi người có thể đem ra nắng trực tiếp mọi người. Rồi tiếp theo quản thôi anh ơi, chứ em chưa bao giờ em thấy mà cái mà em cũng chưa bao giờ bảo quản cái dược liệu mà theo cái tủ lạnh này cả. Vì khi dược liệu của anh là nó đang gì, đang ẩm mà anh lại cấp thêm ẩm nữa, thì anh để dưới ngăn mát hay là anh lại cấp thêm ẩm cho nó thì nó nhanh hư lắm. Và thứ hai nữa thì tiện thể ở đây nhưng mà cách này có dám dùng hay không thôi. Mọi người biết có bột lưu, biết cái lưu huỳnh không, biết bột lưu huỳnh không, biết bột lưu huỳnh không ạ? Mọi người mua bột lưu huỳnh đó, mọi người về mọi người gói
tờ giấy xong mọi người bỏ vào cái dược liệu của mọi người á, nó bảo quản hơi bị lâu đó, được chưa? Hiểu không ạ? À, chỉ cần mình gói kỹ nó cho nó không có rồi, bị chỉ tiếp là sau khi mọi người mua cái lưu huỳnh đã về, mọi người gói vào được chưa? Mọi người bỏ vào trong cái dược liệu, mọi người mà nhớ là bỏ dưới đáy á, bỏ dưới cái đáy của dược liệu á, cái mục đích gì? Xong sinh lưu huỳnh lên để gì? Nắm mối mọt đi, được chưa? Và để bảo quản được cái dược liệu của mọi người. Và khi mọi người dùng dược liệu thì gì? Từ từ hẳn gì ạ? Từ từ hẳn hẳn rửa nha. Mọi người lấy ra phơi ngoài nắng cho em và để ra ngoài thôi. Không cần phải phơi ngoài nắng này, để ra ngoài khoảng 5 phút rồi sau đó mọi người dùng, được chưa? Vì lưu huỳnh nó có một cái tính, đó là gì? Cái tính thăng hoa, được chưa? Cho nên đó là gì? À, khi mọi người trước khi mọi người dùng là mọi người mang ra ngoài mọi người, để cho nó thăng hoa hết đi, hết cái mùi lưu huỳnh này đi, không mà một ngày cái mùi lưu huỳnh nó sọc lên mũi nó hôi lắm, được chưa? Mọi người mang ra ngoài, mọi người phơi mang ra ngoài thôi, để ra ngoài bình thường thôi, 5 phút mọi người bỏ vô là xong. Đấy, để giải quyết câu hỏi trong tổ làm tôi ý kiến sản phẩm thôi từ tổ làm. Khi mà để ra ngoài 5 phút vậy rồi là mình rửa lại rồi mình mới dùng hả thầy? Đúng rồi, thì để ra ngoài khoảng 2-3 phút cũng được chứ không cần 5 phút đâu chị, vì lưu huỳnh nó thăng hơi rất là thăng hoa nhanh lắm, cho nên để nó cho nó bay hết cái mùi lưu huỳnh nó đi, và sau đó là mọi người mang vào mọi người rửa rồi sau đó là dùng bình thường ha. Thưa thầy, thì bây giờ có công nghệ sấy lạnh nha. Sấy lạnh hả? Rồi. Thì cái công nghệ này thì em cũng chưa được anh đã test rồi á hả? Lưu huỳnh vẫn đang áp dụng bảo quản thực phẩm, rau củ ăn bình thường, đúng rồi. Và thứ hai thì mọi người nên nhớ là những cái hàng, những cái thuốc mà bên đông y của mình á, em xin hứa luôn nha, phải 99% người ta dùng lưu huỳnh để người ta gì? Bảo quản. Nha. Người ta dùng lưu huỳnh người ta bảo quản 99% là vì nó bảo quản được lâu. Chứ ngoài ra nó không có một cái chất nào có thể là gì giữ được lâu như lưu huỳnh như vậy. Kể cả cho mọi người dùng đến cái silica gel luôn. Ha? Kể cả trong cái lưu huỳnh này có thể khử khuẩn được. Có thể dùng ngoài da được trong trường hợp bị chóc lỡ đồ này kia, người ta lấy lưu huỳnh người ta giả bột ra người ta còn bôi lên mà. Yeah. Thì đối với cái, ví dụ như là các cái chất bảo quản ở đây trong dược liệu của mình á, thì hầu như là người ta dùng cái lưu huỳnh này rất là nhiều. Còn đối với cái mà silica gel khi mọi người để rồi xin hứa rằng nó cũng không thu được bao nhiêu cả. Em thử làm thử rồi mà cũng chả ăn thua. Đó là gì? Đối với cái silica gel đó thì mọi người để trong đóng trong cái bình đó. Bình nhỏ thì được, chứ còn số lượng lớn thì không ăn thua. Đúng rồi, chắc chắn là phải tuân thủ nồng độ rồi. Chứ không phải không tuân thủ nồng độ được. À, cho nên là trong cái bảo quản dược liệu của mình thì mình dùng đến cái lưu huỳnh ha. Rồi tiếp theo, sau khi thu hái xong bây giờ là gì, qua các bước đó là gì? Sơ chế nè, chế biến và cuối cùng là mình bào chế. Bây đầu tiên là mình sơ chế thì mình dùng những cái gì ạ? À? À, sơ chế ở đây đầu tiên mình sẽ nói đến các loại lá. Các loại lá thì mọi người sẽ làm gì nào? Ừ. Đối với các loại lá nào? Các loại lá. Mọi người sẽ làm gì? Phơi này. Rồi, ai xuống rồi. À, mọi người cũng chưa bỏ mối mọt gì đi luôn, cũng mang ra phơi luôn. Ừ. Rửa xong phơi rồi. Làm sạch thái này, cắt này, làm sạch này, rửa là phơi này, sạch này, rồi thái rồi sao. Rồi đầu tiên nó là gì? Khi mọi người thu hái về thì mọi người bỏ những cái lá mà bị sâu đồ này kia, sau đó mọi người sẽ cái gì? Phơi ở trong râm cho nó khô dần đi. Được chưa? Và thứ hai nó là gì? Không nên phơi nắng to. Vì gì? Nếu như mọi người phơi nắng to sẽ làm cho thuốc gì à? Cái lá của mọi người à, nó giòn và dễ vụn nát. Cho nên khi mọi người bóc một lần đi à, thường cái lực tay của mình không phải nào mình cầm được. Người ta kêu nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Nhưng mà trong quá trình mà nhiều bệnh nhân quá, không thể nào mà nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa được. Cứ tiện tay là bóc. Đúng không? Bóc mà khi nó đã khô, nó giòn gì, nó ngồi nó nát ra. Cái như là gì? Làm cái thuốc của mình gì à? Thứ nhất là nhìn nó không có đẹp. Đúng chưa? Thứ nhất là nhìn không có đẹp. Thứ hai nữa là gì? Cái tỷ lệ hoạt chất cũng không còn bao nhiêu. Cho nên gì? Phơi dần 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 cho nó khô. Yeah, cũng giống như phơi âm can rồi đó. Phơi dần 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 cho nó khô đi. Yeah. Tiếp theo. Cái nữa đó là gì? Và trước khi phơi hoặc là sấy thì ở đây gì? Mọi người phải dùng phương pháp đó là gì? Diệt cái men rồi phân hủy nó đi. Được chưa? Diệt men phân hủy để chúng ta giữ nguyên cái hoạt chất ở trong lá. Mà diệt men ở đây thì mọi người có thể dùng phương pháp đó là gì? Sao?
Sao đây gì? Nhớ là chỉ có sao qua thôi nha, không có để lâu được. Có nghĩa là gì? Để cái chảo thật nóng, sau mọi người bỏ vô, mọi người đảo đến 2 đến 3 lần, mọi người phải bỏ ra ngay. Nên mọi người không thể nào để lâu như vậy được. Được chưa? Mọi người không được để lâu trong chảo. Nếu như mọi người để lâu trong chảo, lúc đó là mọi người đang gì à? Đang đốt lá, chứ còn không phải là mọi người đang sao. Được chưa? Nhớ ha. Thế em thường thấy người ta sao xong người ta mới phơi, nên thầy phơi trước rồi mới sao mà thầy? Ở đây là sẽ có hai phương pháp ha. Đã ở đây cho mọi người hai phương pháp là gì? Một là gì? Mọi người sẽ phơi ở trong râm cho nó khô đi. Được chưa? Thứ hai là gì? Ở đây nói là trước khi phơi thì mới dùng phương pháp này. Diệt men có nghĩa là sao xong. Được chưa nào? Sao xong đổ ra rồi bây giờ mọi người phơi ở trong râm. Có hai cách, mọi người muốn chọn cách nào cũng được. Nhưng mà thường thường á, người ta ở đây mình hay dùng đó là gì? Đó là mình sao xong rồi mình mới đi phơi. Được chưa? Sao ở đây thứ nhất thì cho nó bốc bớt hơi nước đi. Cái nước ở trong lá đang còn hơi nước, được chưa? Cho nó bốc bớt đi. Rồi sau đó mọi người mang ra phơi ở trong râm cho nó khô dần là vừa. Được chưa? Còn mấy cái cách mà sao xong hạ thổ là sao thầy? Rồi sao vàng hạ thổ chọc nữa, cái đó sẽ tính sau. Theo một sấy thì nhiệt độ thì cần bao nhiêu thì đạt thầy nhỉ? Rồi từ từ, cái cách sao vàng hạ thổ này thì chậm nữa đến cái phần dùng lửa và dùng nước sẽ có và sẽ nói cho nó rõ hơn cái phần này một tí. Được chưa? Đó. Nha. Rồi ví dụ ở đây mình lấy một cái ví dụ như là lá cam thảo dây thôi nha. Cam thảo dây nha. Mọi người biết cam thảo rồi chứ đó. Mọi người biết vị thuốc cam thảo rồi đúng không ạ? Biết mà chưa thấy cái cây nó ngoài bao giờ thì ơi. Cam thảo dây, cái lá nó nhỏ nhỏ. Mình ở đây mình chỉ thấy là ở Việt Nam mình là cam thảo đất là nhiều. Cam thảo đất một đầy mà. Dạ đúng rồi. Đó. Thì ở đây mình sẽ nói đó là gì? Đối với cam thảo dây là hay gọi cam thảo bắc mình hay dùng á. Thì gì? Nếu như mọi người thu hái xong, thấy chưa? Mà phơi ngay á thì mọi người nhìn cái lá nó sẽ biến thành một màu nâu xám. Nhìn nó không có đẹp, nó xấu lắm. Mùi thuốc nó không có ngọt, hoạt chất nó sẽ giảm đi. Nhưng mà gì? Nếu như mọi người chế biến bằng cách đó là gì ạ? Lấy cái đó mọi người sao đi. Thấy chưa? Chế biến bằng cách sao cái lá tươi trên cái chảo nóng. Mà nóng ở đây là nghĩa mọi người để cho nó nóng thì là nóng rồi mọi người bỏ vô nha. Mình gọi là nóng bỏng mà để vô khác không biết liền. Thấy chưa? Thì mọi người để cái chảo trên lửa đó cho nó nóng, gọi là giống như gọi là già lửa cho nó nóng đi. Sau đó mọi người bỏ vô, mọi người đảo. Thấy chưa nào? Và sau đó mọi người sẽ gì? Giảm dần lửa cho đến khi mà khô hẳn. Thì cái lá cam thảo dây ở đây nè, nó vẫn giữ được nguyên một cái màu xanh lục và cái vị ngọt và cái chất ở trong hóa học của cam thảo đó là glycyrrhizin này nó không bị phá hủy đi. Và cam thảo này nó tác dụng đó là gì? Dùng trong trường hợp mọi người bị ho. Thấy chưa? Có đờm. Đó, thì mọi người có thể dùng cam thảo như gì? Mọi người ngậm 1 đến 2 lát thôi để nó giảm ho. Được chưa? Đó là mình nói đến cái cách mà đối với các cái lá ở đây là gọi là phương pháp diệt men ở đây nè. Được chưa? Mình đang nói với phương pháp diệt men ở trong cái lá. Thì gì? Phơi đi. À, mọi người sao lên. Rồi sao ở đây nhớ nha. Để cái chảo thật nóng. Rồi sau đó mọi người bỏ cái lá vô, mọi người sao. Sao xong hạ lửa đi. Trong quá trình sao mọi người hạ lửa, hạ xuống. Được chưa? Còn nếu không được thì mọi người sẽ đảo. Đảo 2 đến 3 lần. Được chưa? Đảo 2 đến 3 lần. Vì nó chảo đang rất là nóng rồi. Đảo 2 đến 3 lần. Nếu không thì mọi người phải đảo liên tục. Nếu như mọi người thấy mà chưa khô hẳn, mọi người không đảm bảo á, là không biết là khô hết hay chưa, thì mọi người phải đảo liên tay, đảo luôn tay nha. Đảo thật nhanh. Rồi sau đó mọi người bỏ ra cái nong và cái niêm đó. Rồi sau đó mọi người phơi trong râm. Được chưa? Đấy. Khô hết rồi chỉ cần gì phơi thôi hả? Đúng rồi. Sau khi mọi người mang mọi người đảo xong rồi, mà đỏ ra cái nong với cái niêm là mọi người đi phơi rồi. Phơi cho đến khô là được. Em phải đảo trong vòng thời gian bao lâu rồi thầy? Khoảng thời gian bao lâu vậy? Chỉ đếm số lần thôi à? Em này em nói rồi, vì cái này chị nên nhớ là em đang để cho chị một cái gì, cái chữ nóng mà kết thêm chữ bỏng ở phía sau là hay như nóng thì không bình thường á, thì chị sao có thể đứng chờ cả phút cơ. Nhưng mà gì, chị biết là gì, để trên cái chảo mà nóng bỏng ở đây á, là rất kỳ là nóng rồi nha. Nên chị để đảo, chị đảo có 3 đến 4 lần hoặc là 5 lần. Còn không nữa, nếu như muốn đảo gọi là mà sợ 5 lần mà sợ chưa khô thì đảo đến 10 lần, đếm đúng 10 lần rồi xong gì, bỏ ra cái nong, rồi mang đi phơi. Dạ. Được chưa ạ? Đây là một phương pháp diệt men. Thấy chưa? Chị gì hiểu chưa ạ? Hiểu không ạ? Hiểu rồi ạ. Và muốn biết cái chảo nóng bỏng thì mọi người làm như thế nào?
Đó. Muốn biết cái chảo nóng bỏng thì làm như thế nào? Đưa tay vô chảo thầy. Hả? Thơ tay vô chảo. Đụng vô tay cho nó bỏng thật tiếp. Nhanh một cái. Sánh gheo sữa bỏng. Nóng hay không à? Ôi, nó có bốc khói, cái chảo nó bốc khói lên là nóng. Ủa, nếu cái chảo bốc khói lên là nóng hả? Chưa chắc à? Lỡ cái chảo gan rồi sao? Ồ, cái tay vô đó biết. À, đúng rồi đó. Anh gì nói đúng nè. Nhưng mà gì? Lướt qua thôi. Để bên lướt, trên. Lướt qua, lướt. Em nói lướt thôi. Lướt nhanh qua. Tại vì cái đầu trên đầu ngón tay mình, cái trên đầu ngón tay mình cũng có các cái dây trên mà thụ cảm mà. Lướt nhẹ qua, lướt nhanh qua luôn. Đấy à, lúc đó là ta cảm nhận được cái sức nóng rồi. Đấy chưa? Sao mình không rảy giọt nước vô cho biết vậy? À, rảy giọt nước vô, rảy giọt nước bây giờ nó thì cái chảo nó khi nó nóng lên, anh rảy giọt nước vô, nước nó cũng bay hơn tiêu. Yeah. Dạ, thì mình rảy cho nó xèo xèo lên là mình biết nó nóng. Ờ, rảy nó xèo xèo lên biết đúng không? Thêm, yeah. Thêm tí dầu vô nữa là đủ ha. Dầu bỏ miếng tỏi rồi. Ừ. Yeah. À, cái đó là để mình không biết, cái là mình biết cái chảo mình nóng hay chưa là mọi người dùng tay, mọi người lướt qua nhanh cũng được. Nếu như người nào sợ thì gì có thể coi là cái chảo nó bốc khói hay không, hoặc là gì để cái tay mình ở phía dưới gần đụng đến cái đáy chảo là mình biết là nó hơi nóng rồi, biết liền ha. Đó, đó là cách diệt men ha. Rồi về cách sơ chế ở đây á, thì sơ chế là chúng ta có nhiều cách để mọi người làm lắm. Đó là gì? Sơ chế tiếp theo đó là gì? Đối với thân cây mà có nhựa khô thì mọi người sẽ làm gì ạ? Có phần tiếp theo nè. Đối với thân cây mà có nhựa khô mọi người sẽ làm gì? Lá rồi giờ đến thân nè. Mà thân đây có nhựa khô nha. Thế mọi người sẽ làm gì ạ? Cũng phơi luôn thầy. Có nhựa khô được. Lấy nhựa. Lấy nhựa trước. Rồi người thì phơi khô. Luộc trước khi phơi. Dạ chứng tỏ chị Bình này cũng là dân nhà nồi rồi. Chính xác luôn. Mọi người biết cái thạch hồng không ạ? Biết cái thạch hồng không? Thạch hồng. Biết mà. Biết vị thạch hồng không? Không nghe không thầy. Không phải lạ đó. Biết mà. Biết không? Biết không? Thạch đúng hồng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là cái gì thầy? Lan. Mọi người nhà có ai chơi lan không ạ? À, biết lan. Ở cây hoa lan á. Biết không? Cây hoa phong lan biết không ạ? Biết không? Biết hoa phong lan không? Dạ biết. Ừ, khi nó khô đi gọi là cái đó là thạch học đó. Thạch học là phong lan ấy. Cái thân cái phong lan ấy. Biết không ạ? Giờ mới biết đúng không ạ? Giờ mới biết. Giờ mới nghe à. Được chưa? Thì người ta gọi là thạch học ha, là vì thưa đó là cái rễ cái phong lan biết không ạ, cái rễ cái phong lan á, thạch học á, mọi người luôn đi nha. Yeah. Đầu tiên là mọi người phải luôn trước đây. Đối với những cái cây mà có cái nhiều khô á, ví dụ như là thạch học, thì mọi người sẽ làm gì ạ? Thì mọi người sẽ gì, nên luộc sơ qua đi rồi mọi người phơi cái nắng to cho nó khô, được chưa? Đấy, phong lan mà thạch học đấy, được chưa? Đối với việc như thạch học thì mọi người luộc sơ qua, ra nào trụng nước á, dũng là trụng nước, cho nước nóng thì trụng sơ qua, để cho nó ra bớt cái chất nhựa đi, rồi sau đó mọi người gì phơi nắng to cho nó khô rồi mọi người mang vô dùng, ha. Rồi mọi người thêm biết cái nữa như vậy, thạch học là phong lan ha, yên tâm mai mốt mọi người còn biết nhiều nữa. Rồi tiếp tục một cái nữa, đối với các loại củ thì mọi người sẽ làm gì ạ? Các loại củ đó, mọi người sẽ làm gì nè? Sắc nhỏ ra được nghe. Đúng rồi thầy, sắc sắc nhỏ nhỏ ra coi. Lan là gì? Cái phong lan của mình với cây gì chị? Cây hoa lan ấy, cây phong lan của mình á. Dạ thầy, nó có hàng trăm loại lan luôn, em không biết cái cây lan nào á. Cây lan nào cũng được chị. Thơm lắm. Tím có hai loại, thạch học trắng và tím. Trắng đó là lan dendro. Lan dendro cũng được hả thầy? Cái lan ở đây gọi là lan, gọi là thạch học, đây là gọi là lan nói chung ha. Dạ, lan nói chung á. Hồi xưa đó. Ủa thạch học đột biến ủ được không thầy? Hả? Thạch học đột biến người ta hay bán mấy tỷ á, ủ được không? Thôi. Thì đó thì chơi gì? Người ta ghép, người ta làm đủ kiểu đó rồi chơi gì? Mình chơi lên bình thường thôi. Thạch học bình thường thôi. Dạ, rồi. Các loại củ thì mọi người sẽ làm gì nào? Đối các loại củ đó mọi người chế biến như nào nè? Chế biến sao? Lột vỏ ngâm nước. Lột nhỏ ngâm nước, một người kêu lột vỏ ngâm nước nè, ra lát mỏng sao vàng nè,
ngâm nước sau. Củ thì sấy nhiệt độ thấp lên cao tùy theo. Đầu tiên phải rửa sạch rồi sấy xử lý, có thể là sấy, có thể là phơi. Rồi. Tiếp ha, để mình coi thử cái nào. Đây, giờ cái cách chế biến mà đơn giản cho mọi người luôn ha. Thì nhanh nhất là gì? Đối với các loại củ á, mọi người đầu tiên mọi người thôi về mọi người rửa sạch đi, được chưa? Sau đó mọi người sẽ sấy cách từ từ. Và nhiệt độ ở đây là mọi người sẽ tăng nhiệt độ lên, được chưa? Lúc đầu nhiệt độ của mọi người khoảng từ 40 đến 50 độ C. Để cho bốc bớt hơi nước đi. Sau đó mọi người sẽ tăng lên từ 70 đến 80 độ C. Được chưa nào? Với mục đích là gì? Để tránh cái tình trạng đó là vỏ bên ngoài đã khô nhưng bên trong nó chưa khô. Được chưa? Và khi chúng ta sấy nhiệt độ là gì? Từ thấp lên đến cao này thì gì? Nó sẽ khô đều. Được nào? Và nếu mà cái tình trạng mà gì mọi người nhìn bên ngoài mà nó đã khô rồi, vỏ nó khô mà trong ruột nó còn ướt thì gì? Dễ dẫn đến là gì? Nấm mốc. Ha? Đấy. Cách nhanh nhất của mọi người khi mà mọi người mà sơ chế cái các loại củ này. Dễ thôi, mang về rửa sạch đất cát, loại bỏ hết các bộ phận không cần thiết đi. Sau đó là gì? Sấy, mang vô người ta sấy luôn. Được như thế nào? Đó, mọi người mang vô sấy. Sấy nhiệt độ ở đây là gì? Đầu tiên là từ thấp đã 40 đến 50 độ C. Sau đó mọi người để gì? Khi sấy cho nó hết cái hơi nóng ở trong đi. Rồi sau đó mọi người tiếp tục là gì? Đẩy lên từ 70 đến 80. Được nha. Và trong quá trình sấy là mọi người nhớ đảo nha. Phải đảo nha. Không đảo là gì? Nó cũng xảy ra cái tình trạng đó là gì à? Ở ngoài nó khô nhưng bên trong nó chưa khô. Có thể mặt dưới nó khô nhưng mặt trên nó chưa khô. Được nha. Cho nên là gì? Mọi người phải đảo. Giờ 40-50 độ C lâu lâu phải đảo một tí. Lâu lâu phải đảo một tí. Được nha. Đó. Rồi sấy thì nó khác sao như thế nào thầy? Sấy là chỉ dùng hơi nóng. Được nha. Còn sao đây dùng lửa. Dùng trực tiếp. Dùng lửa trực tiếp. Nha. Còn sấy ở đây chị dùng cái hơi nóng thôi mà, hơi nóng đạo lưu thôi, nên nó khác với lại sao là chỗ đó. Sao là gì? Chị đang dùng phương pháp ở đây là dùng lửa trực tiếp với lửa luôn, nó nhanh hơn, được chưa? Trực tiếp với lửa mà nhiệt độ cao. Thầy ơi, bây giờ không có dùng bếp lửa mà dùng bếp từ thì sao thầy? Dùng gì ạ? Bếp từ à? Ở sao chim chảo mà bếp nào vậy được? Là gì? Dùng nước đường á hả? À, bếp từ thầy ơi. À, bếp từ á hả? Ừ, thì bếp từ thì cũng dùng gọi là trực tiếp lửa. Dùng trực tiếp. Bỏ cái chảo trực tiếp sau lên cũng được. Nha, nói gì đâu. Nhưng mà thì thường thường á là có một cái là như thế này, tại vì sao mà người ta lại thích là gọi là gì, người ta sao trên lửa nhiều hơn. Tại vì lửa là mọi người có thể là gì à, còn canh được lửa, lửa lớn và lửa nhỏ. Nhưng mà trên cái bếp từ mọi người có canh được không? Nhưng mà mọi người có canh được lửa hay không à? Hay là mọi người để là 200 xong mọi người hạ xuống à? Hạ xuống 800 rồi hạ xuống 1000, 1200 rồi 1000 rồi 800, 600, 400, 200. Mọi người đâu canh được lửa đâu. Nhưng mà khi mọi người mình đã sao ở trên kia, sao ở trên mà sao trên lửa bằng than củi hoặc là cái thang mà mình mua ở ngoài về á, là vì mọi người còn điều chỉnh được cái lượng lửa của mọi người. Mọi người hiểu không ạ? À? Chứ mọi người sang đến bếp từ em đố mọi người mà gì canh được cái lượng lửa của mọi người đó, canh được cái lượng nóng luôn đó, em cho canh được cái lượng nóng luôn đó. Vì khi sao là mọi người phải duy trì cái lượng nóng liên tục, được chưa? Phải duy trì cái lượng nóng liên tục chứ không phải là cái bếp đây em thấy cái bếp từ hoặc là bếp từ á, ở đây nó là gì? Đó là gì à? Lúc lên xong là gì, nó lại tắt đi, tắt xong là đi lên, cuối cùng là gì, nó càng ngày càng cấp nhiệt chứ đâu có giảm nhiệt được đâu. Trong còn xong khi gì cái lửa mình dùng lửa than ở đây á, rút than ra nhưng bên trong gì vẫn còn, rút bớt than ra bên trong vẫn còn than và lửa gì vẫn duy trì đều và nó nóng đều, được chưa? Có thay bếp từ mà inverter thì nó vẫn đảm bảo cho cái nhiệt độ của thầy cung cấp thầy muốn cái mong muốn cho thầy. Bếp từ này em chưa bao giờ em chơi cả, nhưng mà em xin hứa anh, nếu mà anh mà dùng sao mà anh chơi trên bếp từ này thì cái nước anh trả tiền điện cũng sướng lắm nha. Cái chảo gang nữa thầy. Hả? Cái chảo gang để sao thầy? Đúng rồi, cái chảo là phải chảo gang. Mà chảo gang đó em nói thì ngồi đợi đây, bếp từ lên nó bắt lửa hơi là nó bắt nóng mà hơi lâu đó. Đâu có bắt. Sao ta sao mà bếp than với bếp củi không à?
Thì đúng là thường thường là người ta sao bằng bếp than với bếp củi, thì mục đích ở đây đó là gì? Em đang nói đến bếp than và bếp củi đây mà. Có thể sao bằng than bình thường của mình cũng được, hoặc là gì sao bằng bếp củi và sao bằng củi cũng được, với mục đích đó là gì? Duy trì cái độ nóng liên tục luôn có ở trong chảo, được chưa? Còn khi mà dùng bếp từ với đồ này kia thì không biết, là em chưa bao giờ em dùng, nhưng mà em thấy khi mà dùng với bếp từ á là lửa nó không, mình không canh được, khó canh được lửa lắm, lúc thì nó nóng lúc thì nó không nóng, khó canh lắm. Sao bằng nồi đất á, ở đây thì thường sao trên chảo gang nhiều hơn anh, sao bằng nồi đất ít lắm anh, sao bằng chảo gang nhiều hơn? Sao thì bếp ga canh được lửa không thầy? Hả? Bếp ga thầy? Bếp ga hả? Bếp ga lửa còn cháy nhanh hơn nữa. Chị nên nhớ thì cái bếp ga khi mà chị bật lên cái là chị để vô thì là chị thấy chị nấu đồ bình thường không, là chị thấy là chị canh đủ đuối rồi. Sao bằng nồi đất này chưa có, em chỉ thấy chủ yếu đó là canh bằng sao bằng chảo gang không à, cái nồi đất em chưa bao giờ thấy là sao cả. Đó. Cái này mà cái chị có là gì làm cá mà trong cái nồi đất là gì, cá chơi gì kho tổ thì được. Đó. Rồi bây giờ mình mới đi vô tiếp theo, đó là gì ạ? Các cái phương pháp mà bào chế ở đây ha, sau khi mọi người sơ chế rồi đúng chưa, bây giờ đến phiên phần và bào chế nè. Bào chế ở đây chúng ta sẽ bào chế bằng mấy cách nào hả? Nó ít hợp kim hơn anh ơi, nó ít hợp kim hơn và nó giữ nóng được lâu quá nha. Rồi theo mọi người là phương pháp bào chế ở đây có mấy phương pháp, kiểu phương pháp bào chế nè. Bào chế của gì, của gì nè, bào chế của gì nè, em nghe thử coi nè. Bào chế sao hả? Bằng gì? Còn là tám gì hay là để sắc cao lên bằng phái sắc thuốc. Em mọi người có mấy phương pháp bào chế nè. Dạ mọi người có mấy phương pháp bào chế nè, không biết chân gấp ép nước tán bột sắt. Rồi tán bột okay. dùng sống siêu âm chân cất ở đây thì anh đi vô cất tinh dầu luôn rồi, giảng viên luôn, làm thành viên rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta thì gì vô phương pháp bào chế này còn có gì nè, mọi người cần nghỉ giải lao mà thầy có cần không thầy? Nghe không thầy? Thầy nghĩ chứ còn tụi em không cần thầy ơi. Thầy mời nghỉ giải lao thầy ơi, giải lao nghỉ giải lao thầy. Thầy ơi thầy nghỉ lúc đi. Ok thầy ơi, giờ nghỉ giải lao 15 phút nha. Dạ thầy nghỉ, thầy uống nước chút đi thầy. Giờ nghỉ giải lao 15 phút để em xuống em uống miếng nước, em kháng lúc quá. Ở này thì nha, nghỉ 15 phút nha, và 10 kém là mình vô tiếp nha. Ok dạ, lắm. Nó đưa vào cái trong cái cắt container lạnh. À cái đó có thiêu không kịp đó bạn. Bình tiền là giá chiến. Bớt người chưa Bảo ơi. Dạ, thật sự thì mỗi ngày em đều đưa cơm cho bệnh nhân thì em thấy cái số lượng nó cũng chưa bớt anh, nó cứ vài trăm vậy. Bệnh nhân nặng có, bệnh nhân cấp cứu có, bệnh nhân hồi sức có, thì chưa ổn lắm đâu. Rồi vẫn thấy xe cộ ra vào riêng cái bệnh viện dạ chiến, cái chỗ Bảo làm đó là bệnh viện dạ chiến Tân Bình thôi đó, thì thấy nó vẫn còn nhộn nhịp lắm, nó chưa có gì trầm lắng hết. Rồi bệnh viện dạ chiến 14, số 14 cũng vậy, cũng rất là còn. Cho nên là mọi người chưa chủ quan được đâu, chưa có tự tin ra đường được đâu. Kệ, cố gắng đi. Ráng nhịn mấy tháng nay rồi nhịn thêm tháng nữa đi. Ở trong nhóm hỗ trợ F0 mà mình hỗ trợ qua Zalo đó, tức là những bạn nào mà đủ điều kiện F0 mà hỗ trợ tại nhà đó, thì đối với những bạn nặng thì gửi lên bệnh viện dã chiến. Anh Bảo nói đúng là bên bệnh viện dã chiến thì tình hình nó đang rất là căng. Tuy nhiên là mình cảm giác này là mình, ví dụ như một mình là phụ trách 70 ca F0, thì mình thấy mọi người bắt đầu đã biết cách xử lý cái bệnh nó như thế nào để cho khỏi nặng. Thì mình thấy những cái tình hình là số ca mắc á, dù như có vẻ là tăng lên trong cộng đồng á, nhưng mà lại họ lại biết cách giữ gìn nhiều hơn, cái tỷ lệ lên bệnh viện nó lại ít hơn so với lúc trước thôi nha. Cái tỷ lệ lên bệnh viện thì nó thấp hơn, ví dụ như là 100 người mắc, lấy bài học đi con. Phần trăm lên bệnh viện nó sẽ ít hơn. Tuy nhiên số lượng người mắc nhiều, rất nhiều, hiện tại là gần như là miễn dịch cộng đồng rồi đó. Cho nên là anh Bảo nói là cái tình hình ra vào nhộn nhịp ở chỗ bệnh viện dã chiến là đúng là có thật.
Bạn nói đúng là thật ra thì cái vấn đề chống dịch nằm ở đây là mình thấy là ý thức và kinh nghiệm của người dân mình ngày càng cao á, cho nên nó giảm là giảm do là do có kinh nghiệm, do có cái sự truyền đạt và người này hỗ trợ giúp đỡ người kia, thì nó cảm thấy là người ta tự tin hơn một chút. Nếu như có mắc bệnh người ta cũng bớt sợ rồi, người ta có thể tự xử lý được, chứ không phải rằng là mình dập được dịch theo cái kiểu là có một cái phương pháp hay là một cái chiến lược nào, không có. Chẳng qua là người dân mình người ta tự rút kinh nghiệm. Tại trong cái phần Covid này mình thấy chủ yếu là cái tinh thần. Khi nào mà người mắc mà cái tinh thần mà ngay từ đầu hoảng loạn là cái việc pha đi vào pha nặng nó rất là dễ xảy ra. Còn đối với những người mà họ có kiến thức đã được gọi là được tuyên truyền kỹ và được tư vấn kỹ, và nhất là họ giữ được cái tinh thần thì cái phần thắng bệnh nó là chắc gần như là được 99% rồi đó. Đúng rồi, chính xác, tinh thần quan trọng lắm á. Các bạn biết không là bên vợ mình là có Dượng, Dượng là chồng của dì, với mẹ của Dượng là bị mắc Covid xong rồi đưa vào bệnh viện. Nhưng người mẹ thì lại bị tâm thần á, bà bị lẫn á, cho nên bà không có sợ á. Bà lớn tuổi rồi, tám mấy tuổi rồi, bà rất là bình thường, bà cũng không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà bà lại không sao, lại khỏe lại. Còn có một số người thì lớn tuổi cũng nằm ở trạng 65 trở lên, thì khi họ lo lắng quá thì họ lại ra đi. Cho nên cái tinh thần nó quan trọng, tinh thần rất chi là quan trọng. Lúc hai trạng á, có điều kiện lúc là khi mà bị do bệnh lúc chết nhiều hơn, họ sợ. Dạ, đừng có sợ, khuyên mình cứ trấn an tinh thần, đừng có để cho người ta sợ. Lúc sáng á, thầy có nói á, béo á, là một nguyên nhân mà dễ bị chết Covid á. Và ngày hôm nay mình báo viết rách cũng đa những cái bài báo á, béo phì không tăng cân á, là một nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là ăn chay là cũng những người là coi như nguyên nhân là cũng dễ bị nặng. Thì mình thấy mùa Covid này anh em cố gắng tập thể dục thể thao. Lúc sáng thầy cũng nhắc về đó, thể dục thể thao, không thể dục thể thao là dính vô là dễ ra đi lắm. À, đúng rồi, quan trọng là đề kháng của mình đó. Mình cố gắng làm sao mà lưu lượng đề kháng mình nó cao là mình ok. Nên hai cái chú ý mùa dịch này á, là nên không nên ăn chay, nên ăn mặn và tập thể dục là hai cái quan trọng nhất. Tất nhiên những cái béo phì già yếu thì mình có thể tránh được, nhưng hai cái mình có thể làm được đó. Là nên làm như vậy. Em thấy là béo thì bệnh gì cũng dễ chết anh ơi. Không riêng gì Covid. Dạ, cũng ăn được. Béo thì mà nếu không có dịch sống cũng lâu lắm đó. Nhưng mà dịch nó đi sớm. Đây đây. Dạ, tập thể dục quan trọng lắm các bạn, quan trọng lắm anh chị. Cố gắng. Thôi nha, quen vô nha. Nói chung đó là gì, nãy giờ em nghe cũng nghe câu chuyện rồi thì em cũng có một ý như thế này. Nói chung là kể cả bên Đông y và kể cả bên Tây y ha, thì giống như mọi người nói nó là gì, mình sẽ đánh vào đâu trước, mình sẽ đánh vào đâu trước, cái gốc chứ mọi người là mình sẽ đánh vào đâu trước à, mình đánh vào cái gì trước? Dưỡng, miễn dịch. Miễn dịch thầy ơi, đầu tiên không đánh vào về miễn dịch nha. Hệ miễn dịch này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, giống như anh đạo nói là gì, mình tâm lý trước, đập vào tâm lý trước đi. Tâm lý người ta vững á thì người ta nói người ta bắt đầu là gì mới vực dậy được. Còn tâm lý người ta không vững, ví dụ như một người đó, ví dụ em họ nói một người, ví dụ như là một bệnh nan y đi chẳng hạn, thì mình sống chung với lũ được chưa, cứ ăn đi, mình kêu là họ thì ráng ăn uống vào, cái năm tâm lý đúng chưa, khi ăn uống vào thì có gì cung cấp thành vitamin, và cung cấp vitamin thì làm gì mới mang đi gì nâng được cái sức đề kháng lên, mới có cái gì để chống chọi lại được với bệnh tật, đúng không? Nhưng mà khi tâm lý người ta đã đi xuống thì xin hứa rằng có đổ thuốc tiên đi vô chăng nữa không bao giờ vực dậy được. Dạ, đúng rồi. Tâm lý trước, quýnh thẳng vào tâm lý, nói thẳng ra luôn, kể cả giờ nói bên y học cổ truyền của mình cũng quýnh vào tâm lý chứ không quýnh vào đâu cả. Bên y học cổ truyền mình là gì, chia nửa cái người mình ra bán cầu nè, trái á, thì chỉ đạo bên phải và ngược lại bên phải thì chỉ đạo vào bên trái. Khi mà đau bên phải á, thì về người ta chăm bên trái. Được chưa? Đau bên phải châm bên trái, nhưng mà tại sao không châm cái chỗ đau thì gì, thì mình cũng làm đang tâm lý dạ từ từ con sẽ châm, thì cũng như bỏ vào đó 1 đến 2 cái kim đi chẳng hạn, để cho người ta yên tâm, thì nha, cái đó là muốn là tâm lý thôi,
Có nhiều người bệnh đến u bệnh này khó chữa lắm, nhưng mà gì, làm tâm lý đi rồi sẽ thấy cái tác dụng của tâm lý nó như thế nào, đỡ hơn cho mình rất kỳ là nhiều và nhanh hết bệnh nữa nha. Tập vào tâm lý chưa? Cứ uống vào tâm lý đi. Vì mọi người bây giờ là gì, nếu như mọi người tin mai mốt người ra mọi người đi làm á, nghĩ là tâm lý không, kể cả đi mua thuốc cũng thế, khác gì đó. Em chữa hồng như em chữa tâm lý là nhiều chứ ít khi mà em gọi là em chữa vô kia. Từ từ đã, tâm lý người ta vững hết đã rồi mình mới tiếp tục, chứ không mà tâm lý người ta không vững ta nào làm được, khó lắm. Dạ đúng rồi, thầy nói đúng đó. Biết cũng là chữa tâm lý là nhiều không à, kể cả có người cứ đi nhập viện bệnh thần kinh liên tục mà về chữa tâm lý vài tuần hết. Thầy nói cứ đọc vào tâm lý đi rồi mọi người sẽ thấy tác dụng của tâm lý. Nên là gì, khi mà ở Việt Nam mình có một câu rất chi là hay, đó là gì, khi gặp nhau hỏi mày có khỏe không, đó một câu hỏi thừa nha mọi người. Cô ơi gọi là gì, làm ơn né cái đó ra dùng. Khi gặp nhau á, ở bên nước ngoài người ta không bao giờ hỏi là anh có khỏe không nha, không có, đừng hỏi câu đó, họ không hỏi câu bằng thừa. Tại vì người ta bên nước ngoài người ta quan niệm đó là gì, khỏe thì tôi mới ngồi đây tôi mới gặp anh tôi nói chuyện, đi học đi không, khỏe là tôi nằm ở nhà lâu rồi, tôi nằm ở nhà tôi cũng đến đấy nha. À, ví dụ như mình gặp nhau, ủa hôm nay thế nào, trong người hôm nay thấy thế nào đấy, ba đang học nè, nha, yeah, tâm lý nhẹ nhàng thôi. À, về đúng rồi, bây giờ gặp nhau hỏi tim mấy mũi rồi. Rồi giờ mình tiếp tục ha. Recording in progress. Các cái phương pháp bào chế ở đây, thì phương pháp bào chế ở bên đông y của mình đó thì có gì đâu, cũng quay đi qua lại đó là gì, à, dùng lửa nè, dùng nước nè. Và hay gọi là thị hỏa hợp chế, hỏa chế nè, thị chế nè, và hợp chế. Thì trong thủy hỏa hợp chế này chúng ta sẽ gồm những phương pháp nào? Thì bên đông y nó không giống như là bên tây y ha. Là qua các cái bước này bước kia, bên tây y mình nhanh, ở bên đông y mình nhanh lắm. Một, đó là gì? Bỏ vô chảo sao luôn, hay gọi là phương pháp đó là phương pháp sao, sao gì? Sao trực tiếp. Thấy không? Sao trực tiếp cho lửa luôn, có nghĩa là gì, lửa nóng bỏ vô sao. Cái thứ hai, ở đây chắc mọi người cũng ăn hạt dẻ rồi đúng không, ăn hạt dẻ chưa, mọi người ăn hạt dẻ chưa? Dạ rồi thầy. Ừ, thế mọi người thấy hạt dẻ nó sao qua sao bằng gì nào? Sao bằng cát. Sao bằng cát đúng không? Vì sao sao bằng cát ạ? Để giảm lửa trực tiếp đó thầy, để cho cái nó nóng đều, đều. Nó nóng đều quá. Vì sao mà lại sao bằng cát, là tí nữa sẽ có đến cái phần đó ha. Thì ở đây gọi là sao bằng cát, hoặc là sao bằng cám gạo, hoặc là sao bằng bột hoàng thổ, hoặc là bích thổ, được chưa? Như giờ hiện tại thì hơi khó tìm cái được hoàng thổ với bích thổ thì tìm hơi khó, tại vì bây giờ là công nghiệp hóa hết rồi, giờ kiếm được cái lò mà cái lò bằng đất sét thì chắc kiếm khó đó. Được hay không? Được hay. Đó là gì? Cái nhà tranh bách nứa. Cái nhà tranh vách nứa bây giờ mà kiếm ra chắc cũng khó rồi đúng không? Bây giờ kiếm tranh vách nứa chắc hơi khó rồi đó. Đó. Bây giờ toàn thấy nhà xây không à? Không có thấy nhà nào mà còn là nhà tranh vách nứa cả. Người ta chát đất lên đồ này kia đúng không? Kiếm giờ kiếm đâu ra nữa? Thêm mất tiêu rồi. Đúng chưa? Đấy. Đúng rồi. Chát vách từ đó. Đó. Giờ kiếm không ra đâu. Khó lắm. Thì bằng những cái mà mình nói là nãy giờ đó là gì, gạo nè, cát nè, rồi hoàng thổ nè, bích thổ nè, thì cái đó được gọi là sao và có cái chất gì, cái chất trung gian rồi. Yeah. Ở đây đó là sao bằng cái chất trung gian truyền nhiệt nha. Đó là gì, qua cát nè, qua cám gạo nè, qua hoàng thổ nè, qua bích thổ nè, đây là những cái chất mà có thêm cái chất trung gian truyền nhiệt ha. Rồi còn nữa chuyện gì như thế nào thì trong nữa mình sẽ nói đến cái phần sau mà có thêm chất trung gian này sau. Tiếp theo đó là trích hay gọi là tẩm, được chưa? Thì tẩm ở đây mình ở trong dược đông y của mình đó, chỉ tẩm có mấy loại thôi. Một đó là tẩm rượu, hai là tẩm giấm, ba là tẩm mật, bốn là tẩm muối, năm là nước tiểu đồng tiện. Và nước tiểu đồng tiện ở đây thì nói chung là ai lấy được thì lấy nha, tại vì cái nước tiểu đồng tiện này nó lấy hơi khó, tại vì bây giờ mà lấy là trẻ em dưới 5 tuổi, được chưa, bé trai, nhưng mà nghiệt lấy là nó lấy là gì, bỏ đầu bỏ cuối lấy giữa, được chưa? Bỏ nước tiểu đầu bỏ nước tiểu cuối lấy nước tiểu giữa,
bỏ nước tiểu cuối thì là còn có thể làm được, nhưng mà bỏ nước tiểu đầu thì chắc hơi khó. Ai làm được không? Có ai lấy được không ạ? Ai lấy được không ạ? Mọi người cho em hỏi thế, ai lấy được không? Ai lấy được không? Hả? Cái nước tiểu đầu tiên, bỏ nước tiểu đầu, lấy nước tiểu giữa, bỏ nước tiểu cuối. Còn đối với cái mà bỏ nước tiểu cuối thì mình có thể mình bỏ được nè, đúng chưa? Nhưng mà cái nước tiểu đầu, cái nước tiểu đầu này mới quan trọng nè, bỏ được cái nước tiểu đầu mới quan trọng nè. Bỏ được không ạ? Bỏ được không? Mọi người lấy được không ạ? Mọi người lấy được không? Khó quá, bỏ qua đi thầy ơi. À, khó quá bỏ qua hả? Lỡ lấy thì lấy hết, đúng không? Tại vì nếu như mà bỏ cái nước tiểu đầu đi á, thì gì? Thường thường là khoảng 1 đến 2, khoảng 3 đến 4 giờ đầu tiên là cái đó là nước tiểu đầu của mấy đứa nhỏ. Nhưng mà khi mấy đứa nhỏ mà mắc đái là đái phát một hơn, đúng không? Mình đâu canh được. Chắc lẽ đang đái 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, dựng lại con từ từ. Hả? Xong để đái tiếp hả? Cái này hơi khó à, đúng không? Thôi thì mình gọi là bây giờ nếu như mà không có nước tiểu đầu tiên á, thì mình chỉ cho mọi người đó là gì? Mình thay cái nước tiểu đầu tiên là bằng cái dung dịch amoniac dược dụng. Ha? Dung dịch amoniac dược dụng. Để mình thay cho cái nước tiểu đồng tiền dùng trong trường hợp đó là hương phụ tứ chế nha. Rồi tiếp theo đó là để cái nước bao gạo, rồi nước hoàng khổ và nước đậu đen nha. Đó là những cái mà bên Đông y mình hay tẩm, và thường thường bên Đông y mình tẩm rất là tẩm thường dùng là các cái vị như là rượu nè, giấm nè, gừng nè, mật nè, muối, nước tiểu đồng tiền. Còn nước bao gạo, nước hoàng khổ hoặc nước đậu đen thì dùng trong trường hợp đó là mọi người ngâm cái dược liệu. Yeah. Tại vì những cái này nó có một môi trường pH khác nhau. Ví dụ như gạo thì thường thường nó là môi trường pH của nó là môi trường pH gì à? Theo mọi người pH gì? pH gì? Theo mọi người là pH gì nào? Trung tính ạ. Đúng rồi. Thường thường cái nước vo gạo là môi trường của nó là pH trung tính. Nhưng mà trong quá trình mà ngâm nước vo gạo ở đây thì mọi người nên nhớ đó là gì ạ? Khi mà ngâm cái nước vo gạo ở đây thì mọi người phải đảo liên tục 3 đến 4 tiếng đồng hồ mọi người phải đảo. Tại vì nếu như mọi người không đảo thì gì? Nó sẽ gì? Lên men, và nó sẽ thay đổi từ pH trung tính sang pH acid. Như vậy nó không có lợi, cho nên là mọi người phải đảo nha. Đó, nước hoàng thổ, nước bích thổ cũng thế, phải đảo. Rồi thứ hai là chúng ta dùng ở đây đó là thủy phi, hay còn là dùng là nước. Có nghĩa là mọi người sẽ nghiền cái dược liệu ở trong nước. Nghiền ở đây có nghĩa là gì? Mọi người sẽ gì? Bỏ trong một cái túi ngâm, sau đó là gì? Cho nước đi qua để lấy cái hạt chất nha. Cái này thường thường chúng ta dùng trong khoáng vật cũng có ha. Tiếp theo đó là thủy bào, hơ, đốt, chích, lùi, nung, sắc, ngâm, hãm, hầm, nấu, trưng và làm trong. Thì những cái này thì chúng ta cũng dùng nước. Như thế nào? Và tiếp theo, tuy nhiên là trong quá trình bào chế thì gì? Hai cơ chế ở đây đó là lý hóa và cơ chế cơ học. Thì thường thường sẽ được gì? Sử dụng xen kẽ với nhau. Trước khi mọi người sao thì mọi người phải ngâm nước cho nó mềm ra, sau mọi người thái. Thái xong mọi người đi phơi, phơi xong mọi người mới sao. Thì coi như là giống như là gì? Dùng thủy hỏa hợp chế rồi. Đúng không ạ? Ví dụ như ở đây chúng ta có là gì? Ngâm hoặc là sắt. Thì chúng ta cũng dùng ở đây đó là gì ạ? Dùng phương pháp đó là gì? Thủy chế. Đúng không? Rồi, nấu đồ rồi này chúng ta cũng dùng là thủy chế. Nhưng mà hơ, chích, lùi, đốt là chúng ta dùng lửa. Bây giờ cái gì lúc quấn nghĩa bạc xong gì bỏ vô lửa nữa. Ha? Thì chúng ta làm. Thì đây là những cái phương pháp mà bào chế phổ biến ở bên Đông y của chúng ta, đó là gồm có sao, và sao đây có chất sao trực tiếp, và sao có thêm có chất trung gian truyền nhiệt. Thứ hai là trích, hay gọi là tẩm ha. Nếu như người nào mà gọi là trích đó, thì mà khi mà nghe đến trích là mọi người biết người ta sẽ tẩm. Còn tẩm cái gì thì tùy theo từng loại. Ví dụ như là cam thảo hoặc là hoàng kỳ thì thường thường là người ta sẽ tẩm, đó là tẩm gì ạ? Tẩm mật. Mật ở đây là mật ong của mình đó nha, pha loãng ra, bây giờ mật ong pha loãng ra, sau đó mọi người đổ vào, và gì mọi người đảo đều lên cho nó thấm vào cái dược liệu, sau mọi người ủ qua đêm, và ngày hôm sau mọi người mang đi sao, ha, đó. Rồi tẩm rượu ở đây thì dùng trong trường hợp đó là nước tẩm rượu thì mọi người dùng trong cái bạch thược, ha, mọi người cũng tẩm rượu, nha, rồi đối với giấm này, muối này. Nước tiểu đồng tiền nè, giấm nữa, thì rượu nữa, thì chúng ta dùng trong phương pháp đó là hương phụ tứ chế, để dùng trong các bài thuốc của phụ nữ. Và trong Đông y người ta thường hay nói là gì? Nam thì bắc ly trần bì, nữ thì bắc ly hương phụ.
Giờ còn vì sao nói thế thì mai mốt đi vào bài được mọi người sẽ biết ha, vì sao mà nói câu đó. Được chưa? Nhớ câu đó gì? Nam bất ly chồng bì, nữ bất ly thân phụ. Và một cái câu nữa đó là gì? Khi em nói ra xong thì mọi người nhớ là làm ngược lại, đừng bao giờ làm đúng. Đó là gì ạ? Sáng nhân sâm, tối trà gừng. Làm ngược nha, nhớ làm ngược lại. Đây là em đang đọc xuôi thì mọi người nhớ là làm ngược lại giùm. Tại vì sao? Nếu như mọi người mà làm đúng y như em á, nam bất ly trần bì, đúng rồi, nữ bất ly hương phụ, rồi sáng nhân sâm, tối trà gừng, nhớ là làm ngược lại câu em nói nha. Nhớ nha, nhớ làm ngược lại câu em nói nha. Tại vì ở đây người ta nghiên cứu nhiều, người ta nói rồi. Đó là nếu như mọi người uống y chang những cái câu em nói á, đang em đang đọc xuôi luôn á, đó là gì? À, sáng nhân sâm, tối trà gừng, thì lúc đó mọi người đang uống cái thuốc độc mọi người, chứ không phải là đang uống thuốc mọi người nha. Hiểu chưa? Cho nên gì? Làm ngược lại, cái gì là buổi sáng mọi người làm đi trà gừng, buổi tối mọi người thử uống nhân sâm. Thầy ơi, cho em hỏi một câu rồi. Cái dạ? Chỗ cam thảo mà tẩm mật lên mục đích để làm gì? Chữa ho anh. Mật ong nó có một tác dụng là kháng viêm, nó chữa ho, nên nó giảm được cái trường hợp nó chữa ho và lông đờm. Và ngoài ra là gì? Nó cam thảo nó còn có một con, nó là sứ. Được chưa? Nó là sứ và nó dẫn thuốc đi vào 12 kinh. Nếu trong trường hợp mà anh không có nhân sâm thì anh dùng gì ạ? Hoàng kỳ hoặc là cam thảo để dẫn thuốc đi vào cái kinh lạc và đi đến nơi tác dụng nha. Vì cam thảo á, thì nó là quy vào 12 kinh, hoàng kỳ quy vào 10 kinh, hương phụ cũng quy vào 12 kinh ha. Đấy, đi vào các hệ thống kinh lạc trong người. Còn cho nó dẫn thuốc vào 12 kinh cũng... Dạ đúng rồi, nó dẫn thuốc đi vào 12 kinh, khai thông 12 kinh của mình đó, 12 kinh lạc á. Mình trong người mình trong hai kinh lạc. Đúng rồi, làm đúng nó là gì? Sáng là trà gừng, tối là nhân sâm, chính xác. Thầy ơi, tối đến uống nhân sâm thì ngủ kiểu gì đây? Dạ. Tối đến mà uống nhân sâm thì ngủ kiểu gì ạ? Ngủ hơi khó đúng không? Dạ, cũng sẽ không ngủ được ạ, tỉnh lắm. Nó kích thích khó ngủ đúng không? Đó vậy thì chị uống qua có thể buổi chiều. Hoặc có thể là gì? Sau khi chị ăn, sau chị uống. Em muốn nhân sâm á, bữa học rồi thầy nói vậy á, em về uống thử nhân sâm, em uống em mất ngủ mấy cả tuần luôn. Là bị kích thích, đó là bị kích thích ha, bị kích thích. Bởi vì nó nói gì à, một mình nó tác dụng rất là tốt ha, đưa vào 12 kinh, cho nên là gì cho nên là mọi người có thể là uống trước khi đi ngủ ha, có thể là uống vào buổi chiều cũng được, không sao cả ha. Mà nhớ là cơ uống nhớ cứ làm ngược cái câu của em nói nha, đừng có làm đúng y chang cái câu em nói. Thôi, vì nếu đúng y chang như câu em nói á, là mọi người đang uống cái gì mọi người biết không? Người ta kêu là uống cái thằng uống thạch tín vào người nha. Cho nên là cho em hỏi một câu, nếu dạ. Như mà có một số người bụng yếu ban đêm, người ta phải uống gừng hoặc là uống trà gừng á, thì người ta mới chịu được, thì nếu như anh vậy thì... khuyên người ta là giảm đi anh khuyên người ta đừng nên anh ơi. Tại vì lúc đó anh đang uống thạch tín vào người, chứ không phải anh đang uống thuốc vào người anh nha. Nha. Dạ, nếu, biết mà, nếu như mà lâu lâu uống thì không sao, nhưng mà uống thường xuyên nữa, thì anh mới thấy cái tác hại của nó. Ở đây thì em sẽ nói một cái câu giống như là, nếu như mà họ bị lạnh bụng thì tại sao anh không dùng gừng cộng ít muối đắp ngang rốn cho người ta ngủ? Ừ? Tại sao không dùng cái đó? Hả? À. Nếu như mà lạnh bụng thì dễ thôi, gừng cộng ít muối, muối ở đây nhớ là muối biển, giả ra nhớ gì lượng gừng ít thôi nha, đừng nhiều, tại vì ở cái vùng rốn của mình á, nếu nhiều quá nó là sẽ làm bỏng da nha, thì gừng cộng với lại muối hột của mình á, giả ra xong bỏ vô cái tấm gạc mà gạc y tế của mình á, xong rồi gì lấy băng keo dán ngang qua nằm ngủ đi, được chưa? Hả? Thì gì gừng nó có tính ấm, nó sẽ đi vào làm cho gì ấm thận và ấm gan lên, và lúc đó thì gì chân tay người ta không bị lạnh, được chưa? Thận anh mà là mà lạnh cái là chân tay anh biết ngay thôi, anh nằm quạt là anh biết liền, chưa đầy 5 phút là chân tay anh giống như người bạn bị sốt, bị cảm lạnh đó, sờ vô chân tay lạnh ngắt, nha. Anh có thể dùng phương pháp đó, có nghĩa là gì khi anh giả gừng thì anh giảm bớt, nếu như mà sợ nóng quá thì giảm bớt lượng gừng. Nếu như người nào có bệnh thận thì giảm bớt lượng muối, sau đó hai cái giảm vào nhau, giả nát ra, rồi sau đó là gì đắp vào dưới cái gan bằng chân của mình á, ngay dưới cái vị dũng tiền á, thì lúc đó thì nó sẽ kích lên cho anh ha. Và anh làm thử trong vòng một tuần, thì khi sau đó kêu họ nằm quạt thử, rồi anh sẽ thấy là có hiệu quả hay không nha.
thầy nó làm ẩm, nó có làm tăng huyết áp không ạ thầy? Uống vào buổi sáng nhân sâm kê nhà thuốc đông y. Anh ơi, cho em nói như thế này nè. À, em nói đó là sáng nhân sâm tối nhân gừng, có nghĩa là anh đang dùng độc vị, một vị một. Còn đối với trong cái thang thuốc của anh đó là gì ạ? Nó rất nhiều vị, và trong đây là có gì quân thần tá sứ, có gì tương sinh và tương khắc. Được chưa? Cho nên vì trong trong đó thì cái lượng nhân sâm nó không có nhiều. Được chưa nào? Cho nên là khi anh uống nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Được chưa? Mẹ ơi, em hỏi sâu một chút, bởi vì là nhân sâm thì nhà em kinh doanh cái thành này ấy, thì là được, thường có tư vấn cho khách uống buổi sáng thôi á. Trường hợp như thế này không hiểu là thế nào mà nó gây ra chuyện. Cho em kể câu chuyện về Napoleon đại đế đó, chị sẽ biết như thế nào ha. Napoleon đại đế theo mọi người, ông chết thì chết vì cái gì? Napoleon đại đế chết vì phải là vì sốt rét hả thầy? Hả? Ngộ độc chi? Ngộ độc chi hay còn ngộ độc gì à? Ngộ độc arsen. Ông bị ngộ độc arsen mà ông chết, có nghĩa là một ngày thì do người ta sẽ tăng cái lượng arsen lên. Ví dụ hôm nay ví dụ như là một xí, một ít, hôm sau sẽ nhiều hơn một tí, hôm sau cứ thế nhiều hơn một tí nữa. Giờ giống như là mình đang uống nhân sâm một ngày, mình đang gì? Chỉ cho người ta uống như vậy thì cái lượng như với một cái lượng nhỏ đúng không ạ? Hôm sau lại gì tiếp tục tăng lên thì nó lại giữ lại. Cứ thế là gì? Tích tụ một hồ thành một gì? Chất độc. Được chưa? Hả? Thì em nói đến câu chuyện của Napoleon đại đế là chỗ đó. Cứ một ngày người ta tăng tăng dần lượng lên. Tại vì cứ khi ông chết xuống thì người ta khi nằm xuống người ta không biết là ông chết vì gì. Nhiều người là kêu là ông chết vì già rồi này kia, nhưng thật ra ông chết vì gì? Chết vì ngộ độc kim loại nặng arsen. Thì ở đây á, người ta kêu là gì? Sáng nhân sâm tối nhân gừng là giống như chị đang uống thạch tín. Và thạch tín ở đây là cũng là một cái chất độc. À, chị nói từ tích tụ lâu ngày thì nó sẽ gây độc cho chị ha. Đó. Nghĩa là nhân sâm nó gây nên thạch tín như nào thầy? Cái cơ chế gây thạch tín ạ? Nó đây là cái cơ chế tác dụng, nó là do đây là mấy cái nhà nghiên cứu đang nghiên cứu ha chị ha, để người ta mới lý giải. Nhưng mà thật nhiên nó là sáng nhân sâm tối nhân gừng thì không nên. Còn sáng, nếu như không thì nhân gừng để cho nó ấm bụng, và tối là chiều thì chị có thể uống gì nhân sâm nha. Thầy ơi, cho em hỏi thêm câu nữa. Nãy thầy nói cam thảo là nó dẫn thúc cho 12 kinh á, thì em thấy trong cái thang thuốc tứ quân tử bữa hôm trước em có học đó là nó có đẳng sâm, rồi đẳng sâm nó cũng dẫn 12 kinh rồi thôi, chứ trong đó có cam thảo. Đẳng sâm với cái lượng như thế nào anh ơi? Đẳng sâm với lượng như thế nào à? Tức là nó cũng 12 gram á thầy. Giống như nhân, em nói luôn đó là gì? Đẳng sâm mà anh muốn tác dụng giống như nhân sâm thì cái lượng đẳng sâm của anh phải lên gấp đôi thì nó mới tác dụng giống như là nhân sâm. Được chưa? Em hiểu rồi. Đẳng sâm của anh là muốn tác dụng giống y chang như nhân sâm thì em xin hứa rằng anh phải lăn cái lượng cái đẳng sâm của anh lên gấp đôi, chứ bình thường không có tác dụng bao nhiêu. Được chưa? Rồi, cảm ơn thầy. Cho em hỏi cái mật lúc nãy thầy nói là mật âm đúng không ạ? Dạ, em đọc một số sách thì người ta nói là có cái mật đường, tức là cái nước đường mà ép ra từ mía cô đặt lại thì nó mật mía đó. Cũng được, mật ong cũng được, nhưng mà tốt nhất là vẫn là mật ong. Dạ vâng. Mật ở đây thì chị có thể, chứ trong trường hợp gì không có mật ong thì có thể chị dùng mật mía. Dùng mật mía rồi thì chị pha loãng ra cũng giống như lượng mật ong mình thôi. Không có gì cả. Tỷ lệ pha này bao nhiêu hả thầy? Rồi, chị yên tâm, khi đến phần đó thì em sẽ nói. Dạ, cảm ơn. Nó còn nằm ở phía sau, còn nhiều cái còn nằm ở phía sau mà, chưa xong mà. Rồi, tiếp theo, và trong cái phương pháp bào chế này thì mọi người phải chú ý đó là gì? Chế biến thuốc y học cổ truyền là một cái phương pháp tổng hợp, vừa dùng lửa, vừa dùng nước và cộng với phụ liệu để làm cho vị thuốc từ cái trạng thái tự nhiên mà nó trở thành cái trạng thái có thể sử dụng được. Dùng trong trường hợp đó phòng và trị các bệnh, và ngoài ra còn nâng cao cái thể trạng cho con người. Nghe nào? Đó. Mọi người nhớ ha. Rồi, và còn có bốn cái mục đích mà gì dùng để chế biến trong cái đông dược của chúng ta đó gì? Đầu tiên đó là gì? Cái chỗ mà cái mục đích ở đây là gì? Làm sạch và bảo đảm vệ sinh an toàn dược phẩm. Thì mục đích ở đây đó là gì? Thì trong cái dược liệu của chúng ta khi mà chúng ta mà gì thu hái về đúng không ạ? Thì thường nó lẫn với các cái tạp chất vô cơ và hữu cơ đúng chưa?
thì các cái tạp chất vô cơ và cái hữu cơ này nó lẫn lộn trong dược liệu, cho nên chúng ta cần phải là bỏ, gồm đó là gì? Nấm mốc nè, mối mọt nè, cát nè, sỏi nè, đất, xác động xác thực vật chết. Yeah. Cho nên chúng ta gì? Phải làm sạch cái này trước thì mà chúng ta chế biến nè. Và cái mục đích là gì? Và các loại không phải là dược liệu để gì? Dùng để tinh chế dược liệu. Và những cái thành phần hóa học mà được đưa vào trong quá trình chúng ta trồng trọt như là phân bón hoặc là thuốc trừ sâu á. Yeah. Và bảo quản cái thuốc men thì các cái vi sinh vật này luôn phải loại trừ trong quá trình mà mọi người sơ chế, mọi người bào chế và chế biến dược liệu và thuốc, được chưa? Bằng cách đó là gì? Một, ngâm, hai, rửa. Ở đây chúng ta không giống như là bình thường là chúng ta sẽ gì, ngâm với muối, ngâm với đồ ha. Ở đây thì gì? Chúng ta chỉ cần rửa qua nước hoặc là ngâm nước trong vòng 5 đến 10 phút hoặc 15 phút, sau đó chúng ta vớt ra và chúng ta gì? Mang đi thái. Thái xong chúng ta đi mang đi phơi. Được chưa? Đó, và rửa, ví dụ như khi mọi người ngâm xong rồi mọi người phải rửa lại thêm một lần nữa, một đến hai nước cho nó sạch đi nha, sạch hết đất cát sỏi xác thực vật rồi thuốc men này cho nó cái gì nó trôi đi ha. Rồi sau đó mọi người sẽ đi bào chế, mọi người sẽ thái ra, mọi người đi phơi, được chưa nào? Đó có mục đích đầu tiên, đó là làm sạch thuốc và đảm bảo vệ sinh an toàn dược phẩm. Cái thứ hai đó là gì? Mọi người sẽ bỏ bớt những cái bộ phận mà không cần thiết của dược liệu để cho vị thuốc của mình nó tinh khiết hơn. Và ở đây mình cho mọi người đó là gì? 6 cái lựa chọn đúng của bộ phận dùng. Đầu tiên theo mọi người mạch môn thì mọi người sẽ bỏ cái gì ạ? Mạch môn mọi người sẽ bỏ gì? Mạch môn. Rồi, mạch môn bỏ lõi. Vì lý do vì sao phải bỏ lõi ạ? Lý do vì sao phải bỏ lõi? Em không biết. Tại vì cái lõi, nếu như anh không bỏ cái lõi là gì? Một, nó sẽ gây ra cái tình trạng là gì? Nó sẽ dính cái ho. Và thứ hai là gì? Gây ngứa. Ngứa ở cái miệng á. Ở ngứa ở hai bên cái khóe miệng của mình đó, được chưa? Nó sẽ gây ngứa. Nhưng mà gì? Cái mạch môn này mà khi mà mọi người mà đi gọi là đi rừng mà mọi người gặp được cái mạch môn này cũng là một cái vị thuốc cứu cho mọi người, đó là gì? Nó sẽ gì? Tăng thêm cái lượng gluco, tránh hiện tượng đó là hạ đường huyết. Để tránh được hiện tượng là hạ đường huyết, tại vì ở trong cái mạch môn này có một bằng đường gluco. Nhưng mà mọi người chớ chịu khó là hơi ngứa một tí thôi nha. Tại vì mình đi mình không thể nào bỏ lõi được, muốn bỏ lõi được mọi người phải đô lên rồi mọi người mới lấy được cái lõi của mạch môn ra nha. Rồi, đầu tiên là mạch môn mọi người sẽ bỏ lõi. Thứ hai đó là thuyền thoái. Thuyền thoái mọi người sẽ bỏ gì? Thuyền thoái hay gọi là xác và sầu á. Thuyền thoái nha. Mọi người sẽ bỏ gì? Thuyền thoái mọi người sẽ bỏ gì nào? Rồi cánh đi ạ. Thuyền thoái xác con mày sầu mình á, bỏ đầu và chân. Rồi đó là gì? Sẽ bỏ đầu và bỏ chân, được chưa? Thứ hai đó là gì? Ve sầu thì mọi người bỏ đầu và bỏ chân đi, mọi người chỉ lấy cái mình đó thôi, được chưa? Và cái xác ve sầu này ngoài chữa rôn sảy rôn này kia ra, được chưa? Thì nó còn một cái tác dụng nữa, đó là gì? Nó an thần và dùng trong trường hợp đó là gì? Trấn tĩnh, được chưa? Trấn tĩnh cái thần kinh của mình. Nha, cho trường hợp mà mình mất ngủ, mình có thể dùng gì? Còn khác con về sau này ha. Ngoài trị rôm sảy rồi trẻ em dạ khóc đêm rồi này kia thì gì? Nó còn có tác dụng, đó là đối với dùng lượng nhiều thì nó có tác dụng, đó là nó có an thần gây ngủ. Nhưng mà an thần gây ngủ ở đây nó là gì? Nó sẽ dùng gì trong trường hợp đó là trấn tĩnh thần kinh của mình ha. Cái thứ ba đó là cái ngưu tấp, mọi người bỏ cái đầu nó đi nha, cắt bỏ đầu đi, chỉ lấy phần ở giữa phần thân đó thôi, bỏ đầu đi, nha. Yeah. Rồi kim anh, hạt kim anh á, kim anh tử á, thì mọi người bỏ hạt đi, ha. À. Rồi tang bạch bì, mọi người biết tang bạch bì không? Biết không? Biết tang bạch bì chưa? Năm tang bảy liên, năm tang thì chúng ta nói đến cái gì? Năm tang thì chúng ta nói đến cái dâu, ha. À. Được chưa? Bỏ mỏ có nghĩa là mình cạo bớt cái lớp ở ngoài thôi. Đúng rồi. Năm tang là năm cái bộ phận dùng của cây mà dâu tầm của mình đó. Hả? Được chưa? Của nó, cái cây dâu tầm của mình đó, cái vỏ rễ á. Ha, là hay gọi là cái vỏ rễ của cây dâu tầm á. Mình là lấy lên xong mình cạo bớt cái lớp vỏ bên ngoài đi.
và cái răng mặt bì này nó cũng chữa ho rất là tốt. Đó là gì? Mọi người tẩm với mật rồi sau đó mọi người sao lên. Đó. Năm tang ở đây là tang thầm, tang diệp, rồi tang phiêu tiêu, tang ký sinh và tang bạch bì. Đó. Còn bảy liên á thì là bảy cái bộ phận dùng của cây sen. Cây sen hầu như mọi người không bỏ bất cứ một bộ phận nào hết, từ lá cho đến rễ luôn ha, đến cái ngõ luôn, được chưa? Rồi. Một cái nữa đó là cái cây ô đầu phụ tử thì ở đây mọi người bỏ rễ đi, bỏ các cái rễ con á, ha. Cái rễ mà xung quanh á. Về phố ô đầu phụ tử này nó chia làm hai, đó là củ lớn là ô đầu hay gọi là củ mẹ, còn củ nhỏ gọi là phụ tử hay là củ con, được chưa? Và ngoài ra còn các cái rễ đi theo thì mọi người cắt bỏ mấy cái rễ đó đi. Như thế nào? Và cái ô đầu phụ tử đây á, là một cái thuốc độc bảng A nha. Yeah. Ô đầu phụ tử là một thuốc độc bảng A. Và cách chế biến nó thì khi đi vào cái phần chính đó thì mình sẽ nói sau. Yeah. Để giảm bớt cái độc tính của ô đầu phụ tử nha. Yeah. Thầy, cái ngưu tắc bỏ đầu tức là cái cây ngưu tắc đúng không thầy? Đúng rồi, cây ngưu tắc á. Tức là mình bỏ đây có hai loại ngưu tắc anh ha. Anh đừng gọi là đừng nhầm. Đó là ngưu tắc nam với lại ngưu tắc bắc. Cái ngưu tắc nam của mình thì mọc hoang nhiều lắm. Cái cỏ mà nó hôi mà đi qua nó có dính vào cái nó có những cái hạt dính vào chân của mình á. Hạt nhỏ đó, dính vào á. Cái đó là gọi là ngưu tắc nam. Và ngưu tắc nam ở đây á, thì trong trường hợp mà gì, cái ngưu tắc bắc mình còn ít quá thì em vẫn cho mọi người đó là dùng cái ngưu tắc nam. Nhưng mà chủ yếu ngưu tắc nam ở đây là nó gì, dùng trong trường hợp lợi tiểu. À, nó có tác dụng lợi tiểu nhiều hơn. Bây giờ đúng rồi, hay gọi là cây cỏ xước á, nha. Đó. Ngưu tắc nam của mình hay gọi là cây cỏ xước á, đó. Mà trong trường hợp đấy nhưng mà gì, cái lượng mà ngưu tắc bắc nó ít quá, không đủ á, không đủ dùng á, thì mọi người có thể thêm cái ngưu tắc nam này vào, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Và trong cùng một dược liệu ở đây thì mọi người có thể tách ra các bộ phận dùng khác nhau. Và nó với cái tác dụng thậm chí là trái ngược như nhau, được như nào? Ví dụ như ở đây mình nói là gì, cái ma hoàng ở đây thì dùng trong trường hợp đó là gì, mình có thể dùng cả hai. Cái này là mình dùng trong hai cái này, cái mọi người có thể dùng thân và có thể dùng rễ. Và mọi người dùng rễ và người dùng thân dùng trong trường hợp đó là gì, ma hoàng ở đây nó thường thường lại dùng trong cái nó chỉ là cảm sốt, nó chỉ sốt ha. Nếu như mà sốt mà không ra mồ hôi thì mọi người có thể dùng rễ. À, mọi người dùng thân. Nếu như mà sốt mà ra mồ hôi bú cầm lại thì mọi người dùng rễ. Yeah. Yeah, hai cái này nó có tác dụng ngược với nhau nha. Được chưa? Yeah. Hiểu chưa? Rồi tiếp theo là cây trắc bá diệp, hay gọi là cái cây thuộc bài của sinh viên, của học sinh mình á, một thời học sinh á, thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Cây trắc bá diệp hay gọi là trắc bách diệp, và cũng là một, được chưa? Thì ở đây nó có hai bộ phận dùng, đó là lá và hạt. Hạt của cây trắc bách diệp được gọi là bá tự nhân. Và khi bá tự nhân này, khi mọi người xác lên nó có tác dụng là an thần. Còn lá ở đây khi mọi người sao đen thì có tác dụng đó là gì? Tác dụng gì? Cầm máu, được chưa? Và bổ thận, đi vào thận. Và có tác dụng đó là cầm máu nha. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo đó là cái câu kỵ tử thì mọi người có thể dùng vỏ rễ và quả. Được chưa? Quả nó được gọi là gì? Câu kỵ rồi đúng không? Và cái câu kỵ này nó cũng quy vào 12 kinh. Được chưa? Và nó cũng là xứ. Ngoài ra còn vỏ rễ nữa. Bỏ rễ nó được gọi là đạo phúc bì á, thì đến vô bài này mình sẽ nói rõ hơn như thế nào nha. Và ngoài ra gì, để mà dễ sử dụng và tránh được các cái mùi vị khó chịu thì mọi người có thể gì và giúp cho cái việc mà chiết xuất như là hầm nè, ngâm hoặc là sắc thuận lợi, và gì nâng cao được cái chất lượng dược liệu thuốc, và nó có gì hiệu quả ở trong điều trị. Đó là cái đầu tiên khi mọi người mà làm sạch thuốc và đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm này, an toàn dược phẩm này, đó. Thì nó sẽ có những cái lợi như vậy. Cái thứ hai đó là gì? Tạo ra những cái vị thế, tạo một cái vị thế hàng hóa đặc biệt cho thuốc. Đó là gì? Đầu tiên đó là gì? Người ta thường thường cái là thuốc là một hàng hóa đặc biệt, đúng không ạ? Khi mọi người mua thuốc, mọi người có trả giá được không? Mọi người trả giá được không? Không, mua thuốc trả giá. Trả giá được không? Ai trả giá được chết ngay luôn á. Ví dụ như mọi người ra ngoài mua, người ta kêu giá bao nhiêu, mọi người đưa bấy nhiêu cho mình, đâu biết mà đâu trả giá được, đúng không ạ? Và thứ hai là gì? Và hàng hóa này mọi người có thể hiểu thêm nhiều nghĩa được chưa? Một, đó là gì? Đây không bao giờ mình trả giá được là một nè, là thấy đặc biệt rồi đúng không? Cái thứ hai là dùng trong trường hợp đó là gì? Phòng và chữa bệnh.
nha. Và đã gì cứu người và có thể giết người, nếu như mình dùng quá cao thì có một số vật liệu mình dùng cao thì gì sẽ đây giết người nha. Cho nên cái việc bào chế và việc chế biến thuốc thì giúp cho đạt được những cái tiêu chuẩn quy định. Đó là và thứ hai là gì, nó sẽ tạo ra những cái vị thuốc có hình dáng, có màu sắc nó đẹp, mùi vị nó thơm và ngon hơn, đúng chưa? Khi mọi người sao nè, mọi người tẩm nè, xong mọi người đi sao đúng như nào, bình thường ví dụ như mọi người nói đến cái hoàng kỳ không, bình thường là trong mắt rồi nó trắng đúng chưa? Nhưng mà gì khi mà mọi người tẩm mật, mọi người sao lên là mọi người thấy vị thuốc nó vàng và đẹp. Ví dụ như cam thảo cũng vậy, bình thường thì mọi người thấy màu vàng nó không vàng lắm đúng không, là hơi nhạt nhạt một tí đúng không ạ? Nhưng bây giờ khi mọi người tẩm mặt, mọi người sao lên, mọi người nhìn cái vị thuốc màu vàng rất đẹp, màu vàng cánh gián, đẹp lắm nha. Rồi tiếp theo cái thứ ba nó gì, nó sẽ tạo ra một cái tính hấp dẫn cho vị thuốc, tiện lợi, tính hiệu quả trong việc sử dụng và lưu truyền nha. Thì tạo ra cái gì, khi mà mọi người bỏ nhìn vô một cái thang thuốc bắc là mọi người sẽ thấy đúng không, người ta xếp từng cái đúng không, và người ta bao quanh lại nó bằng một cái gọi là gì, lỗ rồng đúng chưa, sau đó gói lại mang đi, thấy tiện lợi chưa? Rồi tiếp theo ví dụ như ở đây là gì, ví dụ như là nhân sâm thì mọi người có thể đóng hộp, hoặc là tam thất, hoặc là linh chi tán, hoặc là lục vị ẩm, hoặc là một số cái chế phẩm khác mọi người có thể chế ra các cái viên hoàng và mọi người có thể cầm đi được nha, nhẹ nhàng. Và gì tiếp theo là gì, nó có thể phân chia cái vị thuốc đến một cái kích thước, đến một cái hình dáng thích hợp và tiện lợi phù hợp với thói quen của người tiêu dùng. Ví dụ ở đây như là chúng ta sẽ có dạng thuốc phiến nè, dạng khúc nè, hoặc là dạng bột. Nha, bột ở đây có thể là mẫu lề hoặc có thể là otakot, mọi người gì chưng lên là hơi trên lửa, sau đó là mọi người mài ra tán thành bột ha. Còn khúc ở đây đó là thần khúc, chén người công anh rất là nhỏ. Đấy, như dạng thuốc phiến thì hầu như là mọi người thấy hết rồi. Thì ví dụ như là hoài sơn nè, những cái cụ lớn á thì mọi người thái ra những cái thuốc đó gọi là thuốc phiến ha. Đó là cái tác dụng thứ hai ha, cái mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba đó là gì, tạo ra cái tác dụng chữa bệnh mới cho thuốc nha. Vì bào chế và chế biến một số loại thuốc thì gì, nó có thể làm thay đổi cái tác dụng và tạo ra cái tác dụng mới ngoài tác dụng vốn có của nó nha. Và ngoài ra là gì, còn một số loại thuốc ở dạng là nguyên liệu thì không có tác dụng trị bệnh, nhưng mà gì mà chỉ có tác dụng trị bệnh và đưa thuốc và đưa vào làm thuốc, và sau khi mà chúng ta đã bào chế theo một phương pháp riêng. Sinh khương can khương thuộc đại hoàng, sinh địa thuộc địa, đấy nha, đó là bào chế vị thuốc và có thể thay đổi tác dụng của nó. Chỉ cần lại để giữa can khương và sinh khương nè. Thứ hai là gì, thuộc địa và sinh địa, hai cái tác dụng đã tác dụng khác nhau rồi, một cái lương hiếu và một cái mát huyết. Nhưng mà gì, khi uống thuộc địa mà uống thuộc địa nhiều quá là coi như bị gì à, tiêu chảy. Uống sinh địa nhiều quá coi chừng là bị gì, táo bón, cẩn thận ha. Rồi tiếp theo, và đó là cái biện pháp mà làm tăng hoặc là giảm tính âm hoặc là tính dương của cái vị thuốc của mình nha. Ví dụ như đây, ở cái cây hạt bột hoàng sống thì nó có tác dụng là hạt huyết, nhưng mà khi tháng sau có nghĩa là một người sao đen thì lại có tác dụng, nó là gì, trị huyết hay gọi là bộ huyết, được chưa nào, nó cầm được máu nha. Có chứ gì, có, yên tâm đi, tập luyện cái phần mà sao, phần mà tẩm, phần mà chích á, là chị mới thấy đó là gì, đến cái thuyết ngũ hành ha, âm dương ngũ hành có đầy đủ trong đó nha. Ở đây mình nói cái cây hạt bộ hoàng sống thôi thì nó có một cái tác dụng, đó là gì, hoạt huyết. Nhưng mà khi tháng sau hay gọi là sao đen á thì lại nó có tác dụng ở đây là chỉ huyết, tác dụng đến huyết thôi, được chưa, bộ huyết đó. Bình thường nó làm hạt huyết lên thôi, nhưng mà gì khi mọi người sao lên thì lại gì, có dùng chỉ huyết. Thì mọi người nên nhớ ở đây những cái nào mà sao đen thì lại có tác dụng là gì, chỉ huyết. Ví dụ cỏ mực, biết cây cỏ mực không ạ? À? Biết cỏ mực không? Mọi biết thầy. Hay gọi là cây nhỏ nồi đấy. Hay gọi là cây nhỏ nồi đấy. Biết thầy. Ừ. Đó. Thì gì khi mọi người sao lên á, nó có tác dụng đó là gì, chỉ huyết, tác dụng đến huyết, bổ huyết thôi. Cầm máu, bổ huyết. Ha. Và cái này thì mọi người kết hợp với gì? Mọi người biết cây măng trầu không ạ? À? Cỏ măng trầu á. Biết không? Biết thầy. Ừ. Gội đầu đẹp tóc. Sau đó mọi người nấu nước thì mọi người gội đầu thử coi tóc của mọi người như thế nào hả? Ta làm chưa vậy? Ừ, có người gội đâu nè. Để rồi cho em ý kiến thử đến như thế nào, tóc mọi người như thế nào à? Có đen không? Có mượt tóc không? Không mướt á.
muốn không? Mệt tóc, đen tóc. Ừ, tại vì cổ tóc mực dày đẹp. Ừ, tóc dày đẹp. Đấy, được chưa? Một cái nữa. Nói con về khỏi tốn tiền mua dầu ở đâu. Đúng không ạ? Nó không có thơm cho lắm thôi, nhưng mà đừng gì ạ. Bây giờ đừng cái là mờ tóc đen mượt, được chưa? Ừ. Ok luôn, đánh bay gầu bình thường. Tại vì cổ mực bình thường mọi người nấu ra nó là đen rồi ha, nó đã đánh bổ huyết rồi. Mọi người ngộ đầu thì ok luôn ha. Còn khi sao đen là nó không chỉ huyết nha. Ừ, ngồi bằng cái lượng thông cực. Được. Đúng rồi chứ nữa, quá thơm. À, ví dụ như ở đây nè, mình cho mọi người hai cái ví dụ. Ví dụ như là tám nhân mà tâm sen để sống xảy ra mất ngủ. Nhưng mà khi mọi người sao đen có tác dụng gì? Đấy. Khi sao đen thì có tác dụng gì? Hả? Ngộ mực ngâm dầu dừa là ngâm tươi hay khô? Ngâm khô. Ngâm khô để đi vào nó lấy cái chất đen ra ha. Và cái này thì mọi người có thể làm gì thay thế cái thuốc nhuộm của mọi người cũng được. Người nào muốn tóc đen thay thế dùng cái cổ mực này nè. Rồi bây giờ quay lại vấn đề này. Tám nhân tâm sen để sống thì ra mất ngủ. Theo mọi người thì sao đen thì nó có tác dụng gì? An thần. An thần dễ ngủ. Gì nữa không? Cái táo nhân này hay gọi là gì? Máu này. Gọi là cái nhân của hạt táo ta á. Yeah, gọi là táo nhân ha, hay gọi là toan táo nhân cũng được. Thì bình thường nếu như mà hai cái này mọi người để sống nhưng mà uống á, chắc chắn sẽ ra mất ngủ. Nhưng mà gì khi mọi người sao đen? Sao đen ở đây có nghĩa không phải là đốt thuốc nha, nhớ không phải là đốt nha. Sao đen ở đây có nghĩa ở bên ngoài cháy nhưng bên trong vẫn còn. Được chưa? Nhớ nào. Nhớ nha. Sao đen ở đây có nghĩa là bên ngoài mọi người thấy nó cháy rồi nhưng bên trong nó vẫn giữ được cái màu sắc của thuốc nha. Chứ không phải nghĩa là cháy ở đây, sao đen ở đây nghĩa là gì? Đốt thuốc nha. Không phải nha. Nhớ không? Thì sao khi mà mọi người sao đen ở đây thì đối với táo nhân và tâm sen ở đây thì nó sẽ có tác dụng đó là gì? An thần và gây ngủ. Được chưa? Đó, đưa ra vào giấc ngủ sinh lý. Rồi tiếp theo, đối với xài hồ bình thường thì nó có tác dụng đó là khuynh hướng của nó là gì? Thăng đề, đi lên và đi ra ngoài. Được chưa? Nhưng mà gì? Khi mà người chế với giấm á, thì lại nó có tác dụng là gì? Ngược lại, đó là gì? Dán, đi xuống, có tác dụng đi xuống, đi ngược, chứ không đi lên nữa, đi xuống, chứ không đi lên. Được chưa nào? Đi xuống và đi ra ngoài. Được chưa nào? Và gì? Đối với sinh địa sống á, thì nó có một cái vị ngọt, do vị đắng, ngọt, tính nó mát, và nó có tác dụng là gì? Thanh nhiệt, lương huyết. Nhưng mà gì? Sau khi mọi người chế biến thành thuốc địa, đó là mọi người sẽ dùng gì ạ? Mọi người chế biến thành thuốc địa, mọi người sẽ dùng gì ở đây nào? Từ sinh địa qua thuốc địa, mọi người chế biến, mọi người dùng gì nào? Nước cam thảo. Nước cam thảo một. Gì nữa? Rượu thầy. Rượu gì? Rượu nhưng mà rượu gì? Rượu trắng. Sai. Rượu trắng. Trắng sai. Rượu gì? Rượu gì? Đồng ý là rượu nhưng mà rượu gì? Đó. Rượu trắng là sai rồi đó. Rượu gừng. Rượu sen. Mai quá lộ. Ở đây người nào nói đúng nè, Vũ thì anh nào nói đúng nè. Đó là cái gì? Rượu sa nhân. Sa nhân. Rượu sa nhân nha. Được chưa? Tăng cái tính ấm lên. Được chưa nào? Và thuốc địa này khi mà người chế biến thì nó có vị ngọt, tính ôn. Và nó có tác dụng là gì? Bổ âm, bổ huyết. Và ở đây mọi người thấy gì? Nó thay đổi cả về khí và cả về vị chưa? Từ thuộc địa ra sinh địa à, từ sinh địa ra thuộc địa cho nào. Ừ. Từ thuộc địa ra sinh địa, mọi người thấy nó thay đổi cả về khí và cả về vị chưa? À, thấy thay đổi chưa? Khác hẳn thầy. Khác hẳn đúng không? Thay đổi cả về tác dụng, cả về khí và cả về vị đúng không? Bình thường là gì? Vị ở đây là vị đắng. Đúng không? Thuộc, sinh địa ra đắng. Nhưng mà khi mọi người kế ra thuộc địa, vị nó lại ngọt. Tính thì gì? À, đối với sinh địa là tính gì? Tính mát. Còn với thuộc địa là tính gì? Tính ôn. Đúng chưa? Đó. Nhưng mà khi bổ thì bổ khác nè. À, tác dụng nó cũng khác, đó là gì? Tác dụng của sinh địa là gì? Thanh nhiệt và lương huyết, làm cho mát huyết thôi. Nhưng mà gì? Khi chế ra rượu sa nhân là rượu của cây, anh ngâm cái cây sa nhân vô. Mọi người ngâm cây sa nhân á, cái hạt sa nhân biết mà. Cái thuốc cây hạt sa nhân của mình ấy. Sa
nhân thảo quả đó, hay đi với nhau đó, trong trường hợp mà ăn uống không tiêu á, hạt sai nhân đó, tâm vô cái rượu rượu trắng của mình đó, trong đi 7 ngày, rồi sau nó mang ra tắm, mang ra nấu, còn với sinh khương. Nha, ở đây là mọi người khi từ sinh địa ra thuộc địa không là mọi người đã thấy thay đổi một cách hoàn toàn rồi, đúng không? Rồi, và tiếp theo, cái tóc của chúng ta cũng có, cũng là gì? Cũng là một bài thuốc ha. Mà tóc ở đây á, chỉ làm thuốc là cầm máu sau khi mà mọi người gì đốt tồn tĩnh mà mọi người uống. Thì chưa? Đó là cái tóc của chúng ta nha. Thế nào? Tóc là chỉ có chỉ làm thuốc là cầm máu sau khi mà mọi người đốt tồn tĩnh. Thì chưa? Nó sẽ có tác dụng là cầm máu cho mọi người. Bởi vì mẫu lệ nè, cửu khổng nè, chân châu. Thì chưa? Thì chúng ta sẽ làm gì? Chân châu mẫu ở đây gì? Chúng ta nung hoặc là tôi ở trong cái giấm. Thì lại nó có tác dụng là gì? Cố tinh và sát niệu. Được chưa? Ở đây tiện thể ở đây cũng khuyên mọi người đó là gì? À, một tháng á, mọi người nên ăn huyết một lần. Còn lý do vì sao ăn huyết là gì? Trong quá trình chúng ta ăn thịt hoặc là cá hoặc là này kia, rau rá rồi này kia, thì trong đó mình không thể nào biết đó là cái gì. Nó có những cái tóc hoặc là cái chất xơ nó giữ lại, thì khi mình ăn cái huyết này vào thì nó sẽ kéo hết các cái tóc, những cái đám rối ở trong tóc đi ra ngoài hết, làm cho ruột chúng ta gì không nha. Đó. Nhưng mà ở đây chắc chắn sẽ có một số là nếu như mà theo đạo Hồi thì không được ăn huyết hay gì đó, có một số là nó kỵ huyết kỵ đồ gì đấy. À, nhưng mà nếu như mà bình thường thì chúng ta có một tháng chúng ta ăn huyết một lần, và trong quá trình chúng ta đi ăn ví dụ bún bò bún gì đó thì thường có huyết, đúng không, xin miếng huyết nha, để cho nó kéo hết những cái đám rối ở trong ruột chúng ta đi xuống để đi ra ngoài ha, để như bây giờ là giống như là thông đại tiện nha. Thầy đốt ta đốt tóc đốt tồn tính là sao thầy? Đốt tồn tính thì anh nghĩ là anh không phải là đốt cháy thành than ha, đốt để cho nó quéo lại thôi hả thầy? Đốt quéo lại nha. Dạ. Nhớ là đừng có đốt cái thành than là được. Tổn tính thôi mà, đốt tổn tính thôi nha. Còn cái đó để lấy cái cục đất sét gói lại xong nướng cục đất sét được không này? Không không ạ, đốt bình thường thôi ạ. Nhưng cái mùi nó hơi khét một tí, đốt bình thường thôi, không cần phải gói trong đất sét gì đâu ạ. Nha. Thấy đốt cho nó quấn quan lại đúng thầy. Dạ đốt quấn quan lại thôi. Nha. Rồi. Không cho nó cháy hẳn thành cho. Nó chưa thành cho là được nhá. Đốt xong rồi đắp lên vết thương hả thầy? Đắp lên vết thương cũng được, hoặc là chị uống cũng được chị ha. Dạ. Đốt đây bây giờ là nó đến cái vụ mà đắp lên vết thương mà khi chảy máu á, thì thường thường khi mọi người mà làm bếp đúng không ạ? Ở đây em nói đến phụ nữ là làm bếp là thường thường là chuyên gia gọi là gì? À, thường thường là gọi là người ta hay gọi vui vui á, là nam giới hay gọi vui là gì? Cắt máu ăn thề đúng không ạ? Có không ạ? Thường thường là hay dễ bị dính dao dính đồ và xước tay chảy máu đúng không ạ? Dạ đúng thầy. Hả? Dạ đúng. Ừ bây giờ thế, bây giờ là trong trường hợp đó bây giờ lỡ không có tóc rồi không có cái kia thì chúng ta làm gì để cầm máu nè? Dùng những bộ phận dùng những cái nguyên liệu mà hàng ngày chúng ta hay làm thôi. Nói nghe thử cái nào. Tính bị chính gì thầy ơi, cầm liền. Chính đây. Rồi đúng nè, Nga nói được đến một ngọt là đúng bài luôn nè. Đón cầm một ngọt dít vô hết ngay. Cầm ngay lập tức. Nha. Còn nếu không thì trong dược liệu chúng ta là những ngoài tóc ra chúng ta còn có đó là cái lông cu ly á của cậu tính á, dít vô nhanh nữa. Ha. Ở đây nha. Ủa thuốc lào nhà mà lỡ mà là chồng mình cầm cái điếu thuốc lào đi qua nhà người khác rồi sao mà bỏ vô. Nhanh nhất là gọi đó, bây giờ hiện tại gọi là gì? Cấp cứu nhanh nhất thì chúng ta gì? Dùng bột ngọt ngay tại đó. Đang sát nó dùng nó dít vô là nhanh luôn. Nha. Lông cu ly không sót đâu, hơi sót tí thôi, ăn thua gì. Cái vỏ mai mực á thầy, cầm máu nhanh lắm thầy. Vỏ này, vỏ mai mực mài ra bỏ vô. Dạ. Hừa. Lông cu ly là cái gì vậy thầy? Hả? Ở trên Đà Lạt bán nhiều cái con này chứ ở thành phố khó mua thế mà. Hay gọi là nha. Nha, hay gọi là cái lông vàng của cây cổ tích á. Nha. Đó dít vô nó cầm máu nhanh nữa. Ha. Có thể bằng mạng nhện nữa thầy ạ. Hả? Ở bằng nhện cũng được. Nhưng mà lỡ chị đang đứng ở bếp với chị là lỡ không có bằng nhện, em thấy bây giờ hầu như là dùng bếp hút hết rồi, lấy đâu ra có nhện ở đó nữa. Đúng rồi. Em kêu dùng tại chỗ thì chị có dùng bột ngọt là nhanh nhất, chứ còn muốn gì đi lấy thuốc lào, lấy thuốc lá đắp vô thì lỡ nhà chồng không hút thuốc rồi sao? Thấy nha. Thầy ơi cho em hỏi. Nhà đam lấy cái keo sức vô cũng được.
Rồi, gì hỏi gì đi ạ? À? Thầy ơi, sao bột ngọt lại có chất gì mà lại cầm máu được ạ? Dạ nó làm mà mình nó giống một cái băng niêm mạc của chị lại chị, nó kéo tử cầu đến nhanh hơn. Ha. À, nó làm vâng có một máu ở trong á, lấy một cái chất đông máu nha. Thì à, nó nhanh đông hơn nhá. Nó nhanh đông hơn. Nó làm cho máu vâng của chị. Đấy. Dạ. Đấy, thêm phần bột ngọt nữa. Đấy, khỏi lo kia nên làm bếp. Rồi, tiếp tục. Mọi người biết suy sức giáp không ạ? À? Biết con suy sức giáp không? Biết không? Biết con suy sức giáp không ạ? À? Tê tê hả thầy? Ừ, đúng rồi, con tê tê đó. Chính xác luôn, con tê tê đó. Hay gọi là hay gọi tên của nó là suy sức giáp. Tại vì sao nó đi gọi là đi xuyên qua núi á. Nó đào dưới, nó đi xuyên qua núi. Cho nên mà con này thì nó đào núi đào hầm thì hơi khỏi nó là hơi bị đỉnh đúng không ạ? Thì cái suy sức giáp, con suy sức giáp này á, khi mọi người lấy cái vảy của nó, mọi người sao cách cát hoặc là mọi người nướng đến khi mà nó không đều thì dùng để chữa đó là hoạt huyết, giải độc và tiêu mụn. Nhưng mà con TT này bây giờ mọi người kiếm cũng hơi khó à, không phải dễ à. À, lấy cái vảy của nó hay lấy thịt nó thầy? Dạ, lấy cái vảy của nó thôi, không ai lấy thịt của nó đâu. Con TT được bao nhiêu thịt đâu à, lấy cái vảy của nó, người ta hay gọi là lấy cái vảy con TT á. Thấy chưa? Thịt để nhậu thầy. Cách khác đi, hoặc là mọi người nướng lên cho đến khi mà mọi người nhìn thấy cái vảy của nó phồng đều, được chưa? Thì nó có tác dụng đó là hoạt huyết, giải độc và tiêu mủ nha. Đấy. Ừ đúng rồi. Cái này tán bột á hả? Em chưa thấy tán bột, em thấy người ta dùng ngoài là nhiều à. À, tán bột thì nó có tác dụng hoạt huyết nè anh, giải độc. Nha, còn dùng ngoài khi anh đắp lên gì nó có tác dụng là tiêu mủ. Dạ. Yeah. Rồi, thạch cao, mọi người biết thạch cao không ạ? Ừ, biết thạch cao không? Chắc là biết á. Đi làm ai mà đây mà có làm răng giả thường thường người ta hay dùng thạch cao để gì? Làm cái khuôn răng ấy. Được chưa? Làm cái khuôn răng đúng không ạ? Biết thạch cao không ạ? Biết không? Biết thạch cao không ạ? Biết thầy. Biết thầy. Cái thì cái thạch cao sống của mọi người có tác dụng đó là gì ạ? À, sinh tân trị khái, thanh nhiệt tạo hỏa. Nhưng sau khi mọi người nung, được chưa? Thì lại có tác dụng là dùng ngoài thôi ạ. À. Đó là gì? Dùng gì? Trị gì? Nghĩa lỡ hắc lào. À. Đấy. Bình thường á thì dùng là gì? Sinh tân dịch, trị khái, thanh nhiệt tạo hỏa, dùng cho trường hợp ví dụ như là gọi là mình bị nóng sốt. Ừ. Yeah. Nó trị khác mà. Thì như nào? Thì dùng cho trường hợp sốt á thì cái này nó hạ sốt cũng nhanh lắm. Ha. Yeah. Còn hạ sốt ở đây nhiều nữa thì gì? Ví dụ như trẻ em á thì gì? Một là đi tắm. Hai nữa là gì? Lấy chanh, lấy cái trái chanh của mình á, cắt đôi ra. Bắt đầu là cứ chà từ gì ạ? À, chà dọc theo cái sống lưng của mình á. Chà đi khoảng 20 phút là mọi người thấy nhiệt độ nó xuống ngay. Nha. Đó. Cái đó là trong trường hợp mà trẻ em sốt cao á. Thì có hai cách, một là mọi người có thể gì? Mang đi tắm, mà đi tắm ở đây là tắm gì ạ? Một là mọi người tắm ở đây là mọi người chú ý là không phải là gì đứng phân bay vô là lấy cái bò hoa sen mà dội từ đầu dội xuống ha, đó là gì dẫn đến là gì hạ thân nhiệt một cách đột ngột và dẫn đến tử vong ha. Đây là người ta sẽ gì cho bé đứng vô cái chậu trước, trong cái chậu nó có nước rồi ha, đổ nước vô trong chậu cho bé đứng trong đó 2 đến 3 phút bắt đầu dội từ lên cẳng chân xong đùi xong bắt đầu ngực xong cổ cái còn lại gì cái đầu ha, dội như vậy thì gì nó có tác dụng đó là gì, giải thích theo một cái cơ chế ở đây là gì, bù nước và điện giải. Thì sao gọi là bù nước và điện giải? khi bé mà nóng đúng không ạ, thì các cái lỗ chân lông nó nở ra đúng chưa, khi lỗ chân lông nở ra thì gì có mồ hôi đi ra ngoài đúng không ạ, khi mồ hôi đi ra ngoài thì mình có bị mất nước không, có bị mất nước không, có không ạ, mồ hôi đi ra ngoài mình bị mất nước không? Dạ có, đúng không? Cho nên là khi mọi người mà thấy là khi mọi người mà gọi là bị cảm hoặc bị sốt đó là mọi người mà thấy cái miệng của mọi người nó sẽ khá ngay, vừa nhạt miệng này vừa khát nước nè, môi khô nè, đúng không ạ? Đó là cái hiện tượng mọi người đang bị gì ạ? À? Bị gì? Mất nước, đúng chưa? Nhưng mà gì khi mà lỗ chân lông nó nở ra khi mình dội như vậy á thì gì? Da mình là có gì? Thẩm thấu, đúng chưa? Nó sẽ lấy nước đi vào. Và nước đi vào đâu? Nước sẽ đi vào các cái lòng mạch. Và nước vào các thành mạch và có tác dụng đó là gì? Nó sẽ đẩy cái hơi nóng đi ra ngoài và gì? Nó điều hòa cái nhiệt độ của mọi người. Được chưa? Đó là giải thích theo một cái cơ chế. Là gì? Lúc đó thì mọi người sẽ gì? Cái trường hợp mà mọi người khô miệng hoặc là khô miệng á
hô môi á, nó sẽ giảm đi ha. À. Tiếp theo, cái thứ tư đó là gì? Nó sẽ tăng cái hiệu lực chữa bệnh của thuốc, tăng như thế nào? Và đây là một mục đích trọng tâm của cái môn mà bên bào chế của mình này. Vì sao gọi là trọng tâm? Thì các cái chứng bệnh sinh ra đều đều xuất phát từ gì? Cái yếu tố là gì? Nội thương trước. Cái đúng không ạ? Theo mọi người đúng không? Ngoại thương là trừ khi nào vật ở bên ngoài tác dụng mà thôi. Đúng chưa? Còn chủ yếu là ở nội thương trước, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì các bệnh sinh ra đều xuất phát từ yếu tố đó là nội thương hoặc là ngoại thương, hoặc là gì? Bất nội ngoại thương. Và có liên quan đến các cái tạng phủ, các cái vinh vệ, các cái khí huyết, các cái đường kinh lạc và các vùng bị bệnh. Và gì? À, không vượt quá cái quy nạp của âm dương ngũ hành. Và nhiều cái phương pháp chế biến thuốc ở đây thì nó khác nhau. Và phụ liệu nó cũng gì? Khác nhau. Để tăng cái tác dụng hay gọi là cái hiệu lực của thuốc và tạo cho thuốc có một cái màu sắc, một cái mùi vị tương ứng với cái hành ở trong mà huyết ngũ hành âm dương, được chưa? Hậu thiên ngũ hành, đúng không? Và đây là cái phương pháp nhằm gì? Tăng cái tính quy kinh của cái vị thuốc đi vào các cái kinh lạc, được chưa? Và tăng cái tác dụng của thuốc á ở tỳ thì chúng ta sẽ chế biến như thế nào? Thì chúng ta sẽ biến để vị thuốc có màu vàng, vị ngọt, mùi thơm. Đó là tỳ và vị mình lấy ở đây ví dụ như là gì? Ví dụ như là gì? Vị thuốc gì mà người hay dùng nhất? Gì nào? Tỳ với vị. Dạ mật. Hả? Mật ong, mật đường. Rồi mật ong, mật đường. Giờ đang nói đến cái vị thuốc cơ. Chưa nói đến đường. Bạch tuyết ạ. Đó là gì? Cam thảo đâu rồi? Cam thảo. Bắt đầu gì? Mọi người mới đi tắm đúng không ạ? Mọi người mới đi tắm mà đúng chưa? Khi mọi người sao và khi mọi người sao lên thấy màu vàng đúng không? Có bị ngọt không? Chắc chắn là có bị ngọt đúng không ạ? Cam thảo nó cũng đã ngọt sẵn, calicidin trong đó là ngọt sẵn rồi. Có mùi thơm không? Có không? Có mùi thơm không? Dạ có. Thì những cái vị thuốc này có màu vàng thì nhớ nha. Những vị thuốc này có màu vàng là có tác dụng gì? Ở tỳ và ở vị nè. Rồi tiếp theo à, để mà tăng tác dụng kiện tỳ ở đây thì gì? Chúng ta chế biến cái thuốc đó chúng ta sao vàng, được chưa? Và sao với gì? Có thể mọi người sao với cám gạo nè. Mọi người có thể sao với nước hoàng thổ nè, hoặc bích thổ, hoặc là nước bao gạo, hoặc gì? Mọi người chích mật, chích đường, hoặc là chích với nước cam thảo để đến tăng cái tác dụng mà kiện tỳ lên, được chưa? Dùng phương pháp sao nha, mà sao đây là sao có tẩm phụ liệu, được chưa? Nhớ sao có tẩm phụ liệu, ví dụ như là nước hoàng thổ, nước bích thổ, nước bao gạo, rồi mật ong, chích đường, hoặc là chích nước cam thảo, được chưa nào? Đó, để tăng cái tác dụng kiện tỳ. Rồi, gì nữa? Ví dụ như ở đây mình nói gì? Tăng cái tác dụng kiện tỳ của bạch trực. Thế gì? Thường thường bạch trực là gì? Nó có nhiều tinh dầu, nhiều mùi nó có tinh dầu. Cho nên là gì? Khi chúng ta sao với cám này, hoặc là sao với hoàng thổ, hoặc là sao vàng, thì gì? Cái lượng tinh dầu này đi ra ngoài, nó sẽ lấy bớt cái lượng tinh dầu của thằng mặt chuột này đi. Vì nếu cái lượng tinh dầu mà đi vào thì nó gây nê rệ, được chưa? Thì khi chúng ta chế với cám này, hoặc là hoàng thổ, hoặc là chúng ta sao vàng lên, thì gì? Nó sẽ kéo cái bớt cái lượng dầu đi ra ngoài mà có tác dụng đó là kiện tỳ. Bây giờ chúng ta sao vàng lên thôi, hơi xém cạnh tí là chúng ta bỏ ra ngoài, được chưa? Chứ đừng cho nó cháy hết nha. Sao vàng mà gọi hơi xa thấy hơi xém xém thôi, còn có mùi thơm bay lên là được rồi. Thì à, lên hai là gì? Dạ, phục linh cũng kiện tỳ hả thầy? Dạ, phục linh thì anh lại bạch linh nhá, bạch linh thì anh lại làm ngược đó. Anh tẩm gì anh biết không ạ? Anh tẩm cái gì anh biết không ạ? Tẩm gì? Tẩm mật ong hả thầy? Không phải, bạch linh ai đi tẩm mật ong anh? Chứ tẩm gì thầy? Không tí, tẩm cái này là phải gì ạ? Mất con đi xin, anh biết tẩm gì không ạ? Tẩm sữa. Tẩm sữa. Ừ, Văn Linh nó tẩm sữa. Bích thổ là cái đất sét á chị, cái đất lòng bếp á. Hoàng thổ bích thổ đó, cái đất lòng bếp đó, với lại cái đất mà nhà tranh vách nứa người ta hay đắp á, là hoàng thổ bích thổ đó. Đó là cái đất của cái lòng bếp á chị, biết không? Mà hiện tại bây giờ chị kiếm nó khó lắm. Giờ đâu ai dùng bếp đó nữa đâu. Bây giờ ta dùng bếp ga không mà. Đâu ai dùng bếp kia đâu, may ra ở chỗ chị Huệ thì đang còn.
không biết chỗ chị Huệ còn cái bếp đó hay không thì em không biết nè. Chỗ chị Huệ ngon không chị Huệ ơi? Cái bếp mà gọi là cái lòng bếp á. À, và nhà vẫn còn hả? Được. Khỏe nè. Yeah. Thứ hai nữa là gì? Hoa sơ mọi người cũng sao vàng lên, cũng có tác dụng đó là trị tì. Có thầy cho em hỏi. Bạch linh tẩm sữa, bạch linh nó màu trắng, tẩm sữa nó cũng màu trắng thì ra cái gì vậy? Bạch linh tẩm sữa màu trắng, đúng rồi. Anh tẩm sữa lên nó lại nó có tác dụng khác anh, tí nữa đến phần tẩm sữa em nói cho. Tẩm sữa ở đây có thể là tẩm sữa mẹ cũng được thôi, nhưng mà chơi sang quá tẩm sữa mẹ thì chơi sang quá, con nó khóc mất công lại. Con là không có sữa, thôi thì mình mua sữa ngoài về cũng được, sữa bò cũng được ha. Nha, mua ở đây mình thường gọi là mua cái gì sữa bò Long Thành đó, về cũng được, tẩm lên. Từ từ yên tâm, đến cái phần tẩm em sẽ nói, tẩm có nhiều cá lắm, nghĩ gì đâu. Nha. Rồi. Thì ở đây thì mọi người thấy cái gì? Bạch trực thì mọi người có thể sao vàng, là hoài sơ sao vàng, hoặc là hoàng kỳ mọi người chích mật rồi mọi người sao vàng lên thì nó có tác dụng đó là kiện tỳ. Nha. Tiếp theo, tăng tác dụng mà chữa thuốc, tăng tác dụng của thuốc ở thận và bàng quang thì chúng ta sẽ chế biến với thuốc có màu đen và vị mặn. Thì thường thường là cái gì? Muối thì tác dụng là gì đến thận đúng không ạ? Đúng chưa? Thì bổ cho thận, nhưng mà ăn nhiều quá thì tác dụng ngược. Đúng không? Đúng rồi, kinh thận. Kinh chứ không phải kênh anh ơi, kênh là dùng cho tivi rồi. Kinh ở trong đông y là kinh, kinh lạc, kinh thận, kinh đồ á, chứ không có kênh. Kênh này là qua tivi rồi. Nha. Cho nên là khi mọi người trẻ muốn thuốc mà có tác dụng tốt ở thận và bàng quang á thì mọi người sẽ là chế biến cái vị thuốc có màu đen hoặc là vị mặn. Được chưa? Tiếp theo, để quy kinh thận thì chúng ta sẽ chế biến thuốc với muối và nước đậu đen. Ví dụ ở đây, ví dụ là tăng tác dụng mà bổ thận của hạt hạt vô thì chúng ta sẽ chế biến với lại nước đậu đen. Và chúng ta sẽ làm gì? Cửu chân, cửu sái. Làm như vậy 9 lần. Sáng phơi, đêm tẩm, sáng phơi, đêm tẩm. Đấy, được chưa? Trích với chính khác chứ. Trích là dùng cái phụ liệu. Được chưa nào? Đấy. Được chưa? Trích nó khác nha. Rồi, ví dụ như ở đây là mình nói đến cái bà bổ thận ở đây ha, của Hà Thu Ô thì chế biến với nước đậu đen nha. Thì ở đây thì cứ đậu Hà Thu Ô mình ngâm nước vào gạo một ngày để 24 một ngày đêm. Thì như nào? Vì lý do ngâm nước vào gạo là trong Hà Thu Ô nó có tannin và có anthraquinone. Nếu như mà mình không mà ngâm, nếu như bình thường mà mọi người mà không ngâm không chế biến á thì uống thì vẫn được, nhưng mà mọi người sẽ thấy một cái vị chát và cuối cùng là dẫn đến một cái hiện tượng đó là gì? Táo bón. Thì mình ta dùng Hà Thu Ô. Nhưng mà khi Hà Thu Ô mọi người ngâm cái nước vo gạo thì gì? Nhờ cái pH trong nước vo gạo nó kéo được cái hàm lượng tannin và hàm lượng anthraquinone ra ngoài. Vì anthraquinone ở đây nó có tác dụng đó là gì? Nhuận tràng tẩy sổ. Nha. Nếu bây giờ cái lượng trong anthraquinone ở trong cái Hà Thu Ô nó nhiều thì nó dễ gây là tẩy sổ và dễ gây tiêu chảy. Cho nên là khi chúng ta ngâm nước vo gạo nó sẽ kéo được cái hàm lượng tannin và anthraquinone ra ngoài. Rồi sau đó có gì? Ngâm nước vo gạo một ngày đêm đi. Và nếu như ở nhà ai mà có điều kiện á thì ví dụ ngày ăn cơm 3 lần thì thay nước 3 lần. Còn không thì gì? Chúng ta có thể dùng một nước nhưng mà chúng ta phải đảo đều cứ khoảng 4 đến 6 tiếng chúng ta phải đảo lên nha. Đấy. Ngâm như vậy trong vòng một ngày, ngày hôm sau chúng ta vớt ra chúng ta rửa sạch đi. Củ to thì chúng ta có thể bổ làm đôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta xếp, có nghĩa là củ to sẽ nằm ở phía dưới, rồi củ lớn ta nằm ở phía trên, sau đó chúng ta đổ cho ngập nước, chúng ta đun. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta gì cũng đi nóng cái nồi nước đậu đen, có nghĩa là khoảng 5 kg đậu đen nha. Chúng ta đổ vào. Rồi chúng ta nấu, chúng ta loại bỏ những cái hạt hư đi, rồi chúng ta nấu. Rồi khi mà cái nấu ở đây thì khi mọi người đó là gì? Cứ nấu cái hạt thủ ô trước đi. Tại vì cái đậu đen thì khi mọi người khi mọi người nấu thì nó nhâm sôi thôi chứ không phải là lâu sôi. Thì như nào? Thì mọi người cứ nấu hạt thủ ô cho nó sôi đi. Rồi cái nấu nước hạt thủ ô cho nó sôi, bắt đầu là mọi người mới chế đến cái đậu đen, là mọi người bắt lên bếp, mọi người nấu. Rồi khi mà nước đậu đen mà nó sôi á thì mọi người lấy cái nước đó mọi người đổ qua cái nồi mà mọi người đang nấu hạt thủ ô nè. À, khi mọi người xếp thì nhớ đó là gì? Củ to thì nằm phía dưới, củ nhỏ thì nằm phía trên nhé. Nếu không thì củ nhỏ dễ bị cháy trước nha. Sẽ bị mềm, bị nhũn ra. Sau đó là mọi người đổ nước đậu đen vô. Và đến khi nào mà mọi người thấy cái mà
cái hàng đậu đen mà nó nở hết rồi á, thì thôi mọi người không nấu, nếu mọi người muốn tẩm nữa thì mọi người lại tiếp tục đi làm lại, còn không nữa thì mọi người sẽ gì, cái nồi đậu đen đó mọi người sẽ đổ nước vô rồi sau đó mọi người đun nóng lên nha, đun nóng lên sau đó mọi người đổ vào, làm nấu trong vòng một đêm, ngày hôm sau thì gì vớt ra thái cái đậu đen, vớt ra thái và mọi người nấu đến khi khoảng còn khoảng hơn 2/3 cái lượng nước ở trong thùng á, trong cái nồi á, thì mọi người rút hết lửa đi, rút bớt lửa đi nha, để cho để nó từ nó sôi thôi, rồi sáng ngày hôm sau mọi người vớt hạt vô ra, mọi người thái xong mang đi phơi nha. Sau khi phơi thì còn cái nước mà ở trong cái nồi hạt vô á, thì trong đó có đậu đen đó mà, nước hạt đậu đen á, thì mọi người đun sôi lại một tí, rồi sau đó mọi người đổ cái hạt vô vào, mọi người tẩm nha, tẩm sau là mọi người lại mang đi phơi, và mọi người làm như thế là 9 lần, người ta gọi là cường chân cường sái á, gọi là sáng phơi đêm tẩm, là như vậy 9 lần. Dạ, thì mọi người sẽ nhìn cái hà thủ ô, cái lát hà thủ ô của mọi người nó sẽ đen, nó đen hơn ha. Và hà thủ ô này thì có hai loại, đó là hà thủ ô trắng và hà thủ ô đỏ. Nếu cho trong quá trình mà mọi người mà nấu ở đây, thường thường là mọi người sẽ dùng cái hà thủ ô là hà thủ ô đỏ, nhưng mà trong trường hợp mà nếu như mà không đủ cái lượng hà thủ ô đỏ thì mọi người có thể dùng hà thủ ô trắng, mọi người bỏ thêm vô nha. Đó, như vậy này cho em hỏi một câu, đó là hạt thủ ô tươi á, thì nó có nghe nó hằng có tác dụng hài thành đúng thầy? Hạt thủ ô tươi á, khi anh uống á thì anh hãm với trà anh uống mà anh không chế biến không gì hết á, thì nó vẫn có tác dụng bổ thận nhưng mà nó không bổ thận nhiều. Mà nhưng mà có một cái này, nếu anh uống như vậy nó sẽ gây một cái hiện tượng nó gì gây táo bón nha anh, chứ không được cái gì hết á, chưa? Nó sẽ gây táo bón, tại vì cái hàm lượng anthraquinone nó vẫn đang còn, một cái lượng hàm lượng tannin của anh vẫn đang còn ở trong đó, anh không rút ra được. Được chưa nào, anh hiểu ý em chưa? Bình thường hạt thủ ô về mà anh không chế biến, vâng ạ, dạ. Nếu mà anh không chế biến á, mà anh để đó anh thái ra xong anh đi phơi cho nó khô xong rồi anh hãm như uống nước trà á, thì xin hứa rằng là anh sẽ bị táo bón, vì cái hàm lượng tannin nó không đi đâu hết, nó vẫn còn nằm trong đó. Được chưa, hiểu chưa? À, còn nếu mà dạ, anh muốn chế biến, vâng, hoặc là anh muốn thầy, chế biến, thầy nói lại cái bài thuốc chữa thận yếu vừa rồi kỹ lại một chút nào thầy. Cái hạt thủ ô này mai mốt vô bài thuốc để em chỉ cho. Ở đây nó có nhiều cách lắm anh ơi. Nếu như mà gọi là nấu thì ít nhất phải có 4 đến 5 cách nấu lần. Thế nên mai mốt đi vô các vị chế biến vị thuốc em sẽ nói kỹ hơn phần này một tí nha. Hiện tại thì em nói vậy thôi. Bây giờ đi vô sau em sẽ nói hơn nha. Nha. Còn riêng với hạt thủ ô đây mà anh nấu thì anh có thể áp dụng nhiều lắm, 4 đến 5 cái lần. Anh nấu thoải mái. Đi vô nói em sẽ nói kỹ hơn. Chế biến công phu thì có cách nào rút ngắn được không thầy? Dạ, dạ không, anh phải ngâm, chứ anh không ngâm là anh không thể rút ngắn được thời gian đâu anh. Cái này là còn đỡ đó. Cái này là nếu như anh làm mà cho mình dùng cho gia đình á, thì anh dùng theo cái kiểu là dùng là cửu chân cửu sái là 9 lần, là như vậy 9 lần. Nhưng mà hiện tại bây giờ là công nghiệp rồi, nếu như mà là gọi là cửu chân cửu sái như vậy thì không có đủ thuốc cho bệnh nhân đâu. Mình rồi mình nhờ anh làm được một mẻ chắc là làm được, anh dùng trong ngày luôn chứ đừng có nói. Ha? Thì người ta lại công nghiệp bây giờ người ta chỉ làm các lần một à. Có nghĩa là người ta nấu, à, cũng nấu bình thường như vậy á, nhưng mà ta chỉ là cái hạt thủ ô này, hạt thủ ô tươi hay là hạt thủ ô khô mình mua ở tiệm cơm bác bẻ? Hạt thủ ô tươi thì hạt thủ ô khô anh ơi, mua khô. Dạ, dạ, dạ. Cái hạt thủ ô này hạt thủ ô đã khô rồi, thì giờ sau đó anh về anh ngâm anh tẩm đồ này kia, anh mua tươi cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà mua tươi thì cái thời gian của anh nó sẽ gì à? Nếu anh nóng dài như vậy á là nó dễ bị bở, nha. Mấy như hạt thủ ô bây giờ hiện tại anh lấy về là thì anh dùng những cái anh sẽ coi cái củ tốt và củ xấu, anh đừng có thấy củ to là củ tốt nghe, không phải đâu, nghe củ to nhiều sơ hơn là củ không có sơ, củ vừa nha, củ vừa là nó nhiều thịt hơn và nó ít sơ, khi anh tẩm như vậy thì nó mới có tác dụng. Còn anh đừng có thấy mà cái củ nó to là anh khoái anh mừng nha, không có đâu, anh mang về anh thái ra toàn sơ không à, thịt không được bao nhiêu hết, được chưa? Đó. Và hiện tại bây giờ anh nhập về là gì? Tao là hạt thủ ô, là hạt thủ ô bên kia anh lấy lên á, anh nhập ở ngoài nhập vô luôn á, thì hạt thủ ô được dùng rồi, hầu như là nó cũng đã phơi mất nắng hay nắng rồi. Đó. Rồi anh lấy về. Theo như lời thầy nó nói là nấu 9 lần như thế là sau đó là ra cái hạt thủ ô là mình thái ra xong mình sắt mình uống hay là tán thành thuốc hả thầy? Ở cái đó thì anh nếu như anh muốn tán thành thuốc thì anh gì anh bỏ vô anh xay. Còn nếu như bình thường anh dùng thuốc phiến thì anh chỉ thái ra và anh làm như vậy 9 lần thôi. Rồi sau đó anh bỏ vô cái bị thuốc của anh thôi anh. Anh hiểu không ạ?
thì đã qua cái giai đoạn chế biến rồi, thì một còn cái còn lại là anh muốn gọi là theo dạng là thuốc sắt thì anh sẽ dùng theo dạng thuốc sắt, còn muốn tán bột anh dùng thì anh sẽ tán bột ra anh dùng. Không, em ý em muốn hỏi thầy rằng là sau 9 lần cái hạt thủ ô đấy với đậu đen với cả muối mà chế lần 9 lần của cái nước đậu đen đấy tiết ra, sau đó là cho vào cái hạt thủ ô ấy để nấu lên để cô thành một cái hạt, cái nước đậu đen nó ngấm vào cái hạt thủ ô, thì em muốn nói rằng sau cuối cùng, công đoạn cuối cùng là cái hạt thủ ô nó đã ngấm cái nước đậu đen rồi, thì sau bước tiếp theo là mình cái dùng cái hạt thủ ô đấy là làm phương án gì, chế nước uống hay là châm với thức ăn, đồ ăn hay là chế một cái vị gì hả thầy? À, ý anh hỏi là sau khi chế biến rồi đúng không? Thì em nói là sau khi chế biến rồi anh muốn hãm như trà uống cũng được. Được chưa? Anh có thể hãm như trà uống nè, anh có thể tán bột nè. Thì thế nào? Và anh có thể bỏ trong cái thang thuốc anh ngâm rượu cũng được. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ vâng, cảm ơn. Đó, cái là kiểu chân kiểu sái anh đã làm như vậy đủ rồi, được chưa? Dạ, đủ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ. Thì anh muốn làm, thì anh muốn chế biến thêm kiểu gì nữa là đó là tùy của anh ở mục đích người sử dụng. Anh hiểu không ạ? Tùy theo cái mục đích ở người sử dụng. Được chưa? Anh hiểu chưa? Hiểu ý em chưa? Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Hiểu không, thầy ơi. Thầy cho em hỏi cái chất tannin với linin trong cái dược liệu đó, mình muốn lấy nó ra là bằng cách nào? Thì em nói là cái gì ạ? Ngâm nước vào gạo. Nước vào gạo. Yeah. Ừ, ngâm nước vào gạo. Yeah. Sẽ lấy được cái hàm lượng tannin và lượng anthraquinone đi ra ngoài. Nha. Yeah. Yeah. Nó sẽ lấy bớt ra. Và cái gì khi đã giảm được anthraquinone hoặc là anthraquinone đó thì khi anh dùng nó sẽ ít gây táo bón nha, nên ít gây táo bón nha. Ha. Dạ. Yeah. Ngoài nước vào gạo ra còn cách nào khác nữa không? Dạ không anh. Cái này thường thường ở trong cái mà chế biến dược liệu của mình nó hầu như là dùng nước vào gạo nhiều lắm anh. Cái nước vào gạo tác dụng rất là tốt ha. Và chỉ là ngâm nước vào gạo nhiều lắm. Ngay cả cái củ rái, anh biết củ rái không? Củ rái này em có nghe nó ngoài miền Bắc chứ em chưa thấy. Củ rái thì có hai loại, đó là củ rái ở Trung Quốc, gọi là bán Hà Nam, bán Hà Bắc, bán Hà Bắc á. Dạ. Ngứa cực kỳ. Mặc dù anh chế biến, ngày nào chế biến vẫn ngứa, nhưng mà đối với bán Hà Nam của mình thì ngâm nước vào gạo là nó hết ngứa rồi. Dạ. Cái dạ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn. Củ rái là làm gì thầy? Quê của em nhiều lắm thầy. Củ rái chị biết làm gì à? Củ rái chị ngâm, nhưng mà củ rái khi mà thu hái nó thì nhớ đi bao tay giùm em cái nha, không là đứng gãy như khỉ cả ngày đó. Đúng rồi, nó ngứa lắm. Tại vì cái này em đã từng dính rồi, anh thu một lần là sợ rồi, tưởng tới già rồi. Thì chị về xong là chị lấy nước bao gạo chị biết không ạ? À? Nước bao gạo cộng với nhúng cam thảo, một nắm cam thảo ha. Dạ. Thảo vô, sau đó chị đổ thằng củ rái vào. Chị ngâm đi, ngâm nếu như mà nó to thì ngâm thời gian nó lâu hơn, ha? Khoảng 6 đến 12 tiếng. Rồi sau đó chị vớt ra, chị vớt thì bỏ hết cái bã cam thảo đi. Yeah. Còn củ rấy là chị mang đi thái nhỏ ra, thái phiến ra, mang đi phơi. Rồi sau đó phơi cho nó khô nha. Sau đó chị giả gừng, chị giả gừng á. Rồi chị bỏ một ít nước vô, chị giả chị lấy cái nước gừng á. Sau đó gì ạ? Chị tẩm cái thằng bán hạ này hay gọi là củ rấy á, để nó có tác dụng là chữa ho và chống nôn nhá. Bán hạ nó chữa ho tốt lắm đó chị ơi. Dạ rồi. Thế cái bán hạ hoa nó thối hay là cái bán hạ thường này? Hả? Cái bán hạ hoa nó rất thối đúng không ạ? Đúng rồi. Bán hạ hoa nó hôi lắm. Nhá. Vâng vâng. Hả? Của thầy sao mình củ rái mình không đem về mình thái nhỏ rồi mình mới anh thái nhỏ mà anh mang chứ là để lấy cái chất mà gây ngứa ra đó, cái giảm cái tính ngứa bớt của anh đi. Thì ông tên đó là gì? Ngâm nước vo gạo cộng với cam thảo để gì? Cái mục đích ở đây là giảm cái tính ngứa lại, rút hết cái chất ngứa đó ra. Tại vì nếu như còn ngứa thì mình uống vô vào họng của mình nó ngứa chịu sao nổi. Đấy, nó giảm cái tính ngứa lại nha.
Thầy ơi, em có một cái thắc mắc như này. Cái bài thuốc chữa thận yếu vừa rồi của Hà Thủ Ô đấy, thì là khi như theo những cái bước thầy vừa nói ấy, thì thường nếu mà uống sắc nước uống ấy, thì thường những người mà người ta thận yếu uống ấy, thì trong vòng khoảng bao nhiêu lâu, áng chừng thôi chứ không thể tuyệt đối được, thì là khoảng bao nhiêu lâu là mình chế nước uống thì cái đấy thì là nó sẽ đỡ được cả thầy, trong thời gian khoảng bao lâu em nói thiểu ban đủ hay là do tùy từng cơ địa? Em không dám hứa trước được anh ơi, tùy người anh ơi, tùy dạ, người vâng. Thì sẽ dạng à. Có người thì nhập, có người thì chậm mà. Không cái nào giống cái nào nha. Dạ, dạ, vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy. Dạ. Cái Hà Thủ Ô mình sau khi bào chế mình xài hết rồi, mình lấy ra hết rồi, cái còn đậu đen mình bỏ uống hả thầy? Ý là sau khi mà anh bào chế hả? Dạ, rồi cái đậu đen mình làm gì? Cái đậu đen nó anh sau khi anh nó nở ra hết rồi thì anh bỏ nó đi thôi. Không, đậu đen đi thôi, anh chỉ lấy nước thôi mà, anh chỉ lấy nước chứ không lấy hạt nha. Chỉ lấy nước thôi. Dạ. Chỉ lấy hà đậu hà, chỉ lấy nước đậu đen thôi chứ không có lấy hạt. Bỏ đường như có chè đâu. Cái gì? Sau khi mà nó nấu cái thường thường nấu Hà Thủ Ô sẽ được thêm một món gì à? Chè đậu đen. nó nở rồi giờ chỉ còn bỏ ít đường nữa, nấu lên thêm bỏ ít nước vô, bỏ xin xí đường vô nữa là thành chè đâu còn gì. Dạ, yeah. Bổ thận âm này, chè đậu đen bổ thận âm. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn thầy. À. Thì cái nấu Hà Thủ Ô này thì mai mốt vô cái phòng mà chế biến thuốc thì em sẽ nói thêm ha. Rồi, ngoài đậu đen với lại ngoài đậu đen ra thì chúng ta còn đó là gì? Đỗ trọng và cái cậu tích. Và cái đỗ trọng với cậu tích này, cái đỗ trọng ở đây cũng có hai loại, đó là đỗ trọng Nam và đỗ trọng Bắc. Cái đỗ trọng tại Việt Nam của mình mà mọi người hay thấy người ta trồng nhiều á, cái đó là chẳng qua là đỗ trọng Nam thôi nghe. Cái đó đỗ trọng Nam chứ không phải là đỗ trọng Bắc đâu. Thì à, cái cây á, cây đó là cây đỗ trọng Nam á, còn cây đỗ trọng Bắc ở đây khi mọi người lấy rồi mọi người về mọi người thái á, là cái sờ nó cứng lắm, nó dai lắm, không có đứt được, nhưng mà đỗ trọng Nam cắt phát đứt liền à. À, tiếp theo đó là cậu tích. Thì cái cậu tích ở đây á, thì khi mọi người về thì mọi người nhớ làm sạch cái lông, cái hay gọi là cái thì cậu tích hay gọi là cái lông cu ly á, thì mọi người nhớ làm sạch cái lông vàng đi nha. Đi nha, nhớ làm sạch cái lông vàng đi rồi mọi người mới tẩm muối nha. Tại vì nếu như mọi người để không cạo sạch cái lông vàng nó đi á, thì nó sẽ gây một hiện tượng là ngứa và gây ho ha. Đó. Rồi sau đó mọi người tẩm với muối nha. Rồi, ngoài ra có gì? Thục địa. Đấy, thục địa nó màu đen thì mọi người chân lên cũng vậy, cũng kiểu chân kiểu sái nó thì cũng có tác dụng là bổ thận ha. Rồi, hoặc là hoa tháng, hoặc là chóp bách diệp, tháng sau dùng để cầm máu với cái ý nghĩa là đen ở đây là nó sẽ gì? Chỉ đến phần huyết, nó sẽ bổ huyết. Được chưa? Rồi, nói nốt phần này rồi chúng ta nghĩ tiếp ha. Đó là tăng tác dụng ở phế. Thì tăng tác dụng ở phế ở đây thì mọi người sẽ gì? À, chế để cái vị thuốc nó có một vị cay và nó màu trắng. Nha. Và quy kinh phế thì mọi người sẽ chế với gì? Chế với gừng, chế với nước phèn chua hoặc là với nước cầm thảo. Nha. Và ví dụ như là đây chúng ta sẽ có bán hà này, đặng sâm này, chúng ta chế với dịch gừng này, hoặc là rễ cây dâu, bóc lấy cái vỏ đi, bỏ cái vỏ ngoài, tạo thành cái tam bột mì, mọi người tẩm với gừng, tẩm với lại tẩm với mật. Nha, nó cũng là kinh phế. Rồi. Với các cái thuốc mà ở tâm thì mọi người sẽ chế biến với những vị thuốc có vị đắng và màu đỏ. Thường thường ở đây mình nói thẳng là nói cái vị thuốc mà đắng ở đây thường thường là mọi người dùng tâm sen á. Mọi người thấy uống mọi người thấy đắng không? Đắng không ạ? À? Đắng không? Tâm sen là đắng. Dạ đắng thầy ơi. Đó, thì những cái vị thuốc mà có vị đắng á thì là tác dụng ở tâm. Nha, vị đắng và màu đỏ nha, đó tác dụng ở tâm nha. Nhớ chưa? Đó. Viên tâm ở đây thì chúng ta có thể chế với cái nước đồng tiền, và ở đây chúng ta hay gặp ở trong cái đó là hương phụ tứ chế của phụ nữ nha. Đấy. Yeah. Tiếp theo nữa là gì? Những vị thuốc mà có tác dụng ở can đởm thì chúng ta sẽ chế biến cái vị thuốc để vị thuốc nó có một cái vị chua màu xanh nha. Yeah. Và quy kinh can ở đây chúng ta sẽ gì? Chế với giấm, nhớ là giấm thì đi vào kinh can ha. Và ở đây chúng ta cơ chế ví dụ như là hương phụ nè, xài hồ nè, hoặc là thiền hồ chúng ta chế giấm. Được chưa? Rồi, ở trên đây chính là những cái phương pháp mà tăng cái tính quy kinh của vị thuốc và là làm cho các tác dụng mà chỉ định chữa bệnh của vị thuốc được mở rộng hơn. Được chưa nào? Và để dẫn thuốc mà gì? Đi lên phía trên để thăng đề, hay gọi là để gì? Để thăng đề á. Nghĩa là đi lên phía trên và đi ra ngoài thì chúng ta sẽ chế vị thuốc đó với rượu, ví dụ như chúng ta chế xuyên côn này, chúng ta tổng rượu chúng ta chế này, đại hoàng này, hoặc là thăng ma,
Dạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng ở đây đi ha. Vì cái gì chiều 2 giờ recording mình... stopped. Được chưa ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Chiều mấy giờ thầy? Chiều 2 giờ nhé. Chiều 2 giờ. Điểm danh tiếp. Xin hỏi cái này. Em sẽ điểm danh luôn nha. Chiều em sẽ điểm danh luôn. Buổi sáng này. Hết slide được chứ thầy? Dạ được, ok, tập xong khi học xong em sẽ chuyển hết slide cho mọi người nha, cứ yên tâm. Ê, cho em hỏi cái này. Dạ. À, em thấy mấy cái loại mà thuốc thang mà sát uống á, em thấy mấy cái tiệm thuốc bắc nó cũng có hay, à, thầy nói là lâm cậu thích mà bào chế là bà bỏ lông đi á, mà mình thấy cái tiệm thuốc bắc là nó hút thuốc thang nó vẫn có, cậu thích nó còn vẫn còn có lông á thầy. Nếu như mà cạo anh, nói chung là cái gì cũng gọi là tương đối với anh, vì khi anh cạo cũng nhiều lúc không thể nào hết được những chỗ mà khó quá không thể nào anh cạo được thôi thì anh vẫn để lại. Sau khi anh cạo muối thì sao đây, thì gì trong muối mình sao là lợi dụng cái sức nóng của cái chảo á, được chưa? Thì sức nóng của cái chảo để nó gì à, nó đốt bớt cái lòng nó đi, anh hiểu không? Dạ. Chứ không có gì hết. Thầy cho em hỏi, giống như nãy thầy dạy là bảo quản thuốc bằng lưu huỳnh đó thầy, thì cái lưu huỳnh đó nó tẩm vô thuốc như vậy thì nó có gây độc hay nó có gây hại gì cho sức khỏe không thầy? Em nói rồi, để tẩm thì tẩm theo lượng chị ơi, khi bỏ nhiều quá thì có hại, tẩm vừa đủ là ok. Và mỗi cái chị chút xí thôi, giống như một cái viên mà viên lông não của chị, viên lông não mà chị hay mua ở ngoài á, một viên đó là đủ rồi, trong một cái bao khoảng 50-60 kg là đủ rồi. Mà cái lưu huỳnh ở đây đó là gì? Đừng sợ nó độc quá, nghĩa là gì? Tại vì cái lưu huỳnh ở đây nó có một tính rất gọi là thăng hoa, cho nên khi chị mang ra ngoài chị phơi đi. Mang cái ý của em là hôm nay em nói là mọi người dùng là mọi người mang mọi người bỏ mọi người phơi đi, mục đích là gì? Để cho lưu huỳnh nó thăng hoa hết, được chưa? Mọi người nên để cho lưu huỳnh nó thăng hoa hết đi ha, nên bay hơi hết đi, được chưa nào? Đó, thế chị còn lại cái dược liệu sau đó mọi người đi rửa đi rồi mọi người sẽ dùng lại, được chưa? Đó. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Thế em hỏi chút là cái lưu huỳnh mình đốt cháy mình đem sấy thuốc thì có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ. Đốt, nếu như mà lưu huỳnh anh muốn mà sấy thuốc mà anh đốt lưu huỳnh đó thì anh giống như là người ta anh làm một cái lò giống y chang như là người ta mà sấy cái vải khô á, cái vải thiều, anh biết không ạ? Vâng vâng. Đó thì anh phải làm như vậy. Nếu số lượng lớn lưu huỳnh nếu mà anh muốn như là như vậy. Và khi đối với cái kho mà để làm như vậy đó anh phải để thoáng gió nha, anh không để thoáng gió là anh sẽ bị ngộ độc lưu huỳnh. Vâng vâng ạ. Thầy cho em hỏi. Thầy ơi, lúc nãy em thầy bảo là gừng không uống được buổi tối, nhưng mà ý là có người ho á thầy, giống như là trong nhà có người ho thì em làm gừng em đường lên xong rồi em cho mật ong vô á thì ngậm thì thấy hết ho rồi thì em biết cái đó thầy. Rồi cái này thì cái này cũng dễ thôi, không gì khó cả. Bây giờ nãy em có nói bằng một cái là gì, chị giả gừng với muối đúng không ạ? Dạ. Chị giả gừng với muối chị đắp vô ngang bằng chân đi trong vòng 3 ngày, nếu không hết ho em trả tiền cho. Dạ vâng, nó không tin chuyện cứ làm thử đi. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đó. Đấy, đừng có làm chanh nha, làm chanh buổi tối sao mà uống. Mình làm chanh buổi tối, tối sao mà đi ngủ được. Không, em làm gừng với mật ong không à. Gừng với mật ong thì còn được. Ở đây có người nào dùng chanh là lá chanh cam thảo đây này, lá chanh cam thảo đây anh dùng vô rồi nó cào dài dài thì sao đi ngủ mất công lại tăng ký. Không, em ngầm làm gừng với mật ong làm là thấy hết thôi. Lấy gừng muối đó là có thể thấy. Anh lấy gừng anh giả cái muối anh đắp đi, đắp vào gan bằng chân á, về dưới ở mình là gì, nó có một cái dưới gan bằng chân của mình á, nó có đi vào phổi là em sẽ tác dụng ngược. Em thì đi từ phổi đi lên ấm thần ấm phổi nha. Dạ. Gừng nó mang tính ấm mà, mọi người cứ giả, mọi người đắp thử đi nha. Dạ. Giảm ho ngay thì lớn ho dai dẳng. Còn nếu không nữa em cho chị, em chỉ cho chị một cái vị thuốc mà mình cũng ok luôn. Nếu như mà chị đã dùng đến cái mà thuốc tây luôn á. Không, chị biết cái vị thuốc mà Kha Tử không? Chị biết Kha Tử không? Dạ. Cái này chị đang ngoài tiệm thuốc mắt, chị mua khoảng 50.000 thôi, xài ớn. Kha Tử vâng. Kha Tử xong về chị đọc đi, chị bỏ cái hạt đi nghe, chị lấy vỏ thôi, bỏ hạt đi. Chị đọc ra nghe, chị đọc ra bỏ hạt đi, lấy vỏ. Rồi cho người ta ngậm. Cứ lâu lâu bắt người kêu ta ngậm nha, cắn từ từ ngay chứ đừng mà gọi là cắn phát liên tục nha, cái ngậm để từ từ cho nó tan, cái gì hiểu không? Lâu nhai ra nhấm một tí. Dạ. Lâu nhấm một tí. Em nói thì trong vòng 2 ngày hết ho ngay. Thằng đó sửa ho gió, ho khan, ho đến độ mà ho mà không có đàm nữa thầy. Cũng tay không hết. Dứt điểm luôn. Dạ vâng, cảm ơn. 80%. Dứt điểm 80% ho luôn. Nó Sa tử hả thầy?
tìm kháng sinh trong đó nha. Dạ vâng. Ê, cái này từ em thử rồi, không khỏi, ho khan không khỏi được. Ho khan ho gió anh dùng không khỏi chứ em dùng khỏi ngay anh. Đợt đó em bị một lần, em uống thuốc không hết mà em dùng cái này hết anh. Kha Tự đúng rồi đó, đây nè, cái người ghi hiểu Kha Tự này, em dùng hết. Em ngọc trong vòng khoảng 2 ngày là cái hiện tượng ho của em giảm đến hơn 50% rồi. Cái là theo tùy theo cơ địa này, em thấy có thể tùy theo cơ địa của từng người. Dạ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ha, chiều chúng ta học tiếp nha. Dạ, rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ.